Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 3. Hổ ra gặp dưới tay mình một cái cũng không dám động, thiếu chút nữa tức chết. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương câu nói đầu tiên hù dọa ở đám phế vật này. Đám người kia chẳng lẽ không mắt dài sao, đối phương chỉ có một người à? Coi như là người có luyện võ, bọn họ nhiều người như vậy, có cái gì tốt kinh sợ à? Thời khắc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay nhỏ máu, tiếp tục như vậy nữa, tay hắn có thể cũng phải phế. Hắn liếc xéo hướng Diệp Thần, nói, vị này huynh đệ, người ra tay ác như vậy, có phải hay không có chút quá, phế ta hai cái tay, ta Lâm Hổ không có đắc tội ngươi đi. Diệp Thần không trả lời Lâm Hổ, ngược lại đứng lên, từ trong túi rút ra một điếu thuốc, từ từ đốt. Người khác sống chết, cùng hắn không liên quan. Qua. Ta làm sao bất giác được, Diệp Thần lên tiếng. Lâm Hổ con ngươi lóe lên một tia âm ngoan, thanh âm lạnh xuống, đừng lấy là ta không biết, ngươi không phải là muốn đảm bảo đôi vợ chồng này, ngươi có bản lãnh liền giết ta, nếu không chỉ cần ta Lâm Hổ có một hơi, ta sẽ để cho đôi vợ chồng này không được an bình. Ngươi không thể nào cả đời bảo bọc bọn họ. Uông Thúc và Trương A Di nghe được câu này, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt này lại là vì bọn họ mới ra tay. Nhưng là bọn họ có tài đức gì à, cần hắn người trẻ tuổi này bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi là bọn họ ra mặt. Diệp Thần lấy xuống trong miệng khói, tàn thuốc trực tiếp đè ở Lâm Hổ trên mặt, người tựa hồ rất tự tin, chắc chắn ta không dám giết ngươi. Lâm Hổ cho dù cảm giác được sỉ nhục lớn lao, cũng chỉ có thể đi bụng nuốt. Hắn bây giờ căn bản nhúc nhích không được à. Đừng nói nhảm, có bản lãnh liền giết lão tử, giết ta, người cũng đừng nghĩ có trái cây ngon ăn. Thời khắc này Lâm Hổ lộ ra một cổ cậy mạnh khí. Mấy năm này, hắn qua đều là lưỡi đao liếm máu sinh hoạt, tự nhiên sẽ không bị một cái mao đều không dài lên tiểu tử hù dọa. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, giết ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ta còn sợ giơ ta Diệp Thần tay, bất quá. Sống không bằng chết ngược lại là thích hợp hơn ngươi loại người cặn bã này. Một giây kế tiếp, Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, trên bàn cây xiên bằng trúc thùng trực tiếp bay, vô số cây xiên bằng trúc treo ở giữa không trung. Diệp Thần ngón tay một chảo, rồi sau đó chợt đem một chi cây xiên bằng trúc đâm vào Lâm Hổ một nơi huyệt vị trên. Cây thứ hai, cây thứ ba. Dòng dã năm nhánh cây xiên bằng trúc vững vàng cắm vào Lâm Hổ trên thân hình. Nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, cây xiên bằng trúc thùng rơi xuống, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nếu có thể gắng gượng qua 10 giây không hướng ta cầu xin tha thứ, ta thả ngươi đi, Diệp Thần nói. Lâm Hổ hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên cảm giác được cái gì đồ cắm vào liền trên thân hình, nhưng là vậy thì thế nào? Tay hắn bị đũa đinh ở trên bàn cũng không có nếp nhăn hạ chân mày. Cái này mấy cây nho nhỏ cây xiên bằng trúc lại coi là cái gì? Thằng nhóc, đừng nói 10 giây, coi như là. Lâm Hổ lời còn chưa nói hết, một cổ cường đại đau đánh tới. Giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cùng nhau cắn xé thể xác. Loại đau khổ này càng bị phóng đại cơ hồ trăm lần. Hắn thà chết, cũng không phải bị loại đau khổ này. Hắn toàn thân cao thấp nổi gân xanh, khóe miệng lại là khạc ra bọt mép, cả người run rẩy. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới thanh niên trước mắt đáng sợ. Nhất định chính là ma quỷ. Tới từ địa ngục ma quỷ. Một, hai. Diệp Thần liền ba cũng không có đếm, Lâm Hổ liền thanh âm khàn khàn nói, thả qua ta. Cầu ngươi, thả qua ta. Diệp Thần không nhúc nhích, mà là lạnh nhạt nhìn. Hắn không phải thánh mẫu, có vài người căn bản không đáng đồng tình. Liền 2 giây cũng thật không qua. Ngươi cũng xứng làm người đàn ông. Cầu ngươi, thả qua, chấm, giờ phút này Lâm Hổ trong mắt trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Hắn thật sợ, loại cảm giác này hắn đời này cũng không muốn lại thể nghiệm. Sống không bằng chết, cho dù Lâm Hổ cầu xin tha thứ, Diệp Thần vẫn không có động. Hắn không phải cái gì thánh mẫu, vậy 5 năm, để cho hắn rõ ràng liền cái thế giới này quy tắc vận chuyển nhược nhục cường thực. Người đối với địch nhân tha thứ, thì chẳng khác nào tàn nhẫn đối với mình. Mà trước mắt cái này Lâm Hổ mặc dù không lên được mặt bàn, nhưng là cũng không đáng giá được đồng tình. Giây thứ 6, Lâm Hổ đã thống khổ đến cực hạn, đang bên bờ tử vong quanh quẩn.
Diệp Thần cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, hắn cũng không hy vọng ở Uông Thúc và Trương A Di trước mặt gây ra chuyện tới, nếu không đây đối với chất phác vợ chồng tất nhiên sẽ sống ở giấc mộng này nói mớ trong. Cánh tay hắn hơi ngẩn ra, một cổ khí lưu hướng Lâm Hổ đi. Chỉ gặp vậy cây xiên bằng trúc giống như là có ý thức vậy, trực tiếp bay ra ngoài, đóng vào vách tường trên, hơi run run. Thấy một màn này, vậy mấy tên côn đồ hoàn toàn hù thảm. Cái này CMN làm sao giống như tiểu thuyết võ hiệp vậy? Bọn họ căn bản không thấy người thanh niên kia động thủ à, cái này cây xiên bằng trúc là làm sao bay ra ngoài? Do không được bọn họ phản ứng, Diệp Thần thanh âm giống như cuồn cuộn sấm vậy ở bọn họ vang lên bên tai. Mang hắn, cút, từ nay về sau, đừng xuất hiện ở Ninh Ba. Lời nói rơi xuống, vậy mấy tên côn đồ liền run rẩy chân đi tới Lâm Hổ bên người. Bọn họ dư quang nhìn một cái Diệp Thần, gặp hắn không có động tĩnh, vội vàng gánh lên Lâm Hổ, nhấc chân chạy. Bọn họ sợ, thật sợ. Trước mắt cái này người thanh niên nhất định chính là địa ngục tới sát thần. Chờ tất cả mọi người rời đi sau đó, Diệp Thần thu hồi vậy lau sát khí, hướng vậy cặp vợ chồng cười một tiếng, chủ động cầm giấy lên cân bắt đầu lau chùi trên bàn vết máu. Hắn có chút nói xin lỗi, Uông Thúc, chân thực ngại quá. Đem cái bàn của ngươi làm hư, ngươi xem, ta bồi ngươi một bản có thể không? Xa xa người đàn ông kia tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đầu tiên là sợ hãi, từ từ biến thành kinh ngạc, đến cuối cùng lại là mừng rỡ. Bởi vì là hắn mới vừa nghe được chàng trai gọi mình là Diệp Thần. 5 năm trước mất tích cái đó Diệp Thần. Ngươi là A Thần, ngươi trở về. Diệp Thần cười một tiếng, hướng đối phương gật đầu một cái. Trương A Di vẫn là không có phản ứng kịp, cái gì A Thần? Ngươi rốt cuộc nói gì? Uông Thúc vội vàng vọt tới Diệp Thần trước mặt, hung hãn nện một cái Diệp Thần ngực, đối với lão bà giải thích, thằng nhóc này chính là 5 năm trước biến mất A Thần à? Thằng nhóc ngươi làm sao dài cao như vậy, còn trở nên cường tráng, ngươi vậy biến dạng, làm hại ta không nhận ra được. Trương A Di cũng là tỉnh hồn lại, che miệng, kinh ngạc nói, A Thần. Ngươi 5 năm này trước đi nơi nào à? 5 năm trước, ta còn đi trường học các ngươi nghe, các người hiệu trưởng nói ngươi chuyển trường. Làm sao âm thầm chuyển trường? Còn nữa, ngươi bây giờ làm sao đổi được như thế có thể đánh? Làm lính đi sao? Diệp Thần gật đầu một cái, đúng, làm mấy năm binh, Lâm Hổ loại rác dưới này ta một người có thể làm đổ mười mấy. Trương A Di, lần sau tên này còn dám động tới các người, trực tiếp nói cho ta để cho hắn hối hận cả đời. Người đứa nhỏ này, làm lính có thể nếu muốn bảo vệ quốc gia, cũng không phải là bảo vệ ngươi Trương Di. Diệp Thần và hai người trò chuyện đến tối 9 điểm, Uông Thúc thời gian thậm chí làm mấy món ăn trực tiếp và Diệp Thần làm lên bia. Hai người nhiều nhất hỏi tới chính là 5 năm này sự việc, Diệp Thần cũng không có nói nhiều, chẳng qua là nói cho bọn họ làm mấy năm binh, mới vừa giải ngũ trở về. Hắn rất rõ ràng. Coi như nói cho cái này hai người hắn đã bước chân vào tu luyện một đường, đôi vợ chồng này vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúc rời đi, Uông Thúc cứng rắn là nhiệt tình mời Diệp Thần ngày mai tới cổ động, hơn nữa tuyên bố bỏ mặc Diệp Thần mang nhiều ít bạn cũng gặp lại, rượu uống thỏa thích. Diệp Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, vừa vặn ngày mai mở tiệc mời Thẩm Hải Hoa chưa có xác định địa phương, không bằng liền lựa chọn Uông Thúc tiệm mới, nhân tiện cho hai vợ chồng nâng cổ động. Vì vậy liền đáp ứng. Buổi tối 10 giờ, Diệp Thần xuống xe taxi, chuẩn bị trở về khu nhà ở Đại Đô, cũng không biết Tôn Di có chưa có trở về, một mực không liên lạc được, khó tránh khỏi để cho hắn có chút bận tâm. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đi vào tiểu khu cửa thời điểm, một đạo nhức mắt ánh sáng bắn tới đây, đi đôi với mấy tiếng nhọn loa, hiển nhiên là có người để cho hắn đã qua. Diệp Thần cau mày. Loáng thoáng thấy được chỗ ngồi tài xế là một người cô gái, cũng không để ý, trực tiếp hướng khu nhà ở Đại Đô đi tới. Hắn mặc dù không thấy rõ người trên xe ảnh, nhưng là tuyệt đối không thể nào là Tôn Di. Ngồi trên xe nhưng thật ra là Hạ Nhược Tuyết, tối hôm nay có cái tập đoàn hội nghị tạm thời, tất cả quản lý cao cấp đều phải ra mặt, nhưng nàng nhưng phát hiện cho đến hội nghị kết thúc, Tôn Di cũng không có xuất hiện, thậm chí liền điện thoại cũng không gọi được. Nàng cảm thấy có cái gì không đúng, từ Tôn Di tiến vào tập đoàn sau này, cho tới bây giờ không có một ngày tới trễ hoặc là sớm lui qua. Nàng hoài nghi Tôn Di xảy ra chuyện.
Vì vậy nàng dựa theo Tôn Di ở hồ sơ nhân sự viết tư liệu tìm đến nơi này, vốn là dự định xuống xe lên lầu, lại không nghĩ rằng thấy được Diệp Thần. Từ Diệp Thần cung cấp toa thuốc kia sau đó, nàng chuyên môn phái thám tử tư điều tra Diệp Thần. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này tư liệu cơ hồ trống không. Nàng thậm chí không biết người đàn ông này từ đâu tới đây, tới Ninh Ba lại phải làm gì. Phải biết, ở Hoa Hạ sinh tồn, coi như là ăn mày, cũng không khả năng tư liệu hoàn toàn trống không. Còn như trống không, chỉ có một loại có thể, đối phương tin tức bị cao hơn quyền hạn bảo vệ. Từ đó về sau, Hạ Nhược Tuyết đối với cái này kêu Diệp Thần người đàn ông tò mò, dĩ nhiên, không chỉ là tò mò, càng nhiều hơn chính là hận, bởi vì là Diệp Thần là nhiều năm qua như vậy cái đầu tiên dám cự tuyệt nàng người đàn ông. Hạ Nhược Tuyết gặp Diệp Thần chút nào không dự định để ý tới mình, tức giận quả đấm nặn chặt, mắt nhìn đối phương liền phải biến mất, nàng chỉ có thể xuống xe, hướng Diệp Thần đuổi theo. Diệp Thần, người đứng lại cho ta. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Thần theo bản năng xoay người, rất nhanh liền thấy rõ nữ nhân trước mặt. Khi thấy nữ nhân trước mặt, coi như Diệp Thần gặp qua rất nhiều người đẹp, cũng bị hơi kinh diễm. Cô gái có tuyết quang quanh quẩn da thịt, mái tóc dài nhỏ cuốn phi tả xuống, lộ vẻ được có chút thung quyệt, cặp mắt kia thật là giống như ngâm ở trong nước thủy tinh như nhau trong veo, kết hợp với vậy phủ mỹ mắt hình, dung hợp thành một loại vô cùng đẹp phong tình. Xinh đẹp trong lại mang một tia lãnh ý. Thời khắc này nàng đang cắn tươi đẹp môi đỏ mọng, như tuyết trên mặt hiện ra mấy phần tái nhợt và kiêu ngạo. Diệp Thần theo bản năng đem cô gái trước mặt và Tôn Di so đứng lên, nếu như phải nói bên ngoài, người phụ nữ này hiển nhiên tăng thêm một bậc, nhưng là nếu như phải nói vóc người, Tôn Di bốc lửa trình độ cơ hồ ngồi vững thứ nhất ngai vàng. Bất quá cô gái này vóc người cũng không tệ, ngực cúp đê, cộng thêm thon dài trắng nõn bắp đùi, nếu như mặc hấp dẫn một ít, có thể có chút thêm điểm. Ngay tại Diệp Thần quan sát Hạ Nhược Tuyết thời điểm, Hạ Nhược Tuyết lên tiếng, Diệp Thần, người chẳng lẽ xem không thấy ta mới vừa rồi để cho ngươi dừng lại sao? Diệp Thần thu hồi nhìn kỹ tâm, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta cái gì muốn dừng lại? Hạ Nhược Tuyết tiến lên một bước, khá là kiêu ngạo nói, nghe nói ngày đó ngươi vẫn còn ở tập đoàn Hoa Mỹ dưới lầu động thủ. Chỉ vì muốn gặp ta, làm sao, bây giờ ngươi muốn thấy người xuất hiện, chính là loại thái độ này. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai nữ nhân trước mặt chính là Hạ Nhược Tuyết, tỉnh Chiết Giang Tam Mỹ một trong, tập đoàn Hoa Mỹ đồng sự trưởng, đồng thời cũng là Tôn Di cấp trên. Diệp Thần nhìn lướt qua Hạ Nhược Tuyết gương mặt, thở dài một hơi, đối phương trên mặt cũng không có sư phụ nói tai họa ngập đầu, nói cách khác đối phương đoạn này thời gian còn sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi than thở có ý gì? Chẳng lẽ ta xuất hiện để cho ngươi rất thất vọng? Hạ Nhược Tuyết gặp đối phương lại là lắc đầu lại là than thở, trong lòng có chút tức giận. Nàng thành tựu Hạ gia đại tiểu thư, có ai dám như thế đối với nàng? Nàng thậm chí trong lòng sinh ra một cổ vô hình vô tội. Không việc gì, nếu như không có chuyện gì, ta phải đi, Diệp Thần nói. Hạ Nhược Tuyết điều chỉnh xong tâm trạng, đem mình trước đó để một bên. Hỏi, ngươi và Tôn Di ở cùng một chỗ sao? Đúng, Diệp Thần gật đầu một cái. Cũng không biết tại sao, làm Hạ Nhược Tuyết biết hai người ở chung, trong lòng tóm lại có chút khó chịu. Ngươi đừng hiểu lầm, ta tới Ninh Ba không có chỗ ở, là Tôn Di thu nhận ta. Hạ Nhược Tuyết như chút được gánh nặng, hỏi tiếp, ngày hôm nay tập đoàn tạm thời họp, Tôn Di chưa có tới, ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Không biết. Nói xong Diệp Thần liền xoay người rời đi, hắn không thích người khác một mực đuổi theo hỏi hắn vấn đề, hắn vậy không trả lời cần thiết. Hạ Nhược Tuyết gặp Diệp Thần như thế chăng chịu đựng phiền, trong lòng có chút bị nhục, vội vàng hô, Diệp Thần ngươi đứng lại cho ta. Diệp Thần không có dừng bước lại. Hạ Nhược Tuyết quả đấm bóp thật chặt, lại là tức giận thẳng dậm chân. Mấy ngày trước ngươi không phải còn nhất định phải gặp ta, tại sao ta xuất hiện ở ngươi trước mặt? Ngươi như thế chăng chịu đựng phiền? Chẳng lẽ ta Hạ Nhược Tuyết liền không vào được ngươi Diệp Thần pháp nhãn? Hạ Nhược Tuyết cũng không nhìn được nữa, trực tiếp hô, Diệp Thần, một mình ngươi người đàn ông tại sao phải và Tôn Di ở cùng một chỗ? Ngươi có biết hay không đây đối với Tôn Di danh tiếng là có ảnh hưởng? Còn nữa, đừng lấy là ngươi tình cờ lấy được một cái toa thuốc, ngươi là có thể cả đời áo cơm không lo, ta nói cho ngươi Diệp Thần, ngươi nếu như tiếp tục như vậy nữa,
chỉ biết ngồi không ăn. Cuối cùng hủy ở trong tay của mình. Diệp Thần bước chân vẫn là dừng lại, hắn xoay người, đi tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Hạ Nhược Tuyết nhìn trước mặt người đàn ông, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Hạ Nhược Tuyết, ngươi cảm thấy ngươi rất hiểu ta. Vẫn là nói ngươi thành tựu tỉnh Chiết Giang Hạ gia thiên kim, thì có cao cao tại thượng chỉ trích người khác quyền lực. Không có, chấm, Hạ Nhược Tuyết thanh âm rất nhẹ, nàng có chút sợ hãi. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu ngươi không được rõ ta, vậy ngươi có cái gì tư cách phê bình ta? Ta bỏ mặc ngươi là tập đoàn Hoa Mỹ Đồng sự trưởng cũng tốt, cũng hoặc là tỉnh Chiết Giang đại gia tộc thiên kim cũng được, dù là ngươi đến từ kinh thành gia tộc cao cấp, ở ta Diệp Thần trước mặt, mời thu hồi ngươi cao ngạo. Ta làm bất kỳ chuyện, cũng không liên can tới ngươi. Hạ Nhược Tuyết lui về phía sau một bước, nàng hoàn toàn bị Diệp Thần khí thế hù dọa, hốc mắt của nàng lại là ửng đỏ, một cổ ủy khuất ý tấn công tới. Ta không phải ý đó, ta chẳng qua là... Diệp Thần không có để lại cho Hạ Nhược Tuyết cơ hội giải thích, trực tiếp tiêu vẩy rời đi, ở hắn trong mắt, cho dù Hạ Nhược Tuyết thân phận cao quý thì như thế nào, 10 năm sau đó, nàng có lẽ chỉ có thể ngửa mặt trông lên hắn Diệp Thần bóng người. Chờ Diệp Thần sau khi rời đi, Hạ Nhược Tuyết cũng không nhịn được nữa, trực tiếp khóc. Từ nhỏ đến lớn, nàng thành tựu cao cao tại thượng Hạ gia công chúa, có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Có ai dám như vậy chỉ trích hắn? Nhưng là sau khi khóc, Hạ Nhược Tuyết lại thanh tỉnh, giống như bị Diệp Thần đột nhiên mắng tỉnh vậy. Mấy năm trước, nàng rời đi Hạ gia ở Ninh Ba sáng lập tập đoàn Hoa Mỹ, không phải là chỉ muốn thoát khỏi Hạ gia bóng dáng sao? Đã nhiều năm như vậy, nàng vốn lấy là nàng thành công, nhưng là quay đầu lại, nguyên lai mình chỗ dựa lớn nhất còn là Hạ gia, từ không có đổi qua. Nàng nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, con ngươi lệ quang chớp động, lẩm bẩm nói, Diệp Thần, ngươi kết quả là dạng người gì? Diệp Thần trở lại khu nhà ở Đại Đô, phát hiện Tôn Di vẫn chưa trở về. Mấu chốt Tôn Di điện thoại di động căn bản không gọi được, từ Hạ Nhược Tuyết trong giọng nói có thể phán đoán, Tôn Di liền xin nghỉ cũng không có mời. Con bé này rốt cuộc trong nhà chuyện gì xảy ra chuyện trọng yếu? Vẫn là nói chúng đồ xảy ra chuyện. Diệp Thần không khỏi bắt đầu lo lắng, Tôn Di dù sao cũng là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái vô cùng cô gái xinh đẹp, xã hội này cũng không có bề ngoài nhìn như ấm áp như vậy và an toàn, vẹt ra hoa lệ áo khoác, có thể chỉ còn lại nguy hiểm và lạnh lùng. Tôn Di đối với Diệp Thần mà nói, rất trọng yếu, vì năm đó phần ân tình kia, hắn vậy tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Không do dự nữa, Diệp Thần cầm điện thoại lên, bấm trong trí nhớ một chùm con số. Tỉnh Chiết Giang, cao ốc Tiềm Long. Cao ốc Tiềm Long là tỉnh Chiết Giang kiến trúc cao nhất, diễn ra dòng dã 3 năm xây mà thành. Nơi này không có một nhà cửa hàng, cũng không có bán ra cho bất kỳ xí nghiệp, nó xuất hiện liền đại biểu thần bí. Nó sừng sững ở tỉnh Chiết Giang trung tâm thành phố, lại tựa như ở thành phố huyên náo ra. Tất cả tiến vào cao ốc Tiềm Long người đều phải tiến hành lục đạo thứ tự làm việc kiểm tra, quang cửa võ sắp xếp bảo an thì có dòng dã 18 vị, mấu chốt những người an ninh này đều là cổ võ giả. Nó thế lực sau lưng nhiều cách nói dối gen, không có ai biết lai lịch của nó, cũng không người nào biết nó tại sao tồn tại. Có chút tỉnh Chiết Giang nhân vật thượng lưu thông qua các loại quan hệ phức tạp, chỉ có thể hiểu đến một chút. Cao ốc Tiềm Long tầng chót ở một cái vô cùng kinh khủng người đàn ông. Người đàn ông này, nắm trong tay cả tòa cao ốc tất cả thế lực. Người đàn ông này, khống chế tỉnh Chiết Giang thế giới dưới đất vận chuyển. Người đàn ông này, liền tỉnh Chiết Giang gia tộc cao cấp đều phải tránh lui 90 dặm. Hắn chính là Nam Giang Vương Tu Mô Tâm. Giờ phút này, cao ốc Tiềm Long tầng chót, Nam Giang Vương nhắm hai mắt mâu tựa vào cái ghế trên. Hắn một cái tay khoác lên cái ghế một bên, một cái tay khác thì thưởng thức trước một cái đặc thù huy chương. Huy chương hình vẽ rất là cổ quái, lại là một cái thị huyết hắc long tựa như ở mây mù trên lượn lờ, che khuất bầu trời, lại là trên cao nhìn xuống nhìn dưới người người phàm. Đột nhiên, trên bàn điện thoại di động reo. Cơ hồ ngay tức thì, hắn cặp kia mắt hổ mở ra, hơi hiện lên quang, mang làm người sợ hãi rùng mình. Cái số này toàn thế giới chỉ có 6 người biết. Nam Giang Vương đưa tay ra, hơi một chảo, điện thoại di động đó giống như bị thứ gì dẫn dắt,
trực tiếp hút tới. Hắn tầm mắt đảo qua, lại là một cái số xa lạ. Chẳng lẽ đánh lầm rồi? Hắn vừa định cắt đứt, lại đột nhiên nghĩ đến một loại có thể, có phải hay không là vị kia đánh tới. Không do dự nữa, hắn trực tiếp đè xuống nút trả lời. Là ai? Bên đầu điện thoại kia không có một tia thanh âm, yên tĩnh có chút đáng sợ. Nam Giang Vương Tu Ngô Tâm lắc đầu một cái, xem ra thật sự là đánh lầm rồi, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Là ta. Nghe được cái này thanh âm, Nam Giang Vương cả người đứng lên, trên mình lại là cuốn lên một hồi hơi thở cuồng bạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn thân thể run rẩy, hô hấp cũng có chút gấp rút. Hắn trông nom cú điện thoại này ròng rã 3 năm. Chưa bao giờ vang lên. Chính là hy vọng người đàn ông kia có thể một ngày kia nhớ tới cái số này, gọi cho hắn. Nhưng là hắn lần lượt mong đợi, cũng để cho hắn thất vọng. Hắn thậm chí cảm thấy cái này Nam Giang Vương gọi cũng không đáng giá một đề ra. Nhưng là bây giờ, người đàn ông kia rốt cuộc đánh tới, hơn nữa điện tới biểu hiện, đối phương ngay tại tỉnh Chiết Giang. Điện chủ, chấm, hắn thanh âm vô cùng run rẩy, thậm chí mang một tia nức nở. Nếu như những cái kia tỉnh Chiết Giang cao cấp nhân vật thấy Nam Giang Vương như vậy, tuyệt đối sẽ kinh điệu cằm, bởi vì là Nam Giang Vương trong mắt chỉ có tiêu diệt và chết. Lại làm sao có thể có lần này nhu tình? Lặp lại lần nữa, không nên kêu ta điện chủ, cũng không muốn mưu toan tra cái số này, nếu như bị ta phát hiện ngươi an bài người ở bên người ta thề, ta cho ngươi hết thảy, ta sẽ đích thân hủy đi, bao gồm ngươi số mệnh, bên đầu điện thoại kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Điện, chấm, Nam Giang Vương không dám nói nữa, thanh âm ngừng. Giúp ta tra một người, nàng kêu Tôn Di, quê quán ở Ninh Ba trấn Đại Phán. Hiện tập đoàn Hoa Mỹ đảm nhiệm thị trường tổng giám sát, 10 giờ trước mất đi liên lạc, ta muốn biết nàng bây giờ ở đâu, có không có nguy hiểm, trong nhà phải chăng chuyện gì xảy ra. Trong vòng 5 phút, ta sẽ lại đánh cho ngươi, đến lúc đó, phải cho ta những tin tức này. Bên đầu điện thoại kia tràn đầy không thể nghi ngờ giọng, dứt lời, liền sạch sẽ gọn gàng cúp. Ở toàn bộ tỉnh Chiết Giang, căn bản không có người dám như thế đối với Nam Giang Vương nói chuyện. Nếu như đổi thành trước kia, bên đầu điện thoại kia người đã sớm chết rồi. Nhưng là thời khắc này Nam Giang Vương nhưng là lập tức thu thập xong tâm trạng, một bên ghi danh một cái trang web, vừa dùng khác một cái điện thoại di động bấm một số điện thoại. Sát, 3 phút bên trong, ta muốn một người tất cả tin tức, nàng kêu Tôn Di, nữ. Hình ảnh quay về, khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần cúp điện thoại, rơi vào trầm tư. Thật ra thì hắn một mực không muốn gọi thông cú điện thoại này, hắn thậm chí không hy vọng mình phát triển, cũng hoặc là báo thù và đám người này liên hệ đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Nhưng là bây giờ xem ra, trở lại Hoa Hạ, thì không khỏi không đối mặt những người này. Hắn nhìn một chút thời gian, liền ngồi ở trên ghế salon, từ túi mò ra một gói thuốc lá, hơi run một cái, một điếu thuốc liền rơi ở trên tay. Bật lửa đốt, một áng mây sương mù lượn lờ mở. Phiền lòng thời điểm, khói là không sai giải dược. 5 phút thời gian thoáng qua rồi biến mất. Diệp Thần đem tàn thuốc trong tay dập tắt, cong ngón tay bắn ra, tàn thuốc vạch qua lau một cái độ cong, trực tiếp chính xác không có lầm rơi vào trong thùng rác. Hắn lần nữa bấm cú điện thoại kia. Có tin tức không? Bên đầu điện thoại kia giọng bình tĩnh chút. Điện, hụ hụ hụ, ta đã tra được Tôn Di tin tức, nàng ở buổi trưa 11:35 giờ ra mở Ninh Ba khu nhà ở Đại Đô, lái một chiếc Volkswagen Beetle 180 TSI, ở 12:25 chia tay thời điểm lái vào Ninh Ba Bệnh viện Nhân dân số 5, xe đến nay còn ngừng ở bệnh viện bãi đậu xe. Căn cứ Ninh Ba bên kia điều tra, Tôn Di đệ đệ Tôn Hạo Chiết buổi chiều 11:20 phút bệnh trạng đột phát, cần lập tức giải phẫu, tiền giải phẫu dùng 700.000. Chúng ta đều lấy nàng điện thoại và bệnh viện quản chế, phát hiện thời gian nàng bấm 3 người điện thoại, cú điện thoại đầu tiên là một nhà thế chân công ty, Tôn Di tiểu thư dùng 50.000 bán chiếc kia giáp sát trùng trùng xe. Thứ hai và điện thoại thứ ba là số riêng, điện thoại thứ ba cắt đứt thời điểm, Tôn Di tiểu thư đem điện thoại di động ném tới lầu 5 phòng bệnh 512 bên ngoài cái thứ hai thùng rác. Ta nơi này còn có một phần cặn kẽ điều tra, có cần hay không phát đến ngài hộp thơ. Không cần,
Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cúp điện thoại. Con bé này, đến lúc này tại sao còn không và tự mình nói đâu, chẳng lẽ nàng liền không đem mình làm bạn bè? Vẫn là nói nhận là mình bây giờ căn bản không thể ra sức. Ta rõ ràng và ngươi nói kiếm gần nhất cái 100 triệu, ngươi tại sao cũng không tin đâu. Bên người rõ ràng ở một cái thần y, tại sao còn muốn dựa vào những cái kia lang băm đâu. 700 nghìn, Diệp Thần toàn rất rõ ràng, Tôn Di trên tay chỉ có 300k, coi như đem xe bán vậy góp không đủ còn dư lại 400 cây. Còn như vậy hai cái tư nhân điện thoại, chỉ sợ sẽ là đi mượn tiền đi. Kết quả, nàng thất bại. Bây giờ Tôn Di hẳn là thời điểm bất lực nhất đi. 5 năm trước lúc này, là ta thời điểm bất lực nhất, 5 năm sau ngày hôm nay, là ngươi thời điểm bất lực nhất. Cũng nên do ta đem ngươi kéo ra cái này vực sâu. À, thật là một đàn bà ngốc. Diệp Thần tiện tay cầm lên một kiện áo khoác liền khoác ở trên mình, đóng cửa lại, trực tiếp không có vào trong đêm tối. Ninh Ba Bệnh viện Nhân dân số 5. Tôn Di ở bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trọng chứng phòng giám hộ đệ đệ tâm tình phức tạp dị thường. Buổi trưa, nhận được điện thoại của cha, nói đệ đệ bệnh tình trở nên ác liệt, lòng nàng liền lột bột một chút, vốn là lấy là chẳng qua là và thường ngày có chút số liệu dị thường mà thôi, lại không nghĩ rằng chạy tới bệnh viện, bác sĩ nói phải ngựa lên giải phẫu, mà tiền giải phẫu lại là giá trên trời 700 nghìn. 700 nghìn đối với nàng tới, quá xa vời. Mặc dù nàng là tập đoàn Hoa Mỹ tổng giám sát, nhưng là tiền lương loại trừ phòng vay cùng với đệ đệ hàng năm tiền thuốc thang, thật không có bao nhiêu. Vậy 300 ngàn tiền gửi ngân hàng, vẫn là mình đồ cưới tiền. Bây giờ vì đệ đệ bệnh tình, nàng nguyện ý cầm ra cái này 300 ngàn, thậm chí bán xe, nhưng là vẫn không đủ à. Nàng chỉ có thể gọi điện thoại cho nàng nhị bá Tôn Vĩnh Phúc. Tôn Vĩnh Phúc mấy năm này ở Ninh Ba làm vật liệu gỗ chế biến, kiếm không thiếu tiền, mua Mercedes-Benz xe sang và 150 phòng trẻ tử, có thể nói ở Ninh Ba lẫn vào gió nổi nước lên, là bọn họ Tôn gia có tiền nhất tồn tại. Thật ra thì cú điện thoại này nàng không muốn đánh, bởi vì là nhị bá vậy người một nhà xem nàng ánh mắt để cho nàng rất không thoải mái, giống như cao cao tại thượng vậy, nếu như không phải là thật tuyệt lộ, nàng thà hỏi người khác mượn. Không lâu lắm, Tôn Di phụ thân Tôn Vĩnh Quý dẫn Tôn Vĩnh Phúc người một nhà đi về phía bên này. Vừa đi vừa cúi người gật đầu nói, các người có thể tới thật sự là nhà ta hạo chiết có phúc à? À, ta cũng không biết là đời trước thiếu nợ gì, ông trời phải đối với ta như vậy. Ta bây giờ hy vọng duy nhất chính là hạo chiết có thể vượt qua cửa ải khó. Làm đi tới phòng bệnh bên ngoài, Tôn Vĩnh Quý vội vàng hướng nữ nhi Tôn Di nói, nhỏ Di, còn không cùng ngươi nhị bá mẫu. Giao giao bọn họ lên tiếng chào hỏi. Tôn Di cười một tiếng, lau sạch khóe mắt nước mắt, nói, nhị bá mẫu, bé Thiến. Cảm ơn các người vào lúc này giúp chúng ta, thật cảm ơn. Tôn Vĩnh Phúc nhìn một cái Tôn Di hơi có chút tươi đẹp, hắn không nghĩ tới, Tôn Vĩnh Quý cái này người đàng hoàng có thể sinh ra như thế xinh xắn nữ nhi, nếu như sau này tìm cái người có tiền nhà, Tôn Vĩnh Quý một nhà vận mệnh phỏng đoán liền thay đổi. Lão bà hắn Đồng Thải Châu cũng là chú ý tới một điểm này, hướng về phía lão công Tôn Vĩnh Phúc nhẹ giọng nói, lần trước bữa cơm, ngươi không phải làm trò đùa nói cấp cho Di Đờ Lý thằng ngốc kia nhi tử giới thiệu đối tượng sao? Ngươi nói Tôn Di như thế nào? Nói không chừng cuộc hôn nhân này thành, sau này Hằng Thịnh vật liệu xây cất tờ đơn đều có rơi xuống. Tôn Vĩnh Phúc ánh mắt sáng lên, vẫn là vợ mình thông minh à? Mặc dù Di Đờ Lý thằng ngốc kia nhi tử đầu óc không bình thường, cả ngày còn mê gái, nhưng là gả cũng không phải là con gái mình, sợ cái gì. Mấu chốt có Tôn Di như vậy cô con dâu, Di Đờ Lý còn không vui nở hoa. Nói không chừng Di Đờ Lý vậy không chịu nổi Tôn Di mị hoặc, phụ tử cùng tiến lên trận đây. Nếu như cuộc hôn nhân này thành, hắn thành tựu giới thiệu người tuyệt đối là lợi nhuận lớn nhất người. Đến lúc đó, Di Đờ Lý cao hứng, hắn làm ăn tất nhiên nước lên thuyền lên. Bọn hắn nữ nhi Tôn Giao Giao dĩ nhiên là nghe được phụ mẫu cái kế hoạch này, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nàng thành tựu người phụ nữ, nhất ghen tị chính là so nàng dáng dấp đẹp mắt. Mà Tôn Di không thể nghi ngờ là những năm này nàng hận nhất người. Gia đình tụ họp thời điểm, chỉ cần tìm được cơ hội, nàng thì biết không để lại dư lực ở Tôn Di trước mặt khoe khoang hoặc là tố khổ. Nàng đặc biệt xem thường Tôn Di một nhà,
rõ ràng trong nhà không có tiền gì, tại sao phải sinh ra con gái xinh đẹp như vậy? Mấu chốt còn mang một cái cả ngày nửa chết nửa sống con ghẻ. Tôn Giao Giao làm bộ nhìn một cái trọng chứng phỏng giám hộ Tôn Hạo Chiết, thở dài một hơi, các người người một nhà vậy thật là, không biết tạo nghiệt gì, sẽ sanh ra một cái như thế bệnh rề rề đồ. Những năm này, nhà các người vốn là có thể qua rất tốt, tất cả đều bị hắn liên lụy, à. Tôn Di có chút cáu bất quá, cái gì gọi là bệnh rề rề đồ, mới vừa muốn phản bác, Tôn Vĩnh Quý liền kéo kéo Tôn Di tay áo, thấp giọng nói, đừng nói chuyện, người có muốn hay không cứu đệ đệ ngươi. Chỉ có ngươi nhị bá bọn họ có thể cho chúng ta mượn tiền, tư thái hạ thấp một chút. Tôn Di trừng mắt một cái Tôn Giao Giao, không nói thêm gì nữa. Ngay tại lúc này, Đồng Thải Châu trên mặt chất đầy nụ cười đi lên, đối với Tôn Di quan tâm nói, Tôn Di nha, bá mẫu là nhìn ngươi lớn lên, đệ đệ ngươi chuyện đâu, chúng ta lão Tôn nhà nhất định là phải giúp một tay. Lúc này không giúp, thật không nói được. Tôn Di sắc mặt vui mừng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới một mực cay nghiệt hẹp hòi nhị bá mẫu cư nhiên vào lúc này đứng dậy, chủ động giúp nhà bọn họ, nàng kích động nói, nhị bá mẫu, đây là thật sao? Người nguyện ý giúp Hạo Chiết. Đồng Thải Châu nghiêm túc nói, đây là tự nhiên, mọi người đều là thân thích. Tôn Vĩnh Quý vậy không bình tĩnh, vội vàng đi tới Tôn Vĩnh Phúc trước mặt ca, ta đời này nguyện ý là ngươi làm trâu làm ngựa, cảm ơn các người, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn các người tiền. Tôn Vĩnh Phúc cười một tiếng, lại là vỗ vỗ Tôn Vĩnh Quý bả vai, không trả vậy không có sao, nói không chừng chúng ta sau này còn muốn dựa vào ngươi đây. Tôn Vĩnh Quý nghe được câu này có chút nghi ngờ, mới vừa muốn hỏi cái gì, chỉ gặp Đồng Thải Châu nắm nữ nhi Tôn Di tay nói, đúng rồi, Tôn Di, ngươi vậy 20 tuổi ra mặt, có hay không tìm bạn trai? Tôn Di lắc đầu một cái, ta bây giờ còn trẻ, không gấp trước tìm bạn trai. Đồng Thải Châu sắc mặt vui mừng, còn kém vỗ tay khen hay, vội vàng nói, bạn trai nhưng là phải tìm, người phụ nữ đâu, người cái tuổi này là nhất cật hương, nếu không, nhị bá mẫu cho ngươi xem xét. Đúng rồi, mấy ngày trước ta nhưng mà nghe nói Hằng Thịnh Vật Liệu xây cất gì đờ Lý Nhi Tử ở coi mắt, người ta Hằng Thịnh Vật Liệu xây cất ở chúng ta cái nghề này nhưng mà người dẫn đầu, người nhị bá đều phải xem bọn họ sắc mặt, người nếu là gả vào bọn họ Lý ra. Đừng nói đệ đệ ngươi bị bệnh, chúng ta toàn bộ Tôn gia cũng trông cậy vào ngươi đâu. Tôn Vĩnh Quý nghe đến chỗ này, làm sao có thể không hiểu ý đối phương. Cái này cảm tình là muốn hắn bán nữ nhi à? Những năm này, Tôn Vĩnh Quý cảm thấy nhất thiếu nợ chính là cái này nữ nhi. Ban đầu Tôn Di vốn là muốn lên đại học, thành tích vậy rất tốt, nhưng là nàng vì kiếm tiền nuôi gia đình, dứt khoát buông tha tiếp tục cơ hội đi học. Lại là cả ngày lẫn đêm làm thêm giờ kiếm tiền, nếu như hắn lại không cho Tôn Di lựa chọn hạnh phúc quyền lực, vậy hắn Tôn Vĩnh Quý thật hại con gái này. Cho nên lúc này, Tôn Vĩnh Quý trực tiếp đứng ra, cự tuyệt nói, tẩu tử, Tôn Di trung thân đại sự ngài liền đừng quan tâm, nhà chúng ta Tôn Di mình sẽ tìm. Tôn Di tự nhiên vậy xem thấu Đồng Thải Châu ý nghĩa, nếu quả thật cầm bọn họ tiền, không thể nghi ngờ là bán mình. Vì cái này mấy trăm ngàn. Gả cho một cái biết người đàn ông. Căn bản không trị giá. Nàng nhị bá mẫu thật đánh một tay tốt tính toán. Mặt nàng sắc ngay tức thì lạnh xuống, không vui nói, nhị bá mẫu, bác hai gái chuyện ta ngươi liền đừng quan tâm, nếu cái đó Lý gia thiếu gia tốt như vậy, tại sao không để cho Giao Giao gả cho nàng. Tôn Giao Giao không nghĩ tới Tôn Di biết tán dóc lên mình, vội vàng thở phì phò nói, Tôn Di ngươi nói cái gì vậy, ta mới không lấy chồng cho thằng ngốc kia. Lời nói rơi xuống, Tôn Di và Tôn Vĩnh Quý sắc mặt càng khó coi. Nguyên lai Đồng Thải Châu giới thiệu đối tượng là kẻ ngu. Tôn Vĩnh Phúc biết cũng lúc này, hắn phải đứng ra, nói thẳng, Vĩnh Đắt, còn có ngươi Tôn Di, các người coi như không cân nhắc cho mình, vậy cân nhắc một chút bên trong người kia, nếu như lại không góp đủ tiền, các người thật hy vọng Hạo Chiết chỉ như vậy rời đi, hắn mới 14 tuổi à, sau này còn có lớn đem thời gian à. Lời này vừa nói ra, Tôn Di và Tôn Vĩnh Quý đều có chút dao động. Dưới mắt, bọn họ đã tuyệt lộ. Đồng Thải Châu biết đây là nàng cơ hội, tiếp tục nói, Tôn Di, người dù sao vậy không bạn trai, người ta mặc dù là một kẻ ngu, nhưng là người ngu được a, cái gì cũng không hiểu, người một khi tiến vào bọn họ Lý ra, hơi nói mấy câu, tiền còn không phải là ngươi. Tôn Giao Giao cũng muốn tham gia náo nhiệt, chữ chữ chu tâm đối với Tôn Di nói.
bọn ngươi nhà như vậy, mang một cái con ghẻ, ai dám lấy ngươi? Cái này căn bản là cái động không đáy à, Tôn Di ngươi chẳng lẽ không phân tích một chút, ngươi không có bạn trai nguyên nhân thực sự. Còn không phải là bởi vì là ngươi cái này cái nửa chết nửa sống đệ đệ. Nghe được câu này, Tôn Di sắc mặt ảm đạm, nhưng là nàng căn bản không có lý do phản bác. Nhiều năm như vậy, nàng quá mệt mỏi, hồi nào không muốn tìm cái dựa vào, nhưng là có một cái cần không ngừng tiêu tiền đệ đệ, ai dám muốn nàng. Tôn Vĩnh Quý hốc mắt cũng có chút ửng đỏ, hắn cảm giác được mình cái này phụ thân làm thật thất bại. Hắn hận không được tát mình một bạt tai, lúc còn trẻ tại sao không kiếm tiền, để cho nữ nhi có lựa chọn hạnh phúc quyền lực. Tôn Giao Giao và Đồng Thải Châu các nàng nhìn Tôn Vĩnh Quý phụ nữ cha con gái, diễn cảm, liền biết có hy vọng, mới vừa muốn nói tiếp, sau lưng một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ai dám nói bạn gái ta? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Tôn Di chợt ngẩng đầu lên, khi thấy cách đó không xa Diệp Thần, nàng theo bản năng há to miệng. Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, vô cùng tự tin, đi thẳng tới Tôn Di bên người, một cái tay nắm ở liền Tôn Di eo, một cái tay từ túi lấy ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng ở Tôn Di khóe mắt lau chùi, nhà đầu ngốc, đệ đệ bị bệnh tại sao còn gạt ta, thật không đem ta làm bạn trai. Tôn Di mới vừa muốn giải thích cái gì, liền phát hiện Diệp Thần đang hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái, nàng ngay tức thì rõ ràng, đỏ mặt ngượng ngùng nói A Thành, ta không phải sợ ngươi chê ta mà. Nàng thanh âm mềm nhũn, như một con mèo nhỏ trên người cù lét ngứa vậy, rất thoải mái. Diệp Thần cười một tiếng, tự tính thanh âm vang lên, ta làm sao sẽ chê, ngươi là ta bạn gái, chuyện của ngươi chính là chuyện ta, hạo chiết tiền thuốc thang ta đã nộp. Bác sĩ nói tùy thời đều có thể làm giải phẫu, có 70% tỷ lệ thành công, mặc dù có 30% nguy hiểm, bất quá ngươi yên tâm, ta đã mời tốt nhất toàn thế giới bác sĩ Diệp Thần Y chạy tới. Nghe được Diệp Thần Y cái này ba chữ, nguyên bản bi thương Tôn Di cứng rắn là bị Diệp Thần chọc cười. Tên này cũng lúc này, làm sao còn không quên khoác lác à, còn tốt nhất toàn thế giới bác sĩ. Cái này Diệp Thần Y còn dùng mời sao? Ngươi không phải là cái đó kiêu ngạo hò hét Diệp Thần Y. Thấy Tôn Di cười, Diệp Thần chỉ mình gương mặt, cười hì hì nói, ta làm nhiều như vậy, ngươi liền không hôn ta một chút. Tôn Di tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần sẽ lớn như vậy gan, lại có thể ngay trước mặt của mọi người để cho nàng hôn hắn. Nhiều năm như vậy, nàng liền và nam sinh kéo tay cũng không có kéo qua, càng đừng đề ra hôn môi. Nàng mới vừa muốn cự tuyệt. Nhưng phát hiện nhị bá mẫu Đồng Thải Châu cùng với Tôn Giao Giao ánh mắt nghi hoặc, không do dự nữa, nàng nhắm hai mắt lại, trực tiếp môi đỏ mọng hôn vào Diệp Thần gò má trên. Châu dần tương đương. Đây là thưởng ngươi tương đương. Diệp Thần vốn là chỉ bất quá muốn làm trò đùa, dẫu sao hắn lần này là giả sắp xếp bạn trai, căn bản không trông cậy vào Tôn Di sẽ hôn. Tuyệt đối không nghĩ tới Tôn Di thật hôn. Vậy môi đỏ mọng mang một tia ấm lạnh và mềm mại. Thật là thoải mái nổ. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều bối rối. Không chỉ Tôn Vĩnh Phúc một nhà ba người, liền liền Tôn Di phụ thân vậy bối rối. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nữ nhi nói qua bạn trai à, hắn vốn là lấy làm cho này bé trai là Tôn Di bạn mà thôi, nhưng là dưới mắt thật đích thân lên liền à. Chẳng lẽ con gái mình thật sự có đối tượng? Tôn Giao Giao trước nhất tỉnh hồn lại, nàng nhìn một cái Diệp Thần ăn mặc. Cả người hàng vỉa hè hàng, làm sao có thể trả nổi ngẩng cao tiền thuốc thang. Nàng hừ lạnh một tiếng, Tôn Di à Tôn Di, trong xã hội hiện tại có chút người đàn ông có thể không đáng tin cậy, miệng đầy nói láo, ngươi chớ để cho loại này người đàn ông lừa gạt tài lại lừa gạt tình à. Đồng Thải Châu cũng là kịp phản ứng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, chất vấn, thằng nhóc, ngươi nếu nói nộp tiền thuốc thang, vậy hóa đơn đâu? Đúng vậy, ngươi luôn có hóa đơn đi. Tin không tin ta lập tức đi hỏi bác sĩ chính sinh. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, đám người kia lại có thể như vậy để ý chi tiết. Hắn bận bịu chạy tới, nào có thời gian đóng tiền thuốc thang. Nếu quả thật tốn thời gian đi đóng tiền thuốc thang, phỏng đoán Tôn Di sớm đáp ứng các người đám này lòng dạ bò cạp đồ. Tôn Di tự nhiên cũng là đoán được Diệp Thần không có đóng, vội vàng mở miệng nói, bạn trai ta nói giúp ta nộp chính là giúp ta nộp. Liền không cần lao tâm, còn nữa,
đệ đệ ta cần nghỉ ngơi, các người vẫn là sớm một chút rời đi. Tôn Giao Giao xem Tôn Di sắc mặt cũng biết bọn họ đã đoán đúng, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, ha ha, Tôn Di à Tôn Di, người vậy thật là hư vinh, trực tiếp mời bạn tới làm ra vẻ, nha, đúng rồi, cái đó Diệp Thần Y không phải là bạn trai của ngươi hả, không chữa nổi bệnh quỷ nghèo còn muốn cái gì tôn nghiêm. Diệp Thần thật là phục hai mẹ con này, cái này CMN là Sherlock Holmes đầu thai sao? Mấu chốt nói chuyện vậy thật khó nghe đi, hắn hận không được trực tiếp rút ra một cái tát tới. Ngay tại lúc này, hai cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ hướng bên này đi tới. Tôn Vĩnh Quý thấy một cái trong đó bác sĩ, tự nhiên nhận ra đối phương chính là con trai hắn bác sĩ chính sinh, vội vàng vọt tới, kích động nói, tiền bác sĩ, ngài cuối cùng cũng tới, buổi chiều ta đi phòng làm việc tìm ngài nhiều lần, ngài đều không ở. Ngài mau xem con ta tình trạng. Tôn Giao Giao thấy trước mắt một màn này, mặt mũi vui mừng, vội vàng đi theo, đối với cái đó tiền bác sĩ nói, tiền bác sĩ ngươi tốt, ta là Tôn Hạo Chiết thân nhân, ta muốn biết, hắn 700.000 tiền giải phẫu rốt cuộc có hay không giao đủ. Tôn Di nghe được Tôn Giao Giao cái vấn đề này, gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Đây không phải là tỏ rõ muốn cho cả nhà bọn họ không xuống đài được sao? Một khi cái đó bác sĩ nói không có, cả nhà bọn họ thậm chí còn Diệp Thần cũng sẽ phải chịu không ngừng nghỉ chỉ trích. Nhưng là Tôn Di hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Diệp Thần khóe môi nhếch lên một đạo nghiền ngẫm nụ cười, tựa như đang chờ kịch hay mở màn vậy. Tiền bác sĩ nhìn xem trước mặt hai người, có chút không vui. Người một nhà lúc này lao ra tình huống gì? Đóng không giao tiền trong lòng không có một chút ép đếm sao? Nếu như giao tiền đã sớm làm giải phẫu, bệnh nhân làm sao có thể vẫn còn ở trọng chứng phòng giám hộ kéo. Mấu chốt hắn bây giờ nhưng mà đại biểu đúng bệnh viện tiếp đãi từ kinh thành thủ đô bệnh viện tới Khâu Thần Y à. Đây chính là viện trưởng giao phó việc lớn à. Tiếp đãi tốt lắm, hắn định trước lên như diều gặp gió. Nếu là tiếp đãi không tốt, hắn có thể hay không ở bệnh viện này ngây ngô cũng là cái vấn đề. Hắn dư quang liếc một cái bên cạnh Khâu Thần Y. Phát hiện đối phương trong mắt có chút kích động, lấy là tức giận, vội vàng sụ mặt đối với Tôn Vĩnh Quý nói, xin các ngươi hãy không muốn ngăn ở chúng ta trước mặt, Khâu Thần Y nhưng mà. Lời còn chưa nói hết, hắn kinh hãi phát hiện Khâu Thần Y lại có thể xông ra ngoài. Trên mặt lại là vô cùng kích động. Chỉ gặp Khâu Thần Y đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, sâu đậm khom người chào. Khâu Thần Y nhưng mà biết trước mắt người đàn ông ý vị như thế nào. Mấy ngày trước ở Thẩm gia và hắn gặp mặt một lần, vốn lấy là đối phương là tên lường gạt, cho đến nhìn tận mắt Thẩm Hải Hoa đứng lên, hắn mới biết mình nhìn lầm rồi. Triệt triệt để nhìn lầm rồi. Mấy ngày nay hắn hỏi ý kiến tất cả lớn nhỏ giới y học bạn, không có một người tin tưởng. Hắn thành tựu kinh thành coi như có chút danh tiếng bác sĩ, tự nhiên biết y thuật cao siêu ý vị như thế nào. Ý nghĩa hắn có thể dễ như trở bàn tay quyết định vô số người sống chết. Ý nghĩa hoa hạ vô số quyền thế ngút trời người đều phải giống như chó sủ như nhau nịnh hót hắn. Ý nghĩa hắn cuối cùng có một ngày sẽ đứng trước đỉnh thế giới mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Loại người này, nếu như đắc tội, không phải muốn chết sao? Cho nên mấy ngày nay, Khâu Thần Y dứt khoát ở lại Ninh Ba, ngoài mặt là cùng đông đảo bệnh viện tiến hành nghiên cứu thảo luận trao đổi, trên thực tế liền là muốn tìm cơ hội và Diệp Thần chạm mặt. Nếu như có thể và đối phương giao hảo vậy thì càng tốt hơn. Không nghĩ tới, thật bị hắn đụng phải. Hắn làm sao có thể buông tha trước mắt cơ hội này. Cái này cúi người, để cho tiền bác sĩ bối rối, Khâu Thần Y được nhưng mà giới y học đại lễ à. Vậy chỉ ở tôn kính tiền bối trước mặt mới có thể như vậy. Nhưng là dưới mắt, Khâu Thần Y làm cái gì vậy? Cái này người thanh niên là tiền bối. Đùa gì thế? Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Khâu Thần Y lên tiếng. Diệp Thần Y, ta, chúng ta lại có thể lại gặp mặt, tiểu Khâu không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngài à. Chuyện lần trước, chân thực áy náy, xin Diệp Thần Y tha thứ. Tiểu Khâu, tiền bác sĩ thiếu chút nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này Khâu Thần Y lại có thể ở người trẻ tuổi này trước mặt gọi mình là tiểu Khâu. Càng là dùng ngài cái này tôn xưng. Không đúng, Diệp Thần Y, hoa hạ kia nhiều một cái Diệp Thần Y. Không chỉ tiền bác sĩ bối rối, tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối.
Tôn Di bạn trai cũng chỉ chừng 20 tuổi đi, lại còn thần y. Nhất định chính là thiên đại cười nhạo. Đồng Thải Châu hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, Tôn gia nha đầu tìm diễn vai quần chúng công pháp ngược lại là lợi hại, không chỉ tìm một tên lường gạt bạn trai, còn tìm liền một cái giả bác sĩ thay thế, cực kỳ buồn cười. Còn Khâu thần y, ha ha, lão đầu này một mặt thô bỉ dáng vẻ này thần y. Tiền bác sĩ nghe được câu này, cả khuôn mặt hoàn toàn thanh. Cái này Khâu thần y nhưng mà Hoa Hạ chính phủ công nhận bác sĩ à? Thậm chí tham dự qua quốc tế y thuật hội giao lưu. Trên tay y học luận văn đều là nghề cao cấp à? Ai dám nói hắn là giả? Hắn mới vừa muốn phản bác, Tôn Giao Giao cũng là cười lên, đưa ngón tay ra trước Khâu thần y lỗ mũi nói, Tôn Di, cũng quá xem nhẹ không biết xấu hổ đi, tìm một nhặt rác lão đầu tới làm bác sĩ. Lão đầu này còn kêu ngươi người đàn ông Diệp thần y, ha ha, ngươi người nếu là thật có thần như vậy, đệ đệ ngươi còn biết nằm ở trọng chứng phòng giám hộ không chết không sống. Ta bây giờ rốt cuộc rõ ràng nhà ngươi tại sao nghèo như vậy, người nghèo chính là chết muốn mặt mũi nhục nhã. Tôn Di sắc mặt tái nhợt, tức giận vừa định đưa tay ra phiến đối phương một cái tát, chỉ gặp Khâu thần y đã vọt tới, hoàn toàn không để ý mình hình tượng, bót một cái tát hà liền Tôn Giao Giao trên mặt. Người cái này bé gái, miệng độc như vậy, lão phu cũng không nhìn nổi. Hắn mặc dù cho tới bây giờ không có đánh qua người phụ nữ, nhưng là hắn biết đây là hắn ở Diệp thần trước mặt biểu hiện duy nhất cơ hội. Phiến thì đã có sao, lấy hắn ở Hoa Hạ và tỉnh Chiết Giang địa vị, còn sợ một người phụ nữ. Thấy một màn này tiền thần y thật là muốn điên, Khâu thần y bị dự lại y đức vô song đại sư, lại có thể đánh người. Trời ạ! Đây tuyệt đối là nặng ký tin tức. Đột nhiên hắn có một loại dự cảm xấu, nếu như Khâu thần y ở bọn họ bệnh viện xảy ra chuyện gì, hắn có thể đảm đương không nổi à. Mắt xem vậy bị đánh người phụ nữ muốn xông lại, hắn vội vàng ngăn ở Khâu thần y trước mặt. Mọi người có lời thật tốt nói, đừng ở bệnh viện đánh. Tôn Giao Giao thật là giận điên lên, cũng không để ý Diệp thần và Tôn Di, trực tiếp chỉ Khâu thần y lỗ mũi tiếp tục nói, người dám tát ta. Người biết ta là ai chăng? Người cái thô bỉ lão đầu, tin không tin ta để cho ở Ninh Ba phối hợp không nổi nữa. Khâu thần y há sẽ sợ nàng, hắn dư quang liếc trộm Diệp thần một cái, phát hiện đối phương đang có nhiều thú vị nhìn hắn, trong lòng vui mừng, đối với Tôn Giao Giao lạnh lùng nói, ngươi là thứ gì, còn để cho ta ở Ninh Ba phối hợp không đi xuống, ngươi có cái này tư cách sao? Đồng Thải Châu vội vàng kéo một cái chồng mình tay áo, ngươi liền nhìn như vậy. Nữ nhi bị đánh, lại bị vũ nhục, Tôn Vĩnh Phúc không nhìn nổi, trực tiếp đứng ra, uy nghiêm thanh âm vang lên, ta bỏ mặc ngươi là thật bác sĩ hay là giả bác sĩ, ta Tôn Vĩnh Phúc ở Ninh Ba vậy coi là có mấy phần mặt mỏng, thậm chí mấy ngày trước ta vẫn cùng nhà này viện trường bệnh viện cùng với trong cục lãnh đạo đánh mặt trược, ngươi đánh con gái ta, ngươi chỉ muốn quỳ xuống nói xin lỗi, ta bảo đảm không truy cứu nữa. Nếu không hừ... ta sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì mới thật sự là quyền thế. Nói xong, Tôn Vĩnh Phúc liền móc điện thoại ra, hiển nhiên là chuẩn bị gọi cho viện trưởng. Khâu thần y thiếu chút nữa phun ra một hớp lão máu, loại này đống cặn bã còn có tư cách ở trước mặt hắn nói quyền thế. Phim truyền hình thấy nhiều rồi đi. Hắn nhìn một cái Diệp thần, trực tiếp đối với Tôn Vĩnh Phúc nói, ngươi ngược lại là đánh à, lão phu ngày hôm nay liền đứng ở bệnh viện này. Người xem bọn họ viện trưởng có nguyện ý hay không đuổi đi ta. Tôn Vĩnh Phúc cũng không để ý, cười lạnh một tiếng, trực tiếp bấm một số điện thoại, rất nhanh điện thoại liền thông, hắn trực tiếp đè xuống miễn đề ra. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm, ai à? Trung viện trưởng sao, ta là Tôn Vĩnh Phúc, ngại quá trễ như vậy quấy rầy ngươi, gần đây như thế nào, chúng ta mấy ngày trước mới vừa vào cục trưởng Chu bọn họ chơi mạt trược. À. Là ngươi à, thế nào, trễ như vậy có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia thanh âm có chút tùy ý. Tôn Vĩnh Phúc cười một tiếng, nói thật là có sự kiện, ta bây giờ đang ở bệnh viện các ngươi, con gái ta và các người người nơi này nổi lên mâu thuẫn, bị đánh. Bên đầu điện thoại kia nghe được ở bệnh viện xảy ra chuyện, hiển nhiên lửa giận dữ mấy phần, cái nào không có mắt dám động nữ nhi ngươi, ta cái này thì gọi điện thoại cho bộ an ninh, trực tiếp bắt lại đưa bót cảnh sát. Mụ, đầu năm nay người lệ khí chính là lớn như vậy. Tôn Vĩnh Phúc đắc ý nhìn một cái người chung quanh,
đối phương thái độ làm cho hắn cảm giác rất có mặt mũi, hắn tiếp tục nói, vậy thì phiền toái trung viện trưởng, chúng ta bây giờ ở lầu 5, cái đó đánh người thật giống như họ Khâu, ăn mặc bệnh viện các ngươi áo khoác dài màu trắng, không biết là bác sĩ. Lách cách, một tiếng, bên đầu điện thoại kia điện thoại di động thật giống như rơi trên mặt đất. Mấy giây sau đó, một đạo thanh âm vội vàng vang lên, người mới vừa nói cái gì? Cái đó đánh người họ Khâu, hắn bên người không biết còn có người đeo mắt kiếng nam bác sĩ đi. Tôn Vĩnh Phúc nhìn một cái bên cạnh tiền bác sĩ, phát hiện thật đúng là, vui a nói, trung viện trưởng, ngài thật là liệu sự như thần à. Lời còn chưa nói hết, bên đầu điện thoại kia liền truyền tới một hồi hốt hoảng thanh âm, người nhanh lên để cho vậy người đeo mắt kiếng nam bác sĩ nói chuyện. Tiền bác sĩ dĩ nhiên là nghe được, yếu ớt ở bên cạnh kêu một câu, viện trưởng, là ta. Chút tiền. Bên đầu điện thoại kia nhất thời yên tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ. Mấy giây sau đó, một cổ kinh thiên tiếng gầm gừ từ trong điện thoại vang lên. Tôn Vĩnh Phúc, người CMN rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ta nói cho ngươi, chính ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Nếu như Khâu Thần Y xảy ra chuyện gì? Người CMN đừng cho lão tử ở Ninh Ba lăn lộn. Người có biết hay không Khâu Thần Y nhưng mà thị trưởng và bí thư chỗ thượng khách. Khâu Thần Y thật vất vả bị ta mời tới, hắn cái gì làm người lão tử không biết, đừng cho lão tử tung tin vịt. Ta CMN, không được, ta lập tức đến bệnh viện, cho ta chờ, còn nữa, chút tiền, bất kể như thế nào, muôn ngàn lần không thể để cho Khâu Thần Y bị nửa điểm ủy khuất. Nếu không lão tử liền đem ngươi điều đi y tá khoa. Điện thoại cúp, phía sau câu nói kia hiển nhiên là nói cho tiền bác sĩ nghe. Tiền bác sĩ không dám thở mạnh một cái, viện trưởng lúc này là thật nổi giận. Tôn Vĩnh Phúc vậy một nhà sắc mặt hoàn toàn ảm đạm, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cái đó thô bỉ lão đầu thật sự là bác sĩ. Còn CMN là thần y. Hơn nữa từ viện trưởng giọng có thể nghe ra, đối phương lực lượng sau lưng cực kỳ đáng sợ. Thị trưởng và bí thư chỗ thượng khách, cái này ý vị quá nhiều thứ. Chỉ một người trong đó liền có thể đem hắn Tôn Vĩnh Phúc cái này mười mấy năm cố gắng toàn bộ hóa là bọt. Tôn Vĩnh Phúc thật là nghĩ cũng không dám nghĩ mình rốt cuộc đắc tội dạng gì nhân vật lớn. Hắn thành tựu thương nhân, tự nhiên biết lúc nào nên làm cái gì, hắn nhanh chóng phản ứng, trên mặt xếp chồng nụ cười, đi tới Khâu Thần Y trước mặt, chắp tay một cái nói, Khâu Thần Y, chân thực ngại quá. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Giao Giao, còn không qua đây cho Khâu Thần Y nói xin lỗi. Tôn Giao Giao hoàn toàn bối rối, mình rõ ràng bị sáng một bạt tai, tại sao còn muốn hướng đối phương nói xin lỗi? Thế giới này là thế nào? Đánh người cũng có thể như thế có lý chẳng sợ sao? Tôn Vĩnh Phúc gặp nữ nhi còn không qua đây bồi tội, trực tiếp đem Tôn Giao Giao xé tới đây, mau cho Khâu Thần Y nói xin lỗi. Tôn Giao Giao bị phụ thân tức giận bị dọa sợ, vội vàng nhỏ giọng nói, Khâu Thần Y, thật xin lỗi. Lời còn chưa nói hết, Khâu Thần Y căn bản không phản ứng cả nhà bọn họ, đem bọn họ làm không khí, ngược lại vui vẻ đi tới Diệp Thần và Tôn Di trước mặt, nghiêm túc nói, Diệp Thần Y, ngài xem chuyện này xử lý như thế nào thích hợp đây. Có cần hay không ta gọi điện thoại cho Giang Thành Thị Dài, để cho một ít đồ không có mắt biết một chút về cái gì mới thật sự là quyền thế. Thái độ hoàn toàn tương phản. Hơn nữa nói câu nói sau cùng thời điểm, Khâu Thần Y lại là hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tôn Vĩnh Phúc. Trần trụi trần chuồng coi rẻ. Diệp Thần không có chút nào diễn cảm, mà là nhìn về phía Tôn Di, ôn nhu nói, bảo bối, nghe ngươi. Tôn Di nghe được cái này thanh bảo bối, thân thể mềm mại cũng run lên một cái, đỏ mặt lắc đầu một cái, được rồi đi, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Bất quá. Ta muốn lại nhìn thấy mấy người này. Tôn Vĩnh Phúc một nhà tuyệt đối không nghĩ tới quyết định bọn họ sinh tử lại là bọn họ một mực xem thường Tôn Di. Mặc dù trong lòng có chút nổi nóng, nhưng là Khâu Thần Y ở chỗ này bọn họ cũng không dám phản bác. Tôn Vĩnh Phúc lúng túng cười một tiếng, trực tiếp kéo vợ và con gái áo não rời đi. Chỗ này bọn họ cũng không muốn ở tiếp nữa, chờ viện trưởng tới đây, lấy đối phương nóng nảy, tất nhiên chuyện bé xé ra to. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Dưới mắt, rời đi là sáng suốt nhất. Tôn Vĩnh Phúc một nhà sau khi đi, bệnh viện lầu 5 ngược lại là đổi được thanh tĩnh. Đại khái 5 phút sau đó,
một cái bụng phệ ăn mặc áo khoác dài màu trắng người đàn ông trung niên chạy tới, khi thấy Khâu Thần Y, liền bận bịu hai tay đưa ra, nói xin lỗi, Khâu Thần Y, thật không phải với, để cho ngài bị sợ hãi, ngày mai ta ở kênh đào khách sạn làm chủ, tự mình để cho Tôn Vĩnh Phúc cái này chó má vội tới ngài nói xin lỗi. Khâu Thần Y cũng là khá làm người tinh, nhìn một cái bên trong phòng bệnh cái đó thiếu niên, một mặt không vui, đối với trung viện trưởng trách cứ, ăn cơm thì không cần, ta đây là muốn hỏi, trung viện trưởng, ngươi là thế nào làm việc, ngươi sẽ để cho Diệp Thần Y bạn ở tại nơi này cái trọng chứng phòng giám hộ. Trung viện trưởng sững sốt một chút, chợt nhìn về phía một bên Diệp Thần. Ở lúc tới hắn vậy từ tiền bác sĩ nơi đó biết nơi này đại khái tình huống. Hắn suy đoán Khâu Thần Y trong miệng Diệp Thần Y tất nhiên đến từ càng phía trên trung y thế gia, nếu không đối phương không biết thấp như vậy thanh hạ khí. Liền Khâu Thần Y đều không dám đắc tội nhân vật, căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ Ninh Ba viện trưởng có thể chọc. Hắn hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, vội vàng nói. Vị này chính là Diệp Thần Y đi, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngài xem như vậy được không phải? Ta bây giờ liền cho vị bệnh nhân này chuyển tới phòng bệnh VIP, một tiếng bên trong lập tức giải phẫu, còn như tiền giải phẫu, thật đúng là đúng dịp, ta lúc tới mới vừa nhận được thông báo, bệnh viện chúng ta vừa vặn có cái này hạng tật bệnh một cái chính sách số người, hưởng thụ chính sách quốc gia phụ cấp, bất kỳ lệ phí nào đều do bệnh viện và quốc gia ra. Diệp Thần nhìn một cái trung viện trưởng, mặc dù hắn muốn tự mình cho Tôn Di đệ để chữa trị, nhưng là tình huống dưới mắt, nói ra. Tất nhiên lại phải giải thích một phen, còn không bằng trực tiếp để cho bệnh viện chữa trị, mình đến lúc đó trong bóng tối ra tay. Cứ như vậy đi. Tôn Di và Tôn Vĩnh Quý sắc mặt đầu tiên là vui mừng, từ từ đổi được kinh ngạc. Mấy giờ trước, bệnh viện thái độ rất rõ ràng, chính là không trả tiền không trị, hơn nữa phòng bệnh cực kỳ khan hiếm, đặt trước vậy không nhất định đặt trước lên. Nhưng là Diệp Thần xuất hiện, lại có thể để cho đúng sự kiện có to lớn lộn. Bệnh viện không cần tiền một phần chi phí, vẫn còn cho phòng bệnh VIP, một tiếng bên trong giải phẫu. Cái này cũng quá khoa trương đi. Bệnh viện lúc nào đổi được như thế hiệu suất cao và từ thiện. Tôn Di và Tôn Vĩnh Quý không ngu ngốc, bọn họ biết, bệnh viện căn bản không có cái gì cái gọi là chính sách số người, mà là nhà này viện trường bệnh viện ở giống như người đàn ông kia lấy lòng. Đây hết thảy, hoàn toàn là xem ở người đàn ông kia mặt mũi. Không có người đàn ông này, Tôn Hạo Triết liền còn sống cơ hội cũng không nhất định có. Tôn Vĩnh Quý có chút luống cuống, hắn chỉ là một nông dân, kia gặp qua thứ đại nhân vật này, hắn nhích tới gần con gái mình một ít, nhẹ giọng nói, a Di, bạn trai ngươi rốt cuộc là làm gì? Thế nào nhận thức? Tôn Di nhìn một cái Diệp Thần, cười nói, hắn à, chính là một cái không nghề nghiệp du dân, hỏi ta mượn tiền biết, bây giờ ta là hắn chủ nhà. Tôn Vĩnh Quý bối rối, a Di ngươi đùa gì thế? Thứ đại nhân vật này tại sao có thể là không nghề nghiệp du dân? Còn có ngươi là hắn chủ nhà, hắn là ngươi chủ nhà còn không sai biệt lắm. Buổi tối 12 giờ, Diệp Thần và Tôn Di cùng nhau về nhà, bởi vì là Tôn Hạo Triết đã an bài vào phòng bệnh VIP, 24 giờ đều có người hộ lý, hơn nữa Tôn Di phụ thân ở bệnh viện phụng bồi, tự nhiên không muốn Tôn Di ở bệnh viện. Rời đi phòng bệnh thời điểm, Tôn Vĩnh Quý lại là đơn độc đem Tôn Di gọi tới bên cạnh, các loại ám chỉ, kết quả Tôn Di nửa ngày không hiểu, Tôn Vĩnh Quý chỉ có thể dứt khoát nói, a Di, người đã trưởng thành, làm loại chuyện đó thời điểm nhớ được mang đồ, bảo vệ tốt mình. Tôn Di mắc cỡ đỏ mặt, trực tiếp đạp giày cao gót đem Diệp Thần lôi đi. Hai người liền xuống lầu, Tôn Di mới vừa dự định cầm chìa khóa xe, sờ túi một cái. Nhưng phát hiện xe đã sớm bán tống bán tháo cho thế chân công ty. Chẳng biết tại sao, nàng bên trong lòng có chút thất lạc, dẫu sao chiếc kia giáp sát trùng đi theo nàng mới một năm, bất kể là nội thất vẫn là mặt ngoài đều là của nàng thích nhất. Diệp Thành, chúng ta đón xe trở về đi thôi, bởi vì là đệ đệ bị bệnh cần gấp tiền, ta buổi chiều đem xe đã bán cho thế chân công ty, ngày mai ta xin nghỉ đi xem có thể hay không chuộc về đi, Tôn Di nhẹ giọng nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười, từ túi mò ra chìa khóa, tiện tay quăng tới, tiếp theo. Tôn Di theo bản năng tiếp nhận cái gì, làm hắn giang tay ra, theo bản năng che miệng. Hốc mắt ngay tức thì đỏ. Bởi vì là đây chính là nàng vậy cái chìa khóa xe. Liền chìa khóa trừ đều giống nhau. Diệp Thành,
người tại sao có thể có? Diệp Thần nhún vai một cái, trả lời, buổi tối nhà kia Thế Chân công ty lái đi xe thời điểm, vừa vặn ở cửa bị ta đụng gặp, thành tựu ngươi tạm thời bạn trai, dĩ nhiên không chùn bước đoạt lại. Nhớ, lần sau đừng nữa làm mất. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần chỉ cảm thấy một đoàn bóng đen ngã vào hắn trong ngực. Vậy thân thể mềm mại mang huân y thảo mùi vị, rất tốt văn. Mấu chốt tôn gì vậy ngạo nghễ thân thể ôm thật là rất thư thái. Diệp Thần thuận thế đưa tay ôm đến tôn di thắt lưng, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Một phút sau đó, hai người đi tới dưới đất dừng xe, trực tiếp lái đi giáp sát trùng. Hoặc giả là bởi vì là buổi tối nguyên nhân, trên đường cơ hồ không có mấy chiếc xe. Bên trong xe, bầu không khí có chút yên lặng, chỉ có trên xe âm nhạc phát ra một tia thanh âm. Đột nhiên, tôn di tắt đi xe tải âm nhạc, một bên điều khiển tay lái. Một bên lên tiếng nói, Diệp Thành, ta có thể hỏi hay không ngươi một cái vấn đề? Ừ, ta một mực thật là tò mò, ngươi tại sao phải giúp ta như vậy? Tại sao, chẳng lẽ liền bởi vì là hơn lần ở tập đoàn Hoa Mỹ, ta ra tay giải vây? Nói thật, rất nhiều lần trong lơ đãng, ta cũng phát hiện ngươi xem ta ánh mắt có một tia cảm ơn. Ta thật rất buồn bực. Diệp Thần hơi ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tự nhủ, ngươi ngày mai có lẽ thì biết. Ngày mai, tôn di hơi ngẩn ra, nghĩ đến cái gì, nhưng là vừa không chịu chắc chắn. Ngốc, ngày mai thứ hai, tuyên bố sự việc cũng không nên chọn thứ hai sao. Được rồi, bất quá như đã nói qua, có ngươi cảm giác thật tốt, để cho ta cảm thấy rất an lòng, thật. Ta thật ra thì vẫn luôn không có quá nhiều cảm giác an toàn, nhưng là ngày hôm nay ngươi lại để cho ta có cảm giác an toàn. Tôn Di lúc nói chuyện, còn cố ý liếc mắt liếc một cái Diệp Thần, muốn nhìn đối phương một chút phản ứng. Diệp Thần cười một tiếng, mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên hắn mặt liền biến sắc, cả người gương mặt hiện lên sát cơ lạnh như băng. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng có ý định giết người. Tôn Di cảm giác được bên trong xe nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, thậm chí không khỏi run một cái. Diệp Thành, người có phát hiện hay không lạnh quá, chẳng lẽ hạ nhiệt? Không thể nào đâu. Diệp Thần không trả lời nàng. Làm xe kinh qua một cái thời điểm quẹo cua, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, Tôn Di, dừng xe bên lề. Tôn Di không phản ứng kịp, Diệp Thần lặp lại lần nữa nói, nhanh lên dừng xe. Được. Tôn Di chợt đạp thắng xe, làm xe vẫn còn ở chậm được lúc đó, Diệp Thần bắt được Tôn Di một cái tay. Tiếp theo ta nói mỗi một câu nói ngươi cũng cho ta nghe rõ, không nên cắt đứt ta. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, ta sẽ không hại ngươi. Tôn Di chẳng biết tại sao cảm giác sau lưng lạnh cả người, nàng nhìn về phía Diệp Thần trong mắt, phát hiện đối phương trong mắt lộ ra cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nghiêm túc và lạnh như băng. Cái này căn bản không giống như cái đó cả ngày cười đùa hí hửng Diệp Thần. Ngược lại giống như là tới từ địa ngục là máu ác ma. Được. Diệp Thần nhìn một cái kính chiếu hậu, tiếp tục nói, thứ nhất. Ta xuống xe sau đó, ngươi lập tức tăng tốc độ hồi khu nhà ở Đại Đô, bỏ mặc nghe được cái gì thanh âm, thấy cái gì hình ảnh, đều không muốn dừng lại. Thứ hai, ngươi sau khi đến nhà, lập tức cầm điện thoại trên bàn trốn phòng của ta, nhớ, bỏ mặc ai gõ cửa, đều không thể mở. Thứ ba, cầm lên cú điện thoại này, phát lại ta buổi chiều đánh một cái mã số, ngươi chỉ phải nói cho bên đầu điện thoại kia người, nửa giờ bên trong, mang người mạnh nhất tới nhà ngươi. Thứ tư, nếu như nửa canh giờ này bên trong, có bất kỳ người phá cửa mà vào, ngươi cũng không nên phản kháng, ngoan ngoãn đầu hàng, chờ ta tới cứu ngươi. Nhớ chưa? Tôn Di chợt gật đầu. Nàng sau lưng toàn đều ướt đẫm, nàng căn bản không biết mình phải đối mặt là cái gì. Diệp Thần biết đối phương khẩn trương, nhưng là vượt khẩn trương, đối với Tôn Di mà nói càng tốt. Xe dừng lại, Diệp Thần nhìn một cái Tôn Di. Trực tiếp mở cửa, nhảy xuống. Chính là bây giờ, đi mau. Tôn Di nghe được cái thanh âm này, cũng không để ý siêu tốc không siêu tốc, trực tiếp chợt đạp cần ga, giáp sát trùng trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Đại khái 6-7 giây thời điểm, xe liền biến mất ở Diệp Thần tầm mắt. Diệp Thần thở dài một hơi, xoay người, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang chậm rãi lái tới một chiếc Bentley xe thương vụ. Ở trong đó, có một vị cường giả. Hắn không biết là kẻ địch,
vẫn là bằng hữu. Nhưng là lúc này xuất hiện ở Ninh Ba, chỉ có thể là kẻ địch. Hắn mặc dù có thể lựa chọn để cho Tôn Di ở hắn bên người, nhưng là như vậy nguy hiểm hơn. Võ đạo cường giả chiến đấu, người bình thường căn bản không chịu nổi. Chỉ hy vọng, tiếp theo, Tôn Di sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Xem ra, một người cuối cùng không được, còn phải nghĩ biện pháp thành lập thế lực thuộc về mình à, Diệp Thần cảm khái nói. 10 giây sau đó, xe Bentley dừng lại. Nguy cơ. Bùng nổ. Xe Bentley chỗ điều khiển đi xuống một cái ăn mặc Âu phục người đàn ông, hẳn là tài xế. Tài xế rất gầy gò, ánh mắt lạnh như băng, để cho Diệp Thần bất ngờ là, đối phương lại có thể cũng là một vị người tu luyện. Tài xế đi mấy bước, thân thể cong, nhẹ nhàng kéo cửa xe ra. Siêu tiên sinh, đến. Một cái đầu phát hơi dài người đàn ông trung niên từ xe Bentley lên đi xuống. Người đàn ông trung niên ăn mặc một kiện trung sơn sắp xếp, dưới chân là một đôi giày vải, cả người hơi thở mờ ảo, cả người trên dưới lộ ra một cổ đại sư khí chất. Hắn hai tay thả ở sau lưng, có nhiều thú vị nhìn cách đó không xa Diệp Thần. Bốn mắt nhìn nhau, bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh, không khí chung quanh tựa như đều có chút rối loạn. Mấy giây sau đó, người đàn ông trung niên dẫn đầu mở miệng trước Diệp. Thần, danh tự này thật rất xưa, 5 năm, dòng dã 5 năm. Ta vốn lấy là Diệp gia tàn dư đều chết hết, để cho ta tuyệt đối không nghĩ tới là, cái đó 5 năm trước rơi xuống hồ Đông Tiền thiếu niên lại có thể còn sống, còn dám trở lại Ninh Ba. Diệp Thần con người co giúp một cái, lãnh đạm nhìn trước mặt người đàn ông trung niên, nói, nếu như ta không đoán sai, 5 năm trước Vân Hồ Sơn Trang sự việc. Ngươi có nhúng tay đi. Ngươi tới hôm nay, chẳng lẽ là chuẩn bị giết ta diệt khẩu? Người đàn ông trung niên vui vẻ cười to, thanh âm rất vang, truyền rất xa. Giết ngươi diệt khẩu, cũng quá xem nhẹ cao xem chính ngươi. 5 năm trước, ngươi giống như trên đất nhuyễn trùng vậy bị người nhạo báng phế vật. 5 năm sau, ngươi coi như trở về, vẫn không thay đổi được ngươi là phế vật sự thật. Diệp Thần quả đấm hơi cầm chặt, sát cơ lạnh như băng bao trùm mở. 5 năm trước hình ảnh như dao khắc ở hắn ngực. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Hắn quanh thân cuốn lên từng cơn máu sát, giống như địa ngục tu la vậy. Người đàn ông trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, kinh hô, máu sát. Cái này Diệp gia tiểu tử lại có thể ngưng tụ ra máu sát. Phải biết muốn thành công ngưng tụ máu sát, không chỉ muốn bước vào cổ võ một đường, lại là tàn sát ngàn người không dứt. Ở cổ võ giới, có máu sát người thường thường là một ít cao cấp thuê sát thủ. Nhưng là giờ phút này nhưng xuất hiện ở một cái như này chàng trai trẻ trên mình, cái này cũng khó trách hắn kinh ngạc. Chế trụ nội tâm khiếp sợ, người đàn ông trung niên mở miệng nói, không nghĩ tới, 5 năm này biến mất, người cái phế vật này ngược lại là bước chân vào tu luyện một đường, cho dù như vậy, thì như thế nào? Tu luyện ý tứ là tài nguyên, thiên phú, cơ duyên. Ngươi đã bỏ lỡ cao nhất thời gian tu luyện, ngươi không có gia tộc tư nguyên chống đỡ, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể đứng ở tầng dưới chót nhất ngước nhìn trên bầu trời chúng ta. Ta chỉ muốn biết một chuyện, 5 năm trước sự kiện kia, ngươi có nhúng tay sao? Còn nữa, cái đó kinh thành người đàn ông lại ở nơi nào? Diệp Thần giọng rét lạnh, nếu như 9 tầng trời hàn băng, làm cho lòng người sợ hãi. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Hắn không để ý tới rõ ràng trước mặt cái thằng nhóc này có cái gì sức đối với mình nói như vậy. Bất quá có một số việc, nói cho một cái người sắp chết lại không có phương. Hắn về phía trước liền một bước, cất cao giọng nói, 5 năm trước tiệc rượu kia chính là ta tổ chức, ngươi nói cho ta có không có quan hệ. Còn nữa, ta không ngại lại nói cho ngươi một cái bí mật. Coi như không có tiệc rượu kia, ngươi Diệp gia cũng biết ngày hôm đó bị vị kia xóa đi. Nghe được câu này, Diệp Thần thần sắc ngẩn ra, trên mặt hiện lên sát cơ lạnh như băng. Trên người máu sát càng mãnh liệt. Chẳng lẽ năm đó tiệc rượu kia có ẩn tình khác? Cũng hoặc là tiệc rượu kia liền là hướng về phía hắn Diệp gia tới. Nhưng là Diệp gia chẳng qua là một cái Ninh Ba gia tộc nhỏ, vị kia kinh thành nhân vật lớn tại sao phải diệt Diệp gia? Các loại nghi ngờ quanh quẩn ở Diệp Thần trong lòng. Người đàn ông trung niên cũng không dự định sẽ cùng Diệp Thần nói nhảm, nói ta lần này vừa vặn đi ngang qua Ninh Ba, không nghĩ tới lại phát hiện ngươi cái này tàn dư, đây cũng tính là ông trời không định bỏ qua cho ngươi Diệp gia. Hoàng Khánh,
động thủ đi. Diêu tiên sinh. Cái đó ăn mặc Âu phục tài xế gật đầu một cái, hướng Diệp Thần đi tới. Hắn bước chân rất nhẹ, trong mắt mang tự ý. Ở hắn xem ra, chém chết một người trẻ tuổi, chân thực đơn giản bất quá. Coi như đối phương bước vào cổ võ thì như thế nào, cho dù là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, vậy nhiều lắm là nội kình mà thôi. Mà hắn, chính là vượt qua ba cảnh giới nửa bước hóa kính. Giết chết bên trong kính cao thủ giống như nghiền chết một con kiến vậy đơn giản. Hoàng Khánh quả đấm hơi nặn chặt, nói, thằng nhóc, ngươi yên tâm, ta sẽ cho một mình ngươi thống khoái. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần đã động. Động như vậy đột nhiên. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng. Nháy mắt bây giờ, Diệp Thần đã tới Hoàng Khánh trước mặt, quanh thân lại là mang theo một hồi cuồng phong. Sống chết chẳng qua là ở thời gian vừa niệm. Diệp Thần trong mắt lạnh như băng, chỉ gặp hắn đưa ra một cái tay, trực tiếp giữ lại Hoàng Khánh cổ, sau đó mãnh gập lại. Rắc rắc, một tiếng, Hoàng Khánh chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng từ cổ lan tràn ra. Vô cùng đau đớn. Hắn phát hiện mình không có hô hấp. Thậm chí liền sức sống cũng từ từ trôi qua. Hắn mở to mắt mâu, muốn đánh lại, phát hiện quanh thân thật giống như xuất hiện một đạo bức tường khí, gắt gao phong bế hắn. Để cho hắn nhúc nhích không được. Hắn con người dần dần tan rã, mấy giây sau đó, hoàn toàn không có hơi thở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có thể liền đánh lại cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị đối phương trong nháy mắt giết. Không chịu nổi một kích. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chợt cầm trong tay nam giới quăng ra ngoài, giống như ném rác dưới vậy. Hắn thanh âm rất nhẹ. Nhưng ở người đàn ông trung niên kia bên tai như sấm vậy nổ vang. Người đàn ông trung niên cả đời này thấy qua vô số cường giả, nhưng chưa bao giờ gặp qua có thể tốc độ như thế chém chết một vị nửa bước hóa kính cao thủ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, ước chừng 2 giây. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái đó xa xa chàng trai, trên mặt chỉ có kinh hãi. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã đạt đến tông sư cảnh? Không thể nào. Hoa Hạ làm sao có thể có tuổi trẻ như vậy tông sư đâu. Mình xài liền dòng dã 40 năm tu luyện, càng bị vô số thiên tài địa bảo chất triệt, mấu chốt hắn thiên phú thật tốt, rồi mới miễn cưỡng bước vào tông sư cảnh. Nhưng là đối phương chỉ bất quá biến mất 5 năm, làm sao thì có kinh khủng như vậy tu vi. Hắn rõ ràng đã qua thời kỳ tu luyện cao nhất liền à. Người đàn ông trung niên nội tâm tung lên sóng gió kinh hoàng. Mặt hắn lên thậm chí xuất hiện một chút sợ hãi. Đó là đối với không biết sợ hãi. Diệp Thần từng bước hướng người đàn ông trung niên đi tới, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Hắn biết, giết Trần Chính Quốc vậy một nhà, không tính là chân chính trò chơi bắt đầu. Chỉ có giết trước mắt người đàn ông trung niên, 5 năm trước báo thù trò chơi vừa mới bắt đầu. Người đàn ông trung niên gặp Diệp Thần càng ngày càng đến gần, không nghĩ nhiều nữa. Cưỡng ép chế trụ nội tâm rung động, lên tiếng nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể bước vào tông sư cảnh, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là nếu như lại để mặc cho ngươi đi xuống, ngươi đối với ta sẽ là cái uy hiếp, như vậy chỉ có đem ngươi giết. Một giây kế tiếp, hắn ra tay. Người đàn ông trung niên bước ra một bước, mặt đất xuất hiện một cái nho nhỏ lõm xuống, hắn thân thể như báo săn mồi vậy, đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Đổi quyền thành chảo. Hướng Diệp Thần đầu lâu đi. Chỉ cần trừ đến, tất nhiên sẽ bắt bạo hắn đầu lâu. Hôm nay, ta Diêu Kim Cốc liền đem đầu ngươi cho vặn xuống. Mà Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, không dám khinh thường, cánh tay lưu chuyển từng cơn chân khí, một quyền đánh ra. Diêu Kim Cốc nhìn Diệp Thần lại còn dám như vậy ra quyền, cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi căn bản không có tông sư cảnh, như vậy ra quyền, tự tìm cái chết. Diệp Thần nhàn nhạt nói, à, phải không? Ngay tại Diệp Thần sắp chạm được Diêu Kim Cốc thời điểm, hắn chợt đưa ra 5 ngón tay, hơi chấn động một chút, thêm bỗng nhiên khép lại. Tựa như bắt được như gió. Sau đó bính chỉ như dao ở trước mặt rạch một cái, chợt một chưởng đánh xuống. Một chưởng này mang theo chân khí cuồn cuộn, thậm chí truyền đến từng cơn không bạo tiếng. Đụng! Diệp Thần một chưởng và Diêu Kim Cốc một móng bỗng nhiên va chạm. Diêu Kim Cốc chỉ cảm thấy một cổ khí lưu ở ngũ tạng lục phủ tán loạn. Cánh tay lại là truyền tới một cổ cực mạnh lực phản chấn. Hắn cả người kịch chấn, đạp đạp đạp,
về phía sau ròng rã lùi 7 bước. Phục hồi tinh thần lại, mặt hắn lên tràn đầy kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Vững Như Thái Sơn Diệp Thần. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể huyết khí dâng trào. Nếu như không phải là mình cưỡng ép áp chế, tất nhiên khạc ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chiêu, đối phương liền bộc lộ ra lớn mạnh như vậy lực lượng. Tất nhiên tông sư trên. Hắn chỉ như vậy và Diệp Thần đối mặt, tay phải có chút run rẩy, thậm chí cơ hồ chết lặng. Trong mắt vậy xuất hiện vẻ kiêng kỵ, mở miệng nói, người rốt cuộc là ai? Hắn không tin thanh niên trước mắt chính là cái đó 5 năm trước bị người nhạo báng Diệp gia phế vật. Một tên phế vật làm sao có thể bước vào tông sư cảnh? Hắn càng không tin cái này người thanh niên sẽ một mực cố ý ẩn núp. Chẳng lẽ ruột thịt phụ mẫu chết ở trước mắt, cũng phải giả dạng làm một tên phế vật? Duy nhất giải thích, chính là trước mắt cái này người thanh niên là một vị thiên tài võ đạo, từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Sau đó bước vào tông sư cảnh. Thanh niên trước mắt là người bất kỳ đều được, nhưng không phải là cái đó Diệp gia Diệp Thần. Diệp Thần giờ phút này cũng có chút không dễ chịu, trong cơ thể hắn nhộn nhạo kinh khí, để cho hắn không có nghĩ tới là Hoa Hạ tông sư thực lực lại so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn biết mình không thể lui, 5 năm trước khuất nhục, hắn muốn những người này từng điểm còn. Hắn muốn cho những người này linh hồn đều tràn đầy sợ hãi. Hắn muốn những người này nợ máu trả bằng máu. Ta chính là 5 năm trước cái đó Diệp Thần. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Hô hấp bây giờ, Diệp Thần đã đi tới Diêu Kim Cốc trước mặt. Ánh mắt run lên, không chút lưu tình một chân đạp ra. Một cước này mang trong cơ thể vô cùng cuồng bạo chân khí cùng với trên người ngút trời sát ý. Một cước này tựa như tiêu diệt Diêu Kim Cốc quanh thân hết thảy sức sống. Diêu Kim Cốc sắc mặt đại biến, hắn mặc dù bước vào tông sư cảnh không lâu, không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là năng lực phản ứng vẫn phải có, hắn thân thể chợt lui về phía sau. Đồng thời, bỗng nhiên đưa hai tay ra, mang theo một tia kình khí, muốn phải bắt được Diệp Thần chân. Ca, một tiếng, hắn bắt được. Diêu Kim Cốc sắc mặt vui mừng, bước chân đạp một cái, chợt phát lực. Hắn muốn đem cái thằng nhóc này hung hãn nện trên mặt đất. Đập thành một đống máu thịt. Diệp Thần há sẽ như ý hắn, thân thể bay lên không nháy mắt, hơi một chuyển, sau đó cái chân còn lại thật cao nâng lên. Hung hăng đánh xuống. Trực tiếp bổ vào Diêu Kim Cốc bả vai trên. Đụng. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Diêu Kim Cốc bả vai mấy chỗ xương trực tiếp gãy lìa. Hắn thân thể lại là không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, quỳ trên đất. Diệp Thần trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Một quyền hung hãn nện xuống. Nháy mắt tức thì, Diêu Kim Cốc cả người cũng nện xuống đất, trong miệng lại là từng ngụm khạc máu tươi. Yếu ớt đến mức tận cùng. Diêu Kim Cốc, đánh bại. Bại vô cùng thê thảm. Thậm chí liền đánh lại cơ hội cũng không có. Diệp Thần thật dài thở ra một hơi, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua trên đất người đàn ông, móc túi ra một gói thuốc lá, hơi run một cái, ngón tay khẽ búng, trực tiếp tha ở ngoài miệng. Cái bật lửa đốt. Diệp Thần từ từ ngồi chồm hổm xuống, khạc ra một hớp phành mắt, Diêu Kim Cốc ngay tức thì bị khói mù lượn lờ. Ngươi biết không, trò chơi vừa mới bắt đầu. Một đạo phảng phất từ địa ngục truyền tới thanh âm, ở Diêu Kim Cốc vang lên bên tai. Diêu Kim Cốc nghe được thanh âm chật vật ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt bị máu tươi có chút ngăn che, xem đồ rất mơ hồ, mấu chốt chung quanh mùi khói, để cho hắn không nhịn được ho khan. Mỗi ho khan một chút, hắn ngũ tạng lục phủ lại càng phát thống khổ, trong miệng vẫn không ngừng hộc máu. Thật là khổ không thể tả. Ai có thể nghĩ tới cao cao tại thượng hắn sẽ lâm vào là như vậy tình cảnh. Hắn chật vật lau sạch khóe mắt bên bờ máu tươi, thấy được trước mặt chàng trai. Chàng trai trong mắt cực kỳ lạnh như băng và tùy ý, tựa như đối với hết thảy không hề quan tâm. Giờ khắc này, hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đối phương rất mạnh, thực lực xa xa thắng được hắn. Hoa Hạ lúc nào có trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư. Mấu chốt các loại đầu mối đều chỉ hướng trước mắt tông sư chính là 5 năm trước biến mất Diệp Thần. Cái đó bị Ninh Ba vô số người cười nhạo Diệp gia phế vật. Diệp Thần bóp tắt trong tay khói, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Diêu Kim Cốc, nói ta cho ngươi một cái cơ hội,
trả lời ta vấn đề, ta sẽ cân nhắc tha ngươi. Diêu Kim Cốc khạc ra một ngụm máu tươi, khó nhọc nói, ngươi nằm mơ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, một cái chân trực tiếp dẫm ở Diêu Kim Cốc trên mặt của ta nhẫn nại là có hạn độ, nếu như ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, ta bảo đảm sẽ để cho ngươi hưởng thụ một tràng thống khổ thịnh yến. Vấn đề thứ nhất, ngươi là làm sao biết ta tồn tại, lại có bao nhiêu người biết? Diêu Kim Cốc cảm giác đối phương trên chân lực lượng dần dần truyền tới, hắn rất rõ ràng, chỉ cần đối phương dùng sức, hắn đầu lâu tất nhiên hóa là một bãi máu sương mù. Võ đạo tông sư lực lượng, có thể không phải là đùa. Hắn muốn tránh thoát, nhưng căn bản kiếm không thoát được. Hắn không có lựa chọn. Hắn thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này, nếu như chết, vậy cái gì cũng không có. Ta nếu như nói, ngươi chắc chắn sẽ bỏ qua cho ta. Diêu Kim Cốc thỏa hiệp nói. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có và ta tư cách nói điều kiện sao? Diệp Thần trầm giọng nói. Diêu Kim Cốc dư quang nhìn một cái Diệp Thần, suy tính mấy giây, vẫn là nói, mấy ngày trước, ta phát hiện có người thông qua ám võng sổ cư khố điều lấy tin nhắn của ngươi, ta rất kỳ quái, một cái chết 5 năm người có cái gì giá trị. Ta dứt khoát liền phái người căn cứ số liệu này kho chảy hướng tìm được một ít video và tranh ảnh. Đi qua so sánh, ta phát hiện ngươi và chết đi Diệp Thần tương tự trước tiên cao đến 90%. Ta thích bóp chết hết thảy uy hiếp. Lúc này mới chủ động tới tìm ngươi, bỏ mặc ngươi có phải hay không Diệp Thần, ta cũng dự định đem ngươi xóa bỏ. Bất kỳ người của Diệp gia đều không thể lưu người sống, đây là Long gia ý nghĩa. Nghe được Long gia hai chữ, đảm nhiệm phi phàm trên mình tịch quyển chứ một đạo khủng bố ý định giết người. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, chính là người này vô tình tước đoạt hắn hết thảy. Không có Vân Hồ Sơn trang tiệc rượu kia, phụ mẫu nàng cũng sẽ không chết. Long gia cụ thể tên gì? Hắn ở nơi nào? Hắn có biết hay không ta tồn tại? Diệp Thần áp chế nội tâm sát ý, tiếp tục nói. Diêu Kim Cốc cười khổ một tiếng, Long gia há là ta loại này nhân vật nhỏ có thể biết tồn tại, cổ võ giới thậm chí còn kinh thành gia tộc cũng rất cung kính gọi hắn một tiếng Long gia. Còn như sự tồn tại của ngươi, ta coi như muốn nói cho hắn, ta cũng phải có cơ hội à, toàn bộ Hoa Hạ đều không mấy người biết hắn rốt cuộc ở nơi nào. Ta chỉ biết là, hắn rất mạnh, mạnh đến ta cũng không dám tưởng tượng. Đầu mối chỉ như vậy chặn. Diệp Thần muốn biết rất nhiều tin tức, hỏi tiếp tại sao người này muốn ở Vân Hồ Sơn trang tiệc rượu kia trong tiêu diệt ta Diệp gia. Thật sự là bởi vì là ta phụ thân đắc tội hắn. Diêu Kim Cốc lắc đầu một cái, cụ thể sự việc ta căn bản không biết, Vân Hồ Sơn trang tiệc rượu kia nhúng tay quá nhiều người, tất cả mọi người đều muốn lấy lòng Long gia. Ta loáng thoáng nhớ được Long gia tựa hồ đang tìm thứ gì, mà cái vật kia tựa hồ sau cùng tung tích liền chỉ hướng ngươi Diệp gia. Đồ! Diệp Thần thời gian đầu tiên liền nghĩ đến khối kia phụ thân đưa cho hắn đá. Chẳng lẽ Long gia tiêu diệt Diệp gia chính là bởi vì làm cho này cái? Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc đó, Diêu Kim Cốc túi điện thoại vang lên. Thấy cú điện thoại này, Diêu Kim Cốc khạc ra một ngụm máu tươi, thay đổi mới vừa rồi thái độ. Âm u cười, thằng nhóc, bây giờ ngươi có bản lãnh liền giết ta, bất quá, ta không có thể bảo đảm ngươi bạn gái nhỏ có thể hay không sống thật tốt, người ta đã đến ngươi bạn gái nhỏ nhà trọ, ha ha. Diệp Thần con ngươi run lên, đưa tay ra, trực tiếp bắt Diêu Kim Cốc cổ, lại là đem hắn xách lên. Ngươi nếu như dám động nàng một chút, ta tàn sát ngươi cả nhà. Tôn Di là Diệp Thần bây giờ duy nhất quan tâm người, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nhưng là dưới mắt hắn lại chạy tới liền vô dụng, liền xem Tôn Di có hay không dựa theo hắn giao phó làm. Cùng lúc đó, khu nhà ở Đại Đô. Một chiếc giáp sát trùng trực tiếp vào tới cửa, nhưng là bảo an đang ngủ gà ngủ gật, chậm chạp không có mở cửa. Đáng chết! Tôn Di cũng không đoái hoài tới cái gì, trực tiếp xuống xe, hướng nhà trọ chạy đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác phía sau có người đi theo nàng. Nàng dùng hết toàn lực chạy tới cửa thang máy, trực tiếp đi thang máy đi tới nhà trọ. Chen vào chìa khóa, bành, một tiếng đem cửa đóng lại, trực tiếp khóa trái. Nàng hai chân có chút run rẩy, đầu óc bên trong quanh quẩn đều là Diệp Thần giao phó nói. Điện thoại, đúng, lấy trước điện thoại. Tôn Di vội vàng cầm lên điện thoại trên bàn, dựa theo Diệp Thần chỉ thị, vọt tới hắn gian phòng.
Mặc dù nàng không biết tại sao Diệp Thần nhất định phải vào hắn gian phòng, nhưng là nàng bây giờ đã không có thời gian cân nhắc. Đóng cửa phòng trong nháy mắt, Tôn Di kinh ngạc phát hiện cửa phòng lại lưu động một đạo đặc thù ánh sáng. Nàng dụi mắt một cái, phát hiện trên cửa lại còn vẽ các loại cổ xưa phù văn. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác phù văn này đang động. Diệp Thành, đây rốt cuộc là cái gì? Do không được nàng suy tính, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nhấn điện thoại phát lại kiện. Ngay tức thì, trên màn ảnh liền xuất hiện một chùm có chút kỳ quái dãy số. Điều này có thể thông sao? Tôn Di có chút hoài nghi. Không lâu lắm, điện thoại thông, một đạo có chút khí lực đầy đủ thanh âm vang lên. Điện chủ. Thanh âm mới vừa vang lên, Tôn Di liền nghe phía bên ngoài truyền tới một tiếng phá cửa mà vào thanh âm. Bên ngoài cửa lại có thể bể. Có người cưỡng ép xông vào. Nàng cả người kinh hoàng và hoảng loạn, không để ý tới cái gì, vội vàng hô ta bây giờ ở Ninh Ba khu nhà ở Đại Đô C tòa 1003, Diệp Thành. Diệp Thành để cho ngươi ở nhanh nhất thời gian phái người mạnh nhất tới nơi này. Nhanh lên một chút, có người phá cửa. Được. Thật đơn giản một chữ, bên đầu điện thoại kia đột nhiên cúp. Giờ khắc này, Tôn Di lòng cũng treo lên, ở trong góc run lẩy bẩy. Tại sao nhanh như vậy cúp, tại sao? Cú điện thoại này là Ninh Ba cảnh sát sao? Tỉnh Chiết Giang, cao ốc Tiềm Long. Diệp Lăng Thiên cúp điện thoại, cả khuôn mặt đều tối. Mặt hắn bàng tràn đầy một cổ lửa giận vô danh. Hắn không biết điện thoại cái đó giọng nữ là ai, nhưng là không trọng yếu. Bởi vì là cú điện thoại này là điện chủ để cho nàng đánh tới, hơn nữa từ đối phương giọng tới xem, Ninh Ba bên kia xảy ra chuyện lớn. Thiên đại chuyện, ai dám động điện chủ người, chính là hắn Nam Giang Vương kẻ địch. Hắn chợt cầm lên điện thoại, bấm một cái Ninh Ba dãy số, cơ hồ một giây, điện thoại liền thông. Ta bỏ mặc ở trên tay ngươi người mạnh nhất bây giờ đang thi hành nhiệm vụ gì. Lập tức để cho tất cả mọi người chạy tới Ninh Ba khu nhà ở Đại Đô C tòa 1003. Nếu như người phụ nữ kia ra một chút việc, người liền xách đầu tới gặp ta. Bên đầu điện thoại kia ngẩn ra, vội vàng nói, Nam Giang Vương. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Lăng Thiên vẫn là không yên lòng, còn người đông lại một cái, trực tiếp đè xuống trên bàn làm việc một cái nút. Cửa mở ra, một cái nam tử gầy gò đi vào. Chuẩn bị máy bay trực thăng, ta muốn đi suốt đêm Ninh Ba, Diệp Lăng Thiên mở miệng nói, thanh âm mang một tia dùng mình. Nam giới hơi ngẩn ra, liền vội vàng giải thích, lão đại, ngày mai là và 6 đại gia tộc một lần cuối cùng đàm phán, đây chính là quan hệ đến tỉnh Chiết Giang thế cục. Diệp Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ở trên bàn, bàn trực tiếp chấn vỡ. Một cổ vô hình sát khí tràn đầy cả nhà. Nói cho bọn họ, lão tử không đi. Nếu như bọn họ không phục, tự mình tới cao ốc Tiềm Long tìm ta Diệp Lăng Thiên. Nam giới tuyệt đối không nghĩ tới Nam Giang Vương sẽ như vậy tức giận, sắc mặt đại biến, Ninh Ba, khu nhà ở Đại Đô. Tôn Di đã cảm giác được những người đó ở trong phòng tìm kiếm cái gì. Nàng chỉ có thể trốn dưới đáy giường, gắt gao che miệng, không để cho mình phát ra một tia thanh âm. Rất nhanh. Nàng liền nghe được tiếng bước chân xuất hiện ở cửa phòng ngủ bên ngoài, lòng nàng đều tựa như treo ở giữa không trung. Cô đó hẳn ở trong này, đem cửa đụng ra. Bành, một tiếng va chạm to lớn truyền tới. Toàn bộ gian phòng tựa như cũng rung động lộn một cái. Tôn Di vốn lấy làm cho này bằng gỗ cửa phòng sẽ bị đám người kia dễ như trở bàn tay đụng nát, lại không nghĩ rằng, một tiếng sau khi đụng, cửa không có phá. Ngược lại bên ngoài lại có thể truyền đến một đạo rên rỉ thống khổ. Đây là tình huống gì? Tôn Di có chút hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, như cũ gắt gao nằm. Mà giờ khắc này, cửa phòng bên ngoài, một cái ăn mặc tây trang người đàn ông ngã trên đất, trên mặt tràn đầy máu tươi, thân thể lại là co quắp. Thấy một màn này, người chung quanh cũng bối rối. Mặc dù mới vừa rồi người này đụng cửa dùng rất lớn lực lượng, nhưng vậy chưa đến nỗi xuất hiện loại chuyện này đi. Tiếp theo nên làm cái gì? Một cái khác ăn mặc Âu phục người đàn ông hỏi. Siêu tiên sinh muốn chúng ta bắt sống người phụ nữ này, ta đây là muốn xem môn này rốt cuộc là cái gì thiết tường vách sắt. Một cái mang trên mặt thẹo người đàn ông đứng ở cửa trước mặt, sắc mặt âm trầm. Một giây kế tiếp,
hắn chợt vung ra một quyền, đập về phía cửa phòng ngủ trên. Hắn một quyền này lại có thể mơ hồ đánh ra không bạo, có thể gặp uy lực có kinh khủng dường nào. Bành! Cửa phòng chấn động, nam đao sẹo khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ở hắn xem ra, đừng nói là cửa gỗ, coi như là cửa sắt liền vậy tất nhiên đánh vỡ. Nhưng là ngay tại nắm đấm của hắn chạm được cửa gỗ nháy mắt, một cổ cường đại lực phản chấn tấn công tới. Hắn nụ cười chớp nhoáng cứng ngắc, trong cơ thể lại là rời sông lấp biển. Đạp đạp đạp, hắn thân thể lại là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Chờ hắn đứng vững thân thể, sắc mặt tràn đầy vô tận sợ hãi. Môn này làm sao có thể mang theo kình khí? Giống như hắn mới vừa rồi đánh chung một chỗ phản chấn trên tường. Hắn có chút không tin cái này tà, lần nữa đánh ra một quyền, nhưng là kết quả giống nhau như đúc. Trước mắt cái này phiến cửa gỗ không có bất kỳ hư hại, ngược lại là hắn thân thể bị cực lớn bị thương nặng. Hắn tỉnh táo lại, nhìn về phía bên người một cái có chút gầy yếu nam giới, hỏi, môn này ngươi có thể mở sao? Nếu cưỡng ép không phá nổi, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Người sau nhìn một cái cửa chìa khóa lỗ, gật đầu một cái, cho ta 20 giây. Nói xong, hắn liền từ trong tay áo cầm ra một cây nhỏ dây kẽm. Trực tiếp cắm vào chìa khóa trừ, cổ đảo cái gì? Không lâu lắm, chỉ nghe gặp một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, khóa mở ra. Núp ở đáy giường Tôn Di cả người khẩn trương tới cực điểm. Nàng đầu óc bên trong chỉ có Diệp Thần giao phó câu nói sau cùng. Nếu như nửa canh giờ này bên trong, có bất kỳ người phá cửa mà vào, ngươi cũng không nên phản kháng, ngoan ngoãn đầu hàng, chờ ta tới cứu ngươi, nhớ chưa? Tôn Di biết không chạy khỏi. Nàng cắn chặt môi, chỉ cần bị phát hiện, nàng liền lựa chọn đầu hàng. Chỉ phải sống. Nàng tin tưởng Diệp Thần sẽ đến cứu nàng. Không chùn bước tin tưởng. Ngoài cửa người đàn ông cười hắc hắc, mới vừa dự định mở cửa phòng. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền tới một đạo tiếng xé gió. Một giây kế tiếp, hắn ấn đường bất ngờ xuất hiện một cái điểm đỏ, thân thể cứng ngắc, trực tiếp té xuống đất. Đồng bạn chung quanh thấy cái trán kia điểm đỏ đoán được cái gì. Sắc mặt đại biến, mới vừa dự định rút lên súng bên hông, một đạo thanh âm lạnh như băng ở phía sau bọn họ vang lên. Nam Giang Vương người cũng dám động, tự tìm cái chết. Những người đó nghe được thanh âm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Người này lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ, căn bản không có thanh âm, giống như u hồn vậy. Vừa định phản ứng, một cái sắc bén trường đao trực tiếp lướt qua tất cả cổ. Một đao cắt cổ. Năm người bị mất mạng tại chỗ. Vết thương cũng giống nhau như đúc. Một cổ sát cơ lạnh như băng trực tiếp bao trùm toàn trường. Mà toàn trường trong, chỉ còn lại tên sẹo kia nam giới còn đứng. Nam Giang Vương. Người đàn ông có thẹo gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt cái đó người đàn ông áo đen. Đối phương trong mắt tràn đầy tử ý, đang dùng tay nhẹ nhàng lau chùi hắn thanh kia đang nhỏ máu dao. Một màn này chân thực quá mức âm u. Mấu chốt người đàn ông áo đen căn bản không có xem hắn một cái, lại để cho hắn hai chân run rẩy. Chỉ vì là Nam Giang Vương cái này ba chữ to. Đây chính là Hoa Hạ tỉnh Chiết Giang kinh khủng nhất tồn tại. Thậm chí có lời đồn đãi, thà đắc tội tỉnh Chiết Giang gia tộc cao cấp, cũng không có thể đắc tội dưới đất vương giả Nam Giang Vương. Giang Nam đất đai, ai tới chủ trì chìm nổi, chỉ có Nam Giang Vương. Nam đao sẹo thật sự có chút luống cuống. Quỷ biết Nam Giang Vương thủ hạ tại sao tìm tới cửa. Mấy giây sau đó, người đàn ông áo đen dao đã lau chùi sạch sẽ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nam đao sẹo, nhàn nhạt nói, là ngươi tự mình ra tay, vẫn là ta động thủ. Người đàn ông có thẹo hơi ngẩn ra, mới vừa muốn nói chuyện, một cái bóng đen thoáng qua. Rắc rắc, một tiếng, hắn cổ trực tiếp phơi bày 360 độ, bị sống bẻ gãy. Nếu như không phải là Nam Giang Vương yêu cầu, ta thật không hy vọng các người loại rác dưới này dơ bẩn ta giao, người đàn ông áo đen nhìn một cái thi thể trên đất lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đánh một cái hưởng chỉ, bên ngoài ngay tức thì tràn vào 4-5 người. Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, giống như không phát sinh như nhau. Muốn không được bao lâu, gian phòng thi thể đều bị mang đi, thậm chí liền sàn nhà vết máu đều biến mất. Và nguyên lai giống nhau như đúc. Quần áo đen người đàn ông cái này mới đi tới trước cửa phòng,
nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tôn tiểu thư, người chúng ta đã giải quyết, ngày hôm nay chúng ta sẽ một mực ở bên ngoài trông nom, ngài có thể an tâm nghỉ ngơi. Mặc dù Tôn Di nghe đến thanh âm bên ngoài, nhưng là nàng vẫn không có động, bởi vì là nàng không xác định người bên ngoài là thật là xấu xa. Không biết qua bao lâu, Tôn Di khách khí mặt không có động tính, mới bỏ dậy, trắng nõn tay nhẹ khẽ đặt ở chốt cửa lên, từ từ, mở ra một cái khe hở. Nàng kinh ngạc phát hiện, phòng khách một người cũng không có, thậm chí lên liền dấu chân cũng không có. Sau đó, nàng lại rón rén đi tới cửa sau đó, ở mắt mèo lên nhìn lướt qua, bất ngờ phát hiện đứng ngoài cửa hai cái thẳng người đàn ông, giống như quân nhân vậy. Chỗ xa hơn, còn có một cái ăn mặc áo khoác, hút thuốc quần áo đen người đàn ông. Quần áo đen người đàn ông hiển nhiên chú ý tới cái gì, nhìn về phía mắt mèo, cười một tiếng, Tôn tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, chúng ta là Diệp tiên sinh người, là tới bảo vệ an toàn của ngươi. Nghe được Diệp tiên sinh, Tôn Di mới thở dài một hơi. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cửa phòng đã sớm bị những người đó mở ra, nếu như các nàng thật phải đối phó nàng một cái tay trói gà không chặt người phụ nữ, sớm liền có thể xông vào. Diệp tiên sinh, cái này Diệp Thành rốt cuộc là người nào? Giờ phút này, Tôn Di trong lòng tràn đầy hoảng sợ và nghi ngờ. Rạng sáng một chút, Tôn Di vẫn không có ngủ, bởi vì là nàng phát hiện Diệp Thần vẫn chưa về. Ngày hôm nay ban ngày phát sinh hết thảy ở nàng đầu óc quanh quẩn, nàng thật phát hiện có chút không nhận biết cái tên kia. Ban đầu, nàng lấy là Diệp Thần chẳng qua là nông thôn tới đào vàng chàng trai nghèo. Liền tiền mướn phòng cũng không trả nổi, thậm chí còn mặt dày hỏi nàng một người phụ nữ đòi tiền. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là một cái chính cống tên giang hồ lừa bịp. Các loại được là, để cho Tôn Di có chút xem thường hắn, thậm chí chán ghét hắn. Nếu như không phải là bởi vì là tên này cực kỳ giống cái đó chết đi bạn học cũ, có lẽ nàng liền thu nhận cũng không muốn. Càng về sau nàng phát hiện nàng sai rồi. Triệt triệt để sai rồi. Diệp Thần lần lượt lật đổ nàng nhận biết. Tên này theo viết tay một cái toa thuốc liền bị tập đoàn Hoa Mỹ định là trời giá cả phương thuốc. Ninh Ba buôn bán cự phách Thẩm Hải Hoa cũng phải cẩn thận xem hắn sắc mặt. Kinh thành tới Khâu Thần Y cùng với Bệnh viện Nhân dân số 5 viện trưởng cũng muốn cúi người gật đầu hầu hạ hắn. Hơn nữa hiện ở ngoài cửa những thần kia bí người. Không biết tại sao, nàng từ những thần bí nhân này trên mình cảm thấy vẻ nguy hiểm, loại nguy hiểm này là tới từ linh hồn chỗ sâu. Còn như những cái kia phá cửa mà vào người, giống như nhân gian bốc hơi vậy, Tôn Di luôn cảm giác những người này chính là bị ngoài cửa người thần bí giết. Nàng cảm giác mình tựa như thông qua Diệp Thần đang tiếp xúc một cái nàng cho tới bây giờ không thấy thế giới. Ngay tại nàng suy tư lúc đó, một chàng chuông điện thoại di động đem nàng thức tỉnh. Nàng chợt nhấn nút trả lời, bên trong truyền đến một đạo từ tính thanh âm, người có tốt không? Tôn Di nghe được cái thanh âm này, theo bản năng che miệng, trong mắt lại là không cầm được rơi xuống. Nàng nức nở nói, Diệp Thành, ta khá tốt, những người đó đã bị đuổi đi. Ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi có sao không tình? Bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo như chút được gánh nặng thanh âm, hồi lâu mới nói, ta bên ngoài còn muốn làm chút sự việc, ngày mai buổi sáng trở về, ngươi yên tâm, chỉ như vậy, treo. Điện thoại cúp. Tôn Di mặc dù không bỏ, nhưng là nàng biết người đàn ông phải ở bên ngoài làm việc thời điểm, làm một người phụ nữ cũng không nên hỏi nhiều và quấy rầy. Nàng có chút ngẩn người nhìn điện thoại di động. Đột nhiên, trên điện thoại di động nhảy ra ngày trải qua nhắc nhở Diệp gia, ngày giỗ. Đúng vậy, ngày mai sẽ là Diệp gia ngày giỗ, phỏng đoán năm nay lại chỉ có ta một cái lên mộ phần đi. Cùng lúc đó, núi Thiên Náng. Núi Thiên Náng là Ninh Ba tương đối nổi danh nghĩa trang công cộng núi, lời đồn đãi núi này phong thủy thật tốt, đem tiên nhân mai táng nơi đây có thể che chở con cháu vạn đời. Cho nên đại đa số Ninh Ba người cũng biết đem người đã mất chôn ở chỗ này. Rạng sáng cái này thời gian điểm, xa xa nhìn lại, có thể thấy rậm rạp chằng chịt mộ bia, hàn phong gào thét, ngược lại để cho lòng người sợ hãi ý. Đột nhiên, một cái bóng đen đang nhanh chóng hướng núi Thiên Náng đi, tốc độ rất nhanh, sắp đến cơ hồ không thấy rõ. Không lâu lắm, bóng đen dừng lại, đứng ở một tòa trước mộ bia một hơi một tí, tựa như hóa đá. Cái bóng đen này chính là Diệp Thần.
Cách nhiều năm, Diệp Thần lần nữa đi tới nơi này cái trước mộ bia, nhìn phía trên ba cái dao khắc vậy tên chữ, hắn kềm nén không được nữa nội tâm trạng, hốc mắt ửng đỏ. Một giọt nước mắt trực tiếp theo gò má rơi ở trên mặt đất. Thiết huyết nhu tình, hắn coi như giết nhiều người hơn nữa, cũng là một cái khát vọng cha thương và tình thương của mẹ người. 5 năm này, ai có thể nghĩ tới một cái tay trói gà không chặt thiếu niên lại dám tàn sát hoang dã hung thú. Lại có ai có thể nghĩ tới một cái đã bỏ lỡ cao nhất lúc tu luyện cơ hội thiếu niên là như thế nào phượng hoàng niết bàn. Nặng lấy được tân sinh. Cái này sau lưng thống khổ và đau khổ, ai có thể biết. Hắn điên cuồng tu luyện. Hắn giết người vô số, tạo cho hiển hách hung danh. Hắn Diệp Thần không tin trời, không tin, chỉ tin mình. Nhưng là vào giờ khắc này, hắn cái gì cũng không phải, hắn chẳng qua là Diệp gia Diệp Thần. Diệp Thần lau sạch nước mắt, trực tiếp đem trên người Diêu Kim Cốc ném xuống đất. Quỳ xuống cho ta. Diêu Kim Cốc là một vị võ đạo tông sư, há có thể bị loại này làm nhục. Hắn đứng lên, chút nào không quỳ. Diệp Thần vậy không do dự, trong tay ngưng tụ ra hai món chân khí, trực tiếp rơi vào Diêu Kim Cốc hai chân bây giờ. Một tiếng, Diêu Kim Cốc trực tiếp quỳ xuống mộ bia trước. Dập đầu, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Diêu Kim Cốc khổ không thể tả, nhìn về phía Diệp Thần, nói, ngươi giết ta đi, ta Diêu Kim Cốc không biết hướng loại này phàm phu tục tử cúi đầu. Diệp Thần đưa tay ra, trực tiếp ụp lên hắn cổ trên. Một giây kế tiếp, bỗng nhiên phát lực, trực tiếp để cho Diêu Kim Cốc dập đầu ở trên mặt đất. Bành! Ngay tức thì, Diêu Kim Cốc đầu lâu liền rịn ra một tia máu tươi. Lại dập đầu! Lại dập đầu! Dòng dã 10, Diêu Kim Cốc cơ hồ ý thức mơ hồ, đầu lâu càng tràn đầy máu tươi. Loáng thoáng bây giờ, hắn nghe được Diệp Thần thanh âm. Ba mẹ, thần nhi đến thăm ngươi, bây giờ thần nhi bước lên tu luyện một đường. Đã có là các người báo thù năng lực. Thần nhi thề, 5 năm trước Vân Hồ Sơn Trang nơi có dính dấp người, bao gồm cái đó kinh thành người đàn ông, thần nhi cũng sẽ đích thân đem bọn họ đập xuống địa ngục, tới hướng các người tha tội. Diệp Thần chợt dập đầu mười mấy vang đầu. Sau đó, hắn con người đông lại một cái, sát cơ lạnh như băng trực tiếp bắn về phía một bên Diêu Kim Cốc. Quỳ vậy quỳ, cũng đã dập đầu rồi, người muốn chết như thế nào? Diêu Kim Cốc sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, ngươi không thể giết ta, ta biết một cái bí mật. Liên quan tới người phụ mẫu bí mật. Diệp Thần ngẩn ra, chợt đem Diêu Kim Cốc bắt, chất vấn, bí mật gì? Diêu Kim Cốc nhìn về phía Diệp Thần, nhẹ giọng nói, thật ra thì ngươi phụ mẫu. Lời còn chưa nói hết, Diêu Kim Cốc trong miệng khạc ra một chi thật nhỏ phi tiêu đen. Bắn về phía Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên phát giác nguy hiểm, hừ lạnh một tiếng, né người sang một bên, tránh thoát chi kia phi tiêu đen. Đây là ngươi tự tìm. Một giây kế tiếp, Diệp Thần bàn tay vung lên, một đạo chân khí ngưng tụ thành sức lực phong, như lưỡi dao sắc bén vậy hướng Diêu Kim Cốc chém tới. Lưỡi dao sắc bén sau này, Diêu Kim Cốc đầu lâu rơi ở trên mặt đất, không đầu thân thể hướng phía sau ngã xuống. Ta Diệp Thần, ngày hôm nay sẽ dùng đầu ngươi lô. Hiến tế chết đi cho ta phụ mẫu. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp hủy diệt Diêu Kim Cốc thân thể, về phần đầu lâu, thì tìm một màu đen túi đựng tốt, đặt ở trước mộ bia. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn lại đi chân núi 24 giờ siêu thị mua mấy chai rượu trắng, lần nữa đi tới phụ mẫu trước mộ bia, thân thể nghiêng dựa vào, uống rượu độc say. 5 năm qua, hắn không dám để cho mình uống say một lần, nhưng là ngày hôm nay. Hắn nguyện ý dung túng mình một lần, liền làm bồi bồi phụ mẫu, cái đó 5 năm trước chết ở Vân Hồ Sơn Trang phụ mẫu. Buổi sáng 9 giờ, một chiếc giáp xác trùng chậm rãi lái về phía núi Thiên Nãng. Mặc dù Tôn Di lo lắng sợ hãi liền một ngày, nhưng là hàng năm lúc này 9 giờ, nàng cũng biết bền lòng vững dạ tới xem chết đi kia Diệp gia ba người. Nếu như nàng không đến xem, thật liền không người nhìn, vậy có nhiều đáng thương. Cái thói quen này nàng duy trì dòng dã 5 năm. Nàng ở dưới chân núi tìm vị trí đậu xe xong, trong tay xách một ít lên mộ phần đồ, từng bước một hướng nấc thang đi. Nấc thang rất dài, nàng đi 2/3 thời điểm, đã đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển hiu hiu. Đột nhiên, nàng trong mắt co rúm một cái,
bởi vì là nàng phát hiện Diệp gia ba người trước mộ bia lại có thể ngồi một người đàn ông. Bởi vì là khoảng cách quá xa, nàng có chút không thấy rõ, nam giới hình như là đang uống rượu. Ừ, chẳng lẽ là Diệp gia bà con xa? Tôn Di mang lòng hiếu kỳ tiếp tục leo lên, từ từ, người đàn ông kia đường danh bắt đầu dần dần rõ ràng. Làm nàng hoàn toàn thấy rõ người đàn ông kia nháy mắt, nàng cả người giật mình, đầu óc trống rỗng, lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước, bưng kín miệng mình, hốc mắt ửng đỏ, thân thể run rẩy. Người đàn ông kia là Diệp Thành. Giờ khắc này, không có ai biết Tôn Di tâm tình. Có lẽ như sóng gió kinh hoàng ở trong lòng không ngừng lăn lộn. Theo lý mà nói, cái này Diệp Thành căn bản không có thể xuất hiện ở nơi này. Bởi vì là hắn và 5 năm trước diệt môn Diệp gia không có bất kỳ quan hệ. Nhưng là trước mắt, hắn nhưng xuất hiện, chân chân thiết thiết xuất hiện. Diệp Thành, Diệp Thần, ta đã sớm nên đoán được. Nàng lẩm bẩm mấy câu, hoàn toàn bừng tỉnh, nước mắt lại là không khống chế được. Tôn Di trong lòng đã khẳng định, cái tên kia chính là biến mất 5 năm, tất cả mọi người đều nhận là chết, nhưng chính là không tìm được thi thể Diệp Thần. Cái đó đã từng đã cứu hắn nam sinh không có chết. Hắn còn sống. Đoạn này ở chung thời gian, nàng không phải không có hoài nghi qua thanh niên trước mắt. Mặc dù đối phương và Diệp Thần bên ngoài ngàn kém vạn đừng, khí chất cũng là hoàn toàn bất đồng, nhưng là cái loại đó cảm giác quen thuộc không có sai. Diệp Thần, hắn trở về, mang cả người kinh thiên địa quỷ thần khiếp năng lực trở về. Nếu quả thật phải nói, 5 năm trước, có lẽ chết chẳng qua là cái đó bị Ninh Ba tất cả mọi người nhạo báng Diệp gia phế vật. Mà bây giờ, Diệp Thần đã sớm xé vậy tấm phế vật mặt nạ, lộ ra hắn bộ mặt thật. Dưới mặt nạ là vậy vô số người đều phải ngửa mặt trông lên và nịnh bợ Diệp tiên sinh. Tôn Di đột nhiên lại nghĩ tới ngày đó vô tình thấy được Diệp Thần thân thể, tràn đầy vết thương, nhìn thấy mà giật mình. 5 năm này, hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Nhất định rất thống khổ đi. Nhìn tận mắt phụ mẫu bị giết, tham sống sợ chết, một thân một mình, lưng đeo cừu hận, loại đau khổ này xa xa không phải người thường có thể hiểu được. Nàng căn bản không dám tưởng tượng, lúc ấy một cái 15-16 tuổi thiếu niên ở rơi xuống hồ Đông Tiền nháy mắt nội tâm là có bao nhiêu tuyệt vọng. Còn sống so chết đi phải chịu thống khổ càng đáng sợ hơn. Tôn Di từng bước nhảy lên nấc thang, mỗi đi một bước nàng cũng muốn lên một ít chuyện. Ngày đó, Sở Thục Nhiên ngay trước toàn trường thầy trò vô tình cự tuyệt Diệp Thần bày tỏ, nàng rõ ràng nhớ được Diệp Thần sắc mặt là có bao nhiêu tái nhợt. Nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, nhìn vô số người chỉ Diệp Thần lỗ mũi mắng hắn phế vật. Nàng muốn đứng lên phản bác, nhưng là nàng không có dũng khí, nàng lực lượng quá nhỏ bé, căn bản không thể nào cùng những quyền quý kia đứa trẻ chống lại. Nhưng là nàng biết, Diệp Thần thật ra thì căn bản không phải phế vật, ban đầu hắn đuổi đi đám côn đồ kia dáng vẻ, vô cùng anh dũng, ở nàng viên kia thiếu nữ trong lòng như đóng dấu vậy rõ ràng. Từ đó về sau Diệp Thần cả người tiêu trầm, mặt nghiêm, ngày ngày cúp cua, sống như chó chết chủ. Nàng nhiều lần mượn hỏi một chút để muốn khuyên can Diệp Thần, nhưng cũng bị cự tuyệt. Cho tới sau này, Diệp Thần đã mấy ngày chưa có tới giờ học, trường học lại là không nghe thấy không hỏi. Nàng đi Diệp Thần trong nhà, mới biết Diệp gia đã bị niêm phong kiểm tra, từ đây Ninh Ba lại không Diệp gia. Mà Diệp Thần và phụ mẫu nàng đều chết ở một tràng yến hội. Phía chính phủ nói là tình cờ chuyện kiện, nhưng là nàng vừa tiếp xúc, mới biết vậy sau lưng cất giấu một cái âm mưu to lớn, nàng căn bản không biết được âm mưu. Nấc thang đi hết, nàng đã tới mang vẻ say Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần, ngươi đừng uống. Nghe được cái này thanh âm thanh thúy, Diệp Thần hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, thấy được một cái đẹp động lòng người thiếu nữ. Hắn nhỏ hơi kinh ngạc, há miệng một cái, Tôn Di, ngươi làm sao tới? Tôn Di lau sạch nước mắt, khẽ mỉm cười, ngồi chồm hổm xuống, từ Diệp Thần trong tay đoạt lấy rượu trắng, trực tiếp uống một hớp. Nàng từ không có uống qua rượu, ngay tức thì liền ho kịch liệt liền đứng lên. Rượu này làm sao như vậy sặc người? Tôn Di tiện tay liền cầm trong tay rượu trắng quăng ra ngoài, nghiêm túc nói, người vậy đừng uống, chờ một chút cùng ta về nhà. Nói xong, liền bất đồng Diệp Thần phản ứng, đốt cây nến và thơm, hơi quỳ bái. Trong miệng lẩm bẩm, thúc thúc A-di, năm nay là năm thứ 5,
đã lâu không gặp, để cho ta không nghĩ tới là, Diệp Thần trở về, thật trở về. Thúc thúc A-di, các người yên tâm, ta sẽ giúp người quản hắn, không để cho hắn làm bậy. Bất quá nói thật, ta thật là các người sinh ra như vậy đứa trẻ mà cảm thấy kiêu ngạo, hắn là ta đã thấy ưu tú nhất bé trai, thật. Diệp Thần nhìn trước mắt thiếu nữ cứ nói như vậy trước, tựa như ở và người thân lao chuyện nhà vậy, hắn cũng biết hết thảy cũng không cần giải thích, thông minh cô gái biết lúc nào nên nói cái gì nói. Đại khái nói 15 phút, Tôn Di mới đốt những cái kia tiền vàng bạc, đợi tiền vàng bạc tắt, Tôn Di đứng lên, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai nói, người tối ngày hôm qua đều ở chỗ này đi, xem ngươi cái này cả người mùi rượu, thúi chết. Ba mẹ ngươi đã nói với ta, để cho ta quản ngươi, cho nên ngươi bây giờ về nhà đi tắm, sau đó ngủ một giấc, nghe được không? Diệp Thần trong lòng có chút ấm áp, nhưng vẫn là quật cường nói, ngươi cũng không phải là vợ ta. Tôn Di ưỡn ưỡn vậy ngạo nhân ngực, thúc thúc A Di lại nói, lại ngươi không có tìm được tức phụ trước, ta liền làm ngươi quyền tức phụ. Nghe được không, bây giờ, cùng ta về nhà, nếu như ngươi còn cái gì lời muốn nói, ta lần sau và ngươi cùng đi. Diệp Thần nhìn một cái phụ mẫu mộ bia, trong đầu nghĩ, có lẽ đây mới là phụ mẫu muốn thấy nhất đi. Hắn lần nữa quỳ lạy mấy cái, sau đó để cho Tôn Di trước xuống núi, cho phép mình nói thêm câu nào. Tôn Di tự nhiên đồng ý, đi xuống núi. Ở Tôn Di đi xa nháy mắt, Diệp Thần nhìn một cái vậy túi ni lon túi đầu lâu. Cắn bể ngón tay, ở trên mộ bia đè xuống dấu vết. Bắt đầu từ hôm nay, tên phế vật kia Diệp Thần đã chết ở Hồ Đông Tiền, mà bây giờ Diệp Thần sẽ đem những cái kia mất đi từng cái đoạt lại. Vân Hồ Sơn Trang những người đó ta sẽ đích thân xử lý, còn như vị kia kinh thành thần đàn trên người đàn ông, ta Diệp Thần sẽ đích thân đem hắn kéo xuống thần đàn. Diệp Thần cuối cùng vẫn là rời đi. Một tiếng sau đó, núi Thiên Nãng nấc thang. Lại xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ khá là đẹp xinh đẹp, lên người mặc vào bộ áo sơ mi, bên ngoài khoác một kiện đỉnh chế DGL bên ngoài bộ, áo sơ mi căn bản không giấu được niểu na ngạo nhân ngực, đỉnh núi phập phồng, phong tư thướt tha, phối hợp nhỏ đúng dịp eo, đường cong cân bằng mà vóc người bạo tốt, tuyệt đối có thể dùng, ma quỷ, hai hình chữ cho. Nửa mình dưới thì ăn mặc một cái màu đen quần thường. Sấn nhờ được nàng vậy cao gầy mà thon thả tu thân hình rất cao tài, một đôi LV màu đen thấp cùng đầu nhọn dày da phối hợp hạ, cả người lộ vẻ được trang nghiêm thêm cao không thể leo tới. Nếu như Diệp Thần và Tôn Di ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cô gái này chính là Sở Thục Nhiên. Sở Thục Nhiên ngày hôm qua làm một cơn ác mộng, lúc tỉnh lại phát hiện toàn thân đều ướt đẫm, nàng thấy ngày trải qua, mới bừng tỉnh Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia đã qua 5 năm. Quỷ thần xui khiến, nàng sẽ để cho tài xế lái đến núi Thiên Nãng. Nàng thật vất vả tìm được liền cái đó Diệp ra ba người mộ bia. Đứng ở trước mộ bia, nàng nhìn vậy tấm Diệp Thần tấm ảnh, chán có chút không biết làm sao, Diệp Thần à Diệp Thần, năm đó chẳng qua là ta Sở Thục Nhiên một câu đùa giỡn mà thôi, không nghĩ tới sẽ để cho rơi được như vậy tình cảnh, 5 năm trôi qua, ta có chút hối hận. Nhưng là cái thế giới này quy tắc chính là như vậy. Nhược nhục cường thực, người yếu chỉ có bị cường giả đùa bỡn tư cách. Người Diệp gia yếu, mới có thể bị vị đại nhân vật kia vẫy tay tiêu diệt. Người Diệp thần yếu, mới có thể bị chúng ta mấy vị con em gia tộc đùa bỡn. Hy vọng ngươi đến phía dưới, có thể phấn khởi, không muốn giống hơn nữa một tên phế vật như nhau không chịu nổi, nếu không ta Sở Thục Nhiên vẫn là xem thường ngươi. Chỉ như vậy, đi. Sở Thục Nhiên vừa mới chuẩn bị xoay người. Đột nhiên chú ý tới cây nến còn đang cháy, hiển nhiên có đã tới. Diệp gia cũng suy bại như vậy, lại còn có người nguyện ý tới tế bái. Nàng tầm mắt lại dần dần rơi vào một cái màu đen túi ni lon lên, nàng cao gắng gượng lỗ mũi hơi một ngửi, lại có thể ngửi thấy một cổ mùi máu tanh. Nàng chân mày nhíu, hơi nhập vào người, đem túi ni lon mở ra. Túi mở ra, Sở Thục Nhiên thấy được một cái máu trong vắt đầu người. Nàng theo bản năng lui về phía sau mấy bước, thân thể run rẩy, lại là che miệng, hai tròng mắt vào giờ khắc này tràn đầy hoảng sợ. Không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì là cái túi này ở giữa đầu người nàng biết. Diêu Kim Cốc, lại là Diêu Kim Cốc, tỉnh Chiết Giang võ đạo tông sư Diêu Kim Cốc. Một tay Kim Vân Trảo cơ hồ ở tỉnh Chiết Giang cổ võ giới tiếng tăm lừng lẫy.
Một năm trước nàng còn đích thân và phụ thân hắn đi Vân Trúc núi bái phỏng qua người này. Lúc ấy phụ thân nói cho hắn, người đàn ông này sắp bị kinh thành một vị gia tộc lớn mời chào, đến lúc đó tất nhiên một bước lên trời. Mấu chốt một năm trước, nàng còn chính mắt nhìn thấy người đàn ông này ở một tràng so tài trong, đem 10 vị võ đạo cao thủ đánh trọng thương. Khủng bố như vậy. Nhưng là giờ phút này, thực lực kinh khủng như vậy Diêu Kim Cốc lại có thể bị người giết. Càng bị người tàn nhẫn chặt đứt đầu lâu, đặt ở Diệp gia mộ bia trên. Thành tựu hiến tế. Rốt cuộc là ai? Có ai thực lực này chém chết một vị võ đạo tông sư? Hơn nữa hắn chú ý tới Diêu Kim Cốc trong mắt là trợn to, giống như trước khi chết thấy được cực kỳ hoảng sợ sự vật vậy. Hắn trước khi chết rốt cuộc nhìn thấy gì? Giờ khắc này, cho dù Sở Thục Nhiên tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh, nàng vậy cảm giác được sau lưng cấp cấp lạnh cả người. Đây chính là một vị có thể chém chết tông sư tồn tại, cái này đủ để thay đổi toàn bộ Ninh Ba, thậm chí còn tỉnh Chiết Giang cách cục à. Ninh Ba chẳng lẽ thời tiết muốn thay đổi? Nàng tầm mắt lại chú ý tới Diệp gia trên mộ bia huyết ấn. Máu tươi vẫn chưa có hoàn toàn liền, nói rõ người kia không có đi quá xa. Người nọ tại sao phải đem Diêu Kim Cốc đầu lâu đặt ở Diệp gia mộ bia trên? Diệp gia, Diêu Kim Cốc, tại sao hết lần này tới lần khác là ngày hôm nay? Chẳng lẽ có liên hệ gì? Sở Thục Nhiên trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có nghiêm túc. Đột nhiên, nàng con người phóng đại, nàng nghĩ tới một loại cơ hồ không thể nào có thể. Diệp gia và Diêu Kim Cốc duy nhất liên lạc chính là 5 năm trước Vân Hồ Sơn trang tiệc rượu kia. Quỷ dị hơn là, tiệc rượu kia thảm án phát sinh thời gian chính là 5 năm trước ngày hôm nay. Hết thảy các thứ này liên hệ tới, giống như là báo thù. Có người đến tìm Diêu Kim Cốc báo thù, vì 5 năm trước Vân Hồ Sơn trang diệt môn Diệp gia. Không chỉ như vậy, Sở Thục Nhiên lại nghĩ tới mấy ngày trước Trần Chính Quốc và Trần Phong chết. Bọn hắn chết giống vậy vô cùng tàn nhẫn. Không có ai biết giết bọn họ là ai. Chỉ biết là hai người trước khi chết tựa như gặp được cực kỳ kinh khủng sự việc. Trần Chính Quốc, Trần Phong, lại đến bây giờ Diêu Kim Cốc, Diệp gia, duy nhất liên lạc chính là 5 năm trước Vân Hồ Sơn trang tiệc rượu kia. Thời khắc này Sở Thục Nhiên đáy lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, một cổ chết cảm giác từ từ leo lên lòng nàng đầu. Đây là một loại đối với không biết sợ hãi. Bởi vì các nàng Sở gia cũng ở đây tiệc rượu kia trên, lại có ai biết, Sở gia có thể hay không thành là cái thứ hai Trần gia. Nàng Sở Thục Nhiên lại có thể hay không thành là cái thứ hai bị chém đứt đầu lâu hiến tế cho Diệp gia Diêu Kim Cốc. Đến tột cùng là ai? Ai muốn là Diệp gia trả thù? Sở Thục Nhiên không nghĩ nhiều nữa, lập tức trở lại nhà, càng làm cho người làm đi điều tra tất cả núi Thiên Nãng vùng lân cận máy thu hình. Nếu như không tìm ra người sau lưng kia, nàng căn bản không cách nào an lòng. Liên quan ư Sở gia sinh tử tồn vong. Nhưng là quỷ dị hơn chuyện xảy ra, núi Thiên Nãng tất cả máy thu hình cùng ngày số liệu đều bị thanh trừ sạch sẽ. Dù là chu vi 5 cây số bên ngoài giao thông máy thu hình cũng đều xảy ra vấn đề. Có ai cái này thủ đoạn điều khiển toàn bộ Ninh Ba hệ thống theo dõi? Đây đã là một tay che trời năng lực. Sở Thục Nhiên phát hiện người sau lưng kia thật là như âm hồn vậy. Không cách nào bắt. Sau lưng nàng hoàn toàn ướt đẫm, không do dự nữa, cầm lên điện thoại, bấm một số điện thoại, ba, không xong, xảy ra chuyện lớn. Khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần và Tôn Di trở lại nhà. Tôn Di gắng gượng đem Diệp Thần kéo tới nhà cầu tắm một cái, sau đó trực tiếp đứng ở cửa đốc thúc Diệp Thần nằm xuống ngủ bù. Cái này ban ngày. Diệp Thần thật không ngủ được. Huống chi hắn thành tựu người tu luyện, ngủ đối với hắn tới nói thật là có cũng được không có cũng được đồ. Tôn Di gặp Diệp Thần không chịu ngủ, lo lắng trong lòng đặc biệt là Thịnh, nàng lấy là Diệp Thần còn đang suy nghĩ phụ mẫu qua đời sự việc. Đây đối với hắn đả kích nhất định rất lớn đi. Nếu đổi lại là chính nàng, nói không chừng đã sớm hỏng mất. Đáp ứng ta, ngươi liền ngủ một chút thôi, ngươi ròng rã một ngày không ngủ. Từ y học góc độ tới xem, đây đối với người thân thể là cực kỳ bất lợi, Tôn Di đi vào, đứng ở Diệp Thần trước mặt, nhẹ giọng nói. Thật ra thì nàng vậy không sai biệt lắm một đêm không có ngủ, bây giờ đã có chút buồn ngủ tấn công tới, lại là ngáp một cái. Diệp Thần dĩ nhiên là phát giác Tôn Di buồn ngủ,
con bé này đoán chừng tối ngày hôm qua lo lắng sợ hãi liền một ngày, từ trình độ nào đó, hoàn toàn là mình làm hại, mấu chốt cho đến bây giờ, Tôn Di cũng không hỏi lên chuyện tối ngày hôm qua, tựa hồ là không muốn cho mình áp lực. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là thỏa hiệp nói, muốn ta ngủ cũng có thể, người vậy phải nằm xuống ngủ. Tôn Di vừa nghe, hiểu sai ý nghĩa, lấy là Diệp Thần muốn cùng nàng ngủ chung, gương mặt ngay tức thì đỏ ửng, lại là gắt giọng, Diệp Thần, người tên này làm sao cả ngày lẫn đêm chỉ chút này tâm tư xấu đâu. Diệp Thần mặt đầy nghi ngờ, hắn nào có cái gì tâm tư xấu à, chẳng qua là để cho ngươi trở về phòng nghỉ ngơi mà thôi à. Hắn vừa mới chuẩn bị giải thích, Tôn Di cắn môi một cái, tựa hồ quyết định vậy, bắt đầu thoát y, xem ở ngươi ngày hôm qua đông một đêm, ta cố mà làm đáp ứng ngươi cái này vô lễ yêu cầu, nhưng là ngươi không thể đụng vào ta, nếu như đụng ta, ta sẽ cắn ngươi. Hừ, Diệp Thần hoàn toàn giật mình, Tôn Di phải bồi mình ngủ. Như vậy bốc lửa vóc người người đẹp lại có thể bắt đầu thoát y. Hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng mong đợi cái gì, chỉ bất quá Tôn Di chẳng qua là cởi xuống bên ngoài bộ, cũng không có cởi xuống bên trong vậy kiện áo thun, vóc người ngạo nhân kia cũng không có hoàn toàn bại lộ. Tôn Di nhìn một cái mình quần, luôn không khả năng ăn mặc quần jean ngủ đi, vì vậy nàng ra lệnh Diệp Thần nói, người nhắm mắt, sau đó ngủ đi vào, ta muốn cởi quần. Diệp Thần tự nhiên biết ý, khá là trung thành ngủ đi vào, lại là nhắm mắt. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được một đoàn ấm áp thân thể mềm mại tiến vào chăn mền của hắn. Tôn Di bên ngủ, đưa lưng về phía hắn. Cho dù mặc quần áo, Diệp Thần vẫn có thể cảm thụ vậy ma quỷ vậy vóc người nóng bỏng, thậm chí chóp mũi còn có thể ngửi được Tôn Di nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tôn Di tựa hồ nhận ra được Diệp Thần nhìn chăm chú, xoay người lại. Và Diệp Thần mặt đối mặt, nàng có chút khẩn trương, cố làm trấn định nói, ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng mà học qua thái cực đạo, ta đá người rất lợi hại, ngươi nếu như dám có ý kiến gì, ta một cái đá bên hông, một cái nữa thần long bãi vĩ. Thần long bãi vĩ thật giống như không phải thái cực đạo đi. Chấm, Diệp Thần yếu ớt nói. Tôn Di, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, là cháu ta gì tự nghĩ ra. Hừ. Nói xong Tôn Di liền vòng vo trở về, khôi phục tư thế cũ. Gian phòng lâm vào đã lâu yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Tôn Di nhẹ giọng nói, Diệp Thần. Ngươi đã ngủ chưa? Không có. Ta bây giờ nghĩ lại có chút sợ hãi, ta có thể ôm ngươi một chút không, liền một chút. Diệp Thần nhìn trước mặt một cái sở sở động lòng người thiếu nữ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói, được. Ngươi xoay người, nếu như chính diện ôm. Cái tư thế kia quá lung túng. Chấm, Tôn Di thanh âm rất nhẹ, mặt nàng như máu tươi vậy hồng diễm. Nàng cũng không biết mình tại sao phải đề ra loại này vô lễ yêu cầu, thậm chí lo lắng Diệp Thần có thể hay không nhận là nàng có chút phóng đãng. Diệp Thần làm theo, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một đoàn ấm áp dính vào. Đó là thiếu nữ thân thể mềm mại. Mà Diệp Thần thậm chí cảm nhận được sau lưng dán chặt Tôn Di vậy ngạo nhân dãy núi. Cơ hồ là lớn diện tích dán chặt, mềm mại thêm thư thích. Không lâu lắm, Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe được bên tai truyền đến hô hấp nặng nề. Tôn Di thì đã ngủ. Nàng chân thực quá mệt mỏi, một buổi tối không cách nào an lòng, giờ khắc này ôm Diệp Thần, để cho nàng có trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Dần dần, Diệp Thần phát hiện Tôn Di thân thể mềm mại càng phát ra dính sát. Vậy tu dài thêm trắng nõn bắp đùi lại là trực tiếp treo ở hắn trên mình. Diệp Thần theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đầu óc đột nhiên nghĩ đến ban đầu tắm bất ngờ thấy Tôn Di vóc người. Bốc lửa đến mức tận cùng vóc người. Cơ hồ ngay tức thì, hắn thân thể thì có phản ứng. Đổi thành bất kỳ một người nào người đàn ông, bên người dán chặt một người vóc dáng như vậy lửa phụ nữ đanh đá, cũng không thể không có một chút phản ứng. Diệp Thần hít thở sâu. Tận lực khống chế mình không suy nghĩ nhiều, nhưng là càng vô sỉ chuyện xuất hiện, Tôn Di có lẽ ngủ tương không tốt lắm, tay trực tiếp loạn thả, bây giờ lại có thể liền bỏ vào hắn thân thể nhất muốn cái bộ vị đó. Cả người giống như cây lười vậy treo. Tôn Di à Tôn Di, người đây là cần người phạm tội à. 3 tiếng sau, Tôn Di mơ mơ màng màng tỉnh lại, cái này vừa cảm giác nàng cảm giác ngủ quá sâu, bất quá ngược lại là rất thoải mái. Nàng mở mắt ra, cảm giác thân thể phía dưới tổng có đồ chĩa vào mình,
có chút khó chịu. Ừ, trong mắt trợn to, thế giới đột nhiên rõ ràng, nàng kinh ngạc phát hiện, mình toàn bộ thân thể cơ hồ đều nằm ở Diệp Thần trên mình. Lẫn nhau dán chặt, mấu chốt cái này tư thế quá mức mập mờ à. Nàng theo bản năng liền biết rõ dưới người chĩa vào của mình là cái gì. Không kinh nhân sự nàng gương mặt đỏ bừng, gặp Diệp Thần không có tỉnh, nàng vội vàng rón rén đứng dậy. Vừa mới nổi lên thân, một đạo tử tính thanh âm ở vang lên bên tai, người tỉnh à. Tôn Di nhất thời dọa sợ, thân thể mất đi trọng tâm, trực tiếp té xuống, ngã ở Diệp Thần trên mình. Vậy đối với sóng lớn mãnh liệt vật lại là hung hãn đặt ở Diệp Thần trên mặt. Không chỉ Tôn Di bối rối, Diệp Thần vậy bối rối. Đây là ông trời cho mình phúc lợi sao? Toàn bộ gian phòng cũng yên tĩnh lại. Một giây, hai giây, ba giây, cho đến chuông cửa vang lên, mới đem hai người kéo về thực tế. Tôn Di liền vội vàng đứng lên, ánh mắt đều ở đây né tránh ta. Ta đi mở cửa. Ra khỏi phòng Tôn Di, thở dài một hơi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại đang Diệp Thần trên mình ngủ một giấc, mấu chốt, mới vừa rồi mình ngực lại có thể đè ở Diệp Thần trên mặt. Mắc cỡ chết người. Không nghĩ nhiều nữa, Tôn Di sửa sang lại tóc, liền đi mở cửa. Cửa mở ra, để cho nàng bất ngờ là, ngoài cửa lại là một cái dung mạo hoàn toàn không thua mình người đẹp. Ngươi là, chấm, Tôn Di không nhớ được biết người trước mắt à. Thẩm Mộng Giai thấy mở cửa lại là một cái xa lạ cô gái, cũng là giống vậy nghi ngờ. Nàng nhớ được điều tra biểu hiện, cái này rõ ràng là Diệp tiên sinh chỗ ở à. Nàng nhìn lướt qua cô gái trước mặt vóc người, trong lòng lại sinh ra một tia bị bại cảm giác. Ninh Ba lại có vóc người như thế nữ nhân hoàn mỹ. Mấu chốt người phụ nữ này sắc mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ mới vừa rồi ở trong phòng làm loại chuyện đó. Diệp tiên sinh vậy ở bên trong. Kim Ốc Tàng Kiều. Nhất định sẽ không, Diệp tiên sinh tại sao lại ở chỗ này, đoán chừng là nàng tính sai địa chỉ. Người tìm ai? Tôn Di cau mày nhẹ giọng nói. Thẩm Mộng Giai mới vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp Diệp Thần ở trần từ trong phòng đi ra. Khi thấy Thẩm Mộng Giai, Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, hôm nay hẹn Thẩm Hải Hoa một nhà ăn cơm. Vốn là tự mình nói trước thời hạn biết gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Giai, kết quả ngủ quên, hắn trực tiếp quên chuyện này. Thẩm Mộng Giai thấy Diệp Thần xuất hiện, vừa liếc nhìn sắc mặt ửng đỏ Tôn Di, ngay tức thì rõ ràng liền cái gì. Không biết tại sao, lòng nàng có chút vắng vẻ, giống như vứt bỏ thứ gì vậy. Nàng một mực còn sót một chút hy vọng liền triệt để như vậy đánh nát. Tôn Di thành tựu người phụ nữ, thấy được Thẩm Mộng Giai biến hóa, tự nhiên biết liền cái gì, nàng bản năng sinh ra vẻ địch ý, dẫu sao Thẩm Mộng Giai dung mạo và khí chất hoàn toàn không thua mình. Nàng ho nhẹ một tiếng, đối với Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, nàng là ai? Thẩm Mộng Giai đem trong đầu suy nghĩ bỏ ra, cười một tiếng, hơi cúi người, đối với Diệp Thần nói. Diệp tiên sinh, bởi vì là ta ngày hôm nay vẫn không có nhận được ngài điện thoại, ba ba có chút nóng nảy, sẽ để cho ta đến tìm ngài, có chút đường đột, chân thực ngại quá. Diệp Thần mặc xong quần áo, trực tiếp viết tờ giấy đưa cho Thẩm Mộng Giai, nói, đây là tối hôm nay ăn cơm địa chỉ, là bạn ta địa phương, ngươi và Thẩm Tổng nói, buổi tối 6 giờ. Không gặp không về. Thẩm Mộng Giai khẽ gật đầu lô, sâu đậm nhìn một cái Tôn Di liền cáo từ. Chờ Thẩm Mộng Giai sau khi đi, Tôn Di khá là bát quái đến gần Diệp Thần trước mặt, hiếu kỳ nói cái đó cô gái đẹp là ai? Ta xem nàng đối với ta có chút địch ý đây, có phải hay không ngươi bạn thân? Diệp Thần lắc đầu một cái, giải thích Thẩm Hải Hoa ngươi hẳn biết chứ, chính là cái đó tập đoàn Bắc Danh Tổng Giám Đốc. Nàng là Thẩm Hải Hoa nữ nhi Thẩm Mộng Giai, trước đáp ứng ngày hôm nay mời bọn họ ăn cơm, kết quả quên, cái này không người ta tìm tới cửa tới hỏi. Ta và nàng không tính là rất quen, chẳng qua là đã gặp mặt mấy lần. Tôn Di như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nháy mắt mấy cái đó. Ta ngày hôm nay cũng không quá nhớ làm cơm tối, nếu không ngươi mang hộ lên ta đi. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng. Huống chi Uông Thúc và Trương A Di, Tôn Di chắc biết, vậy coi là người mình. Khu nhà ở đại đô bên ngoài. Đậu một chiếc Lincoln bản dài xe. Thẩm Mộng Giai thở phì phò mở cửa xe, ngồi xuống. Thẩm Hải Hoa gặp nữ nhi trở về,
trong lòng vui mừng, Mộng Giai, Diệp tiên sinh ở phía trên sao? Ngươi gặp được sao? Thẩm Mộng Giai trực tiếp cầm trong tay giấy mảnh ném cho Thẩm Hải Hoa nói, tên kia ở phía trên, sung sướng trước đâu. Thẩm Hải Hoa thành tựu buôn bán cự phách, xem lời nói và sắc mặt năng lực là có, hắn nhìn một cái tờ giấy, cười nói, chẳng lẽ ngươi thấy bên trong còn có phụ nữ khác? Thẩm Mộng Giai niển đầu qua lên, thở phì phò nói, ta vốn đang lấy làm cho này Diệp tiên sinh là một cái quân tử, không nghĩ tới nàng vậy thích cái loại đó dáng dấp xinh đẹp, ngược lại lớn người phụ nữ. Bất quá như đã nói qua, ta nếu như là người đàn ông, đối với cái cô gái đó vóc người cũng không có sức đề kháng. Nàng cảm thấy còn chưa đủ hả giận, lại nói, ba, người đừng để cho ta tiếp xúc nữa cái này Diệp tiên sinh, người ta đã có bạn gái. Ta cũng không muốn làm vợ bé. Thẩm Hải Hoa sang sáng cười mấy tiếng, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Mộng Giai, ta và ngươi nói, đây chính là thiên đại hảo sự à. Cái này còn chuyện tốt, Thẩm Mộng Giai trợn to trong mắt, có chút khó tin. Thẩm Hải Hoa gật đầu một cái, khá là nghiêm túc nói, nàng bên người có một cái mỹ nữ như thế, chỉ có thể nói rõ Diệp tiên sinh cũng có thất tình lục dục. Cái này chính là chúng ta Thẩm ra cơ hội, ta khẳng định, Ninh Ba bên trong, có thể so sánh qua ngươi cô gái không vượt qua 10 vị, cũng chỉ nói, chỉ cần ngươi chủ động, Diệp tiên sinh tự nhiên chống cự không. Còn nữa, người căn bản không biết Diệp tiên sinh tương lai ý vị như thế nào, Ninh Ba không phải là hắn sân khấu, Tỉnh Chiết Giang cũng sẽ không là hắn sân khấu là cả Hoa Hạ. Người nhận là thứ nhân vật như vậy, bên người chỉ có thể mới có thể có một người phụ nữ sao? Hừ, đừng nói một cái, 10 cũng coi là thiếu. Thẩm Mộng Giai nghe được lời của cha tiếng nói, cả người đầu óc trống rỗng, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, vậy quả thật bình thường. Từ xưa tới nay, cái nào cường đại người đàn ông không phải hậu cung người đẹp 3000. Người phụ nữ đối với cường giả mà nói chẳng qua là phụ thuộc phẩm. Liên liên phụ thân, thành tựu Ninh Ba buôn bán cự phách, mẫu thân thật ra thì cũng là biết hắn bên ngoài có vài nữ nhân. Nhưng là Diệp thần thật có giá trị mình phải bỏ ra sao? Hắn thật xứng với phụ thân cao như vậy xem, Thẩm Mộng Giai có chút hoài nghi. Từ nàng biết Diệp thần đến bây giờ, nàng chỉ biết là người đàn ông này sẽ chút y thuật, nhưng mà y thuật thật chúa tể hết thảy. Thẩm Mộng Giai không dự định tiếp tục suy nghĩ đi xuống, bởi vì là hắn vừa nghĩ tới Diệp thần dáng vẻ, cũng có chút vô hình tức giận. Thẩm Hải Hoa biết con gái mình đã tiếp nhận sự thật này, cũng không dự định nói thêm cái gì, ánh mắt rơi ở trong tay tờ giấy trên. Hẻm Tây Lâm số 14, đây là đâu quán cơm địa chỉ, Ninh Ba có cái này hiệu ăn. Thẩm Hải Hoa có chút bối rối, hắn ở Ninh Ba vậy coi là nán lại mấy chục năm, nhưng là đối với trước mắt địa phương hắn tựa hồ từ chưa từng nghe qua. Mộng Giai, người biết cái này hẻm Tây Lâm ở đâu sao? Hắn hướng con gái mình nhờ giúp đỡ. Thẩm Mộng Giai nhìn một cái trên tờ giấy nội dung, cũng là đôi mi thanh tú một nhăn mày, ba, ta cũng chưa nghe nói qua, chẳng lẽ không ở Ninh Ba? Ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm, ngồi ở chỗ điều khiển tài xế tiểu tử yếu ớt mở miệng nói, Thẩm Tổng. Ta thật giống như biết hẻm Tây Lâm ở đâu. Thẩm Hải Hoa vỗ đùi, cười nói, nếu người biết thì tốt nhất, chúng ta chờ một hồi sớm một chút đã qua, không thể để cho Diệp tiên sinh chờ. Nhưng mà, chấm, tiểu tử tựa hồ có chút nỗi niềm khó nói. Nhưng mà cái gì, chẳng lẽ chỗ này đã không còn? Thẩm Hải Hoa kinh ngạc nói. Tiểu tử lắc đầu một cái. Sắc mặt khá là cổ quái nói, Thẩm Tổng, nếu như không làm lỗi, cái này hẻm Tây Lâm. Chính là địa phương một cái không quá nổi tiếng rác dưới đường phố. Vậy chỉ có một ít rất phá quán ăn nhỏ mới có thể mở đến nơi đó. Nơi đó ăn cơm hẳn không quá được rồi, người đều tiêu xài 30 nguyên. Rác dưới đường phố, quán ăn nhỏ, người đều tiêu xài 30 nguyên. Thẩm Hải Hoa và Thẩm Mộng Giai sắc mặt đều có chút thay đổi. Bọn họ cái này mười mấy năm qua ăn đồ cũng chưa có xuống 1000. Liền liền uống nước tất cả đều là vào bến phi di nước. Bây giờ Diệp thần lại có thể để cho bọn họ đi ăn loại này không sạch sẽ ăn vặt. Diệp thần không phải mới vừa cầm gần nhất cái 100 triệu tiền xem bệnh sao. Nhanh như vậy liền luân lạc tới mời bọn họ ăn cơm phải đến loại địa phương này. Trời ạ! Nếu như đổi thành bất kỳ một người nào làm như vậy,
Thẩm Hải Hoa phỏng đoán đã sớm tức giận đập cái bàn. Nhưng là đối với Diệp Thần, hắn hoàn toàn không sanh được khí, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, bây giờ còn sớm, về trước biệt thự đi, trễ giờ lại đi cái này hẻm Tây Lâm đi, cái này giàu gì là Diệp tiên sinh một phần tâm ý. Buổi tối 5 giờ, kém không nhiều thời gian, Diệp Thần liền thúc giục Tôn Di lên đường, kết quả Tôn Di cứ thế đổi mười mấy bộ quần áo, cho đến hài lòng mới thôi. Một cái quần cụt phối hợp màu đen miệt vừa đúng lúc, hơn nữa tế cao cùng, trực tiếp đem Tôn Di chân dài triển hiện tinh tế. Tôn Di, người mặc như vậy là coi mắt đi không? Diệp Thần nói. Tôn Di liếc một cái Diệp Thần, ngạo kiều nói, cô gái ra cửa, dù sao phải đẹp mắt một chút mà. Đây không phải là cũng cho ngươi tăng thể diện sao? Diệp Thần cũng không tiếp tục tán gẫu, trực tiếp và Tôn Di xuống lầu, bởi vì là mang giày cao gót xuyên cớ, Tôn Di lần này không có lái xe, hai người chọn đi tới cửa đón xe taxi. Ngăn cản nửa ngày, cũng không biết tại sao, một chiếc xe taxi cũng không có. Diệp Thần, chúng ta đi đối diện giao lộ đi, bên kia xe taxi đi qua tương đối nhiều, Tôn Di nói. Diệp Thần tự nhiên đáp ứng, hai người vừa mới tới giao lộ, nhưng bất ngờ thấy được một người quen. Chỉ gặp Tôn Giao Giao và một cái mặc hàng hiệu cô gái từ cách đó không xa thang thần cấp một trong đi ra. Tôn Di liền vội vàng xoay người lại, cúi đầu nhẹ giọng nói, thật mất hứng, lại đụng phải người này. Xa xa Tôn Giao Giao tự nhiên vậy chú ý tới Tôn Di và Diệp Thần. Lần trước bệnh viện sự tình phát sinh còn rành rành trong mắt. Đây cơ hồ là nàng đời này bị lớn nhất khuất nhục. Rõ ràng mình bị đánh, còn muốn hướng đánh người nói xin lỗi. Đây là cái gì hoang đường suy luận? Mấu chốt nàng ở Tôn Di cái này quá nghèo trước mặt mất hết mặt mũi. Nàng cái này mười mấy năm tạo hình tượng cũng ở buổi tối kia sụp đổ. Nàng đem hết thảy các thứ này đều do tội ở Tôn Di trên mình. Nàng bây giờ vậy vẫn không để ý tới rõ ràng phụ thân tại sao sợ ông cụ kia. Không phải là một phá bác sĩ sao? Bác sĩ có thương nhân kiếm tiền. Không nghĩ nhiều nữa, nàng nghiêng người sang đối với cô gái bên cạnh nói, Hâm Nhi, người thấy cái đó giao lộ ăn mặc như vậy lẳng lơ nữ sinh sao? Lần trước ta và ngươi nói Tôn Di chính là nàng, bên cạnh cái đó chính là nàng bạn trai, cái này hai người ngày đó ngươi là không biết ở bệnh viện có nhiều phách lối. Ta lúc ấy còn nhắc lên ngươi, kết quả bọn họ nói coi như ngươi tới, vậy không thí dụng. Căn bản không đem ngươi coi ra gì. Tôn Giao Giao bạn gái thân Lý Hâm nghe phía sau những lời này, sắc mặt có chút không vui, nàng phụ thân là Ninh Ba tập đoàn khoa nguyên tổng giám đốc, gia sản mấy tỷ, và Tôn Giao Giao phụ thân so với, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa, huống chi nàng và hai người kia căn bản không biết, cái này hai cái cẩu nam nữ ở sau lưng nàng như thế nói nàng có phải hay không có chút quá. Tôn Giao Giao kéo kéo Lý Hâm tay, làm nũng nói, Hâm Nhi. Người có thể phải làm chủ cho ta à? Lý Hâm suy tư mấy giây, gật đầu một cái, đi, chúng ta đã qua sẽ ném đôi cẩu nam nữ kia. Rất nhanh, Tôn Giao Giao sẽ đến Tôn Di trước mặt, ánh mắt nàng trên dưới quan sát một vòng, tấm tắc nói ơ, đây không phải là Tôn Di sao? Ngày hôm nay mặc như vậy là làm gì đi? Tôn Di cây bản không muốn để ý tới cái này hai người, trực tiếp phất tay một cái cản lại một chiếc xe taxi. Đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, chúng ta đi. Không đi nữa sắp trễ rồi, hẻm Tây Lâm cách nơi này có chút khoảng cách. Diệp Thần nhìn một cái sau lưng hai cô gái, cũng không muốn nhiều chuyện, một cước bước vào xe taxi, đóng cửa lại rời đi. Lý Hâm nhìn xe taxi đi xa, trong miệng lẩm bẩm nói, hẻm Tây Lâm. Đây không phải là vậy cái phá rác dưới đường phố sao? Ba ta thật giống như cũng dự định phá hủy một mảnh kia. Xem ra Tôn Di người đàn ông vậy chưa ra hình dáng gì sao, lại có thể mời bạn gái đi loại địa phương này, thật là hai cái quỷ nghèo. Tôn Giao Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì, kéo Lý Hâm tay nói, Hâm Nhi, nếu không, chúng ta vậy theo sau xem, ta ngược lại là phải xem cái này hai cái quỷ nghèo ăn cái gì rác dưới đồ chơi. Lý Hâm mặc dù đối với chỗ đó không có cảm tình gì, nhưng là vừa nghĩ tới đôi cẩu nam nữ này ở sau lưng mình mắng nàng. Liền quỷ thần xui khiến gật đầu một cái, được, ta để cho ta tài xế tới đây. Hẻm Tây Lâm số 14. Tiệm nướng phu thê. Uông Thúc và Trương Di nhìn lạnh tanh mặt tiền, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài ngẩn người. Bọn họ biết chỗ này khách hàng thiếu, lại không nghĩ rằng như thế thiếu à.
Cái này cũng hơn nửa ngày, một cái đến cửa hỏi thăm người cũng không có. Trương Di thậm chí còn đi đường phố phát tài mấy trăm tờ truyền đơn, căn bản không có dùng. Tiếp tục như vậy nữa, có thể hay không kiếm đến tiền mướn phòng cũng không nhất định. Trương Di nhìn về phía ủ rũ cúi đầu chồng, nói, được rồi, ngày hôm nay phỏng đoán không việc gì danh sách, đến lúc đó chúng ta làm giao hàng tốt lắm, năm nay giá thị trường quả thật không được, đến lúc đó đứa trẻ học phí phỏng đoán vậy không xếp đặt. Uông Thúc gật đầu một cái, có chút không biết làm sao. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, lão bà, cái đó. A Thần có phải hay không nói ngày hôm nay phải dẫn bạn tới dùng cơm? Trương Di nghe được chồng hỏi, vỗ ót một cái, lúc này mới chợt hiểu nói, đúng vậy, A Thần hẳn trễ giờ sẽ tới, ngày hôm nay chúng ta đừng nghĩ dùng mở cửa đại cát, ta xem à liền cho A Thần làm cái mời khách dùng cơm là được. Uông Thúc gật đầu một cái, đồng ý nói, phải, vậy ta vậy thì đi bên trong chuẩn bị một chút, không thể để cho A Thần bạn xem chúng ta nơi này chế giễu. Hai người vừa mới chuẩn bị đi tới trong tiệm đi, một chiếc Lincoln bản dài từ từ lái tới. Bọn họ nhất thời lại dừng bước. Dẫu sao bọn họ sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy khí phái như thế xe sang. Ngươi xem chiếc xe kia, nhiều khí phái, ngồi ở trong xe vậy phải có nhiều tiền à, Trương Di cảm khái nói, người ta cuộc sống và chúng ta loại này tầng dưới chót sinh hoạt chênh lệch quá xa. Ồ, không đúng à, loại này không người biết địa phương nhỏ, người có tiền làm sao sẽ tới nơi này. Uông Thúc cũng là khá là hâm mộ nhìn một cái đang chậm rãi lái tới Lincoln bản dài, nói, người các nàng này quá thích xen vào chuyện của người khác tới loại địa phương nhỏ này liên quan ngươi à, nói không chừng là chủ nhà đâu. Cách vách không phải còn có tòa cao ốc sao, cũng có thể là bên trong ông chủ lớn, dù sao chuyện không liên quan tới chúng ta. Có cái này thời gian rỗi rãnh, còn không bằng quả đi chuẩn bị một chút buổi tối thức ăn. Trương Di bị quở trách một lần. Bản muốn phản bác, nhưng là suy nghĩ một chút cũng phải, loại này người có tiền định trước và bọn họ vô duyên, càng không biết thành là bọn họ quý khách, có cái gì tốt quan tâm. Nàng mới vừa dự định vào tiệm đi, chỉ gặp Lincoln bản dài đã dừng lại, lại là gắng gượng ngừng ở cửa cách đó không xa, Lincoln bản dài chỗ điều khiển xuống một cái ăn mặc Âu phục thẳng thớm nam giới. Nam giới cầm trong tay một tờ giấy mảnh, đi tới tiệm nướng phu thê trước, nhìn giữ cửa bài. Lại nhìn xem giấy nội dung, mấy giây sau đó, thở dài một hơi, hẳn chính là chỗ này. Trương Di và Uông Thúc có chút bối rối. Đây là nháo kia ra. Thật đúng là tới bọn họ nơi này. Tài xế Tiểu Lý cười một tiếng, rất có lễ phép hỏi hai vợ chồng nói, người tốt, mời hỏi các ngươi nơi này là hẻm Tây Lâm số 14 sao. Trương Di và Uông Thúc ngẩn ra, cứng ngắc gật đầu một cái, trên mặt phải nhiều cổ quái thì có cổ quái. Bọn họ phản ứng đầu tiên có phải hay không chọc tới phiền toái. Nếu không loại này nhà người có tiền tài xế làm sao biết hỏi bọn họ địa chỉ. Chẳng lẽ là trước thu tiền bảo kê tên kia lão đại. Trừ cái này ra, bọn họ thật liên không nghĩ tới bất kỳ khả năng. Tài xế tiểu tử lấy được chính xác câu trả lời, vội vàng chạy chậm đến Lincoln bản dài bên kia, mở cửa sau ra, cung kính nói, thẩm tổng, tiểu thư, hẳn chính là chỗ này. Được. Thẩm Mộng Giai và Thẩm Hải Hoa rối rít từ trong xe đi xuống, đi thẳng tới tiệm nướng phu thê trước. Cho dù trong lòng đã có xấu nhất dự định, Thẩm Mộng Giai thấy cái này đơn sơ cửa tiệm, khóe miệng vẫn là hơi có chút co quắp. Nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa ăn qua những thứ này, cái này. Thật có thể ăn không? Thẩm Hải Hoa nhìn lướt qua đơn sơ khai trương quảng cáo, liền tới đến Trương Di và Uông Thúc trước, cười một tiếng, nói, ngươi tốt. Ta muốn hỏi một chút, các người ngày hôm nay buôn bán bình thường sao, cho ta một cái phòng riêng, có thể không? Hai vợ chồng hoàn toàn bối rối. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới trên xe xuống lại là như vậy uy nghiêm người đàn ông, từ khí chất đi lên xem, thân phận tuyệt đối không thấp. Đồng thời bọn họ vậy chú ý tới Thẩm Mộng Giai, bọn họ không nghĩ tới trên thế giới lại có tốt như vậy nhìn cô gái, giống như ngôi sao lớn vậy. Những người này chẳng lẽ là tới ăn cơm? Làm sao có thể? Bọn họ loại này miếu nhỏ làm sao có thể hấp dẫn loại này đại Phật? Uông Thúc và Trương Di đầu óc trống rỗng, tạm thời bây giờ căn bản không biết nói gì. Thẩm Hải Hoa tựa hồ nhìn thấu hai người nghi ngờ, cười một tiếng, tiếp tục nói, hai vị không cần nghi ngờ,
là Diệp tiên sinh để cho chúng ta tới, hắn nói các người là bạn của hắn, nơi này ăn tin qua. Diệp tiên sinh, bạn, Uông Thúc và Trương Di vượt ngẩn ra, bọn họ kia biết cái gì Diệp tiên sinh à? Bọn họ cũng chỉ tầng dưới chót nhân vật nhỏ, làm sao có thể biết cái gì tiên sinh đâu? Đột nhiên, Uông Thúc trong đầu nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, không biết cái này Diệp tiên sinh chính là A Thần đi. Trương Di liếc một cái Uông Thúc, A Thần một cái nhóc con, tại sao có thể là Diệp tiên sinh, người nghĩ gì vậy? Thẩm Hải Hoa gặp hai người nhắc tới A Thần hai chữ, lúc này mới hoàn toàn chắc chắn, vội vàng mở miệng nói, hai vị, ta trong miệng Diệp tiên sinh đúng là kêu Diệp Thần. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng ở Trương Di và Uông Thúc trong đầu nổ vang. Trời ạ, thật sự là A Thần. A Thần lúc nào biến thành Diệp tiên sinh? Mấu chốt hắn mời bạn chính là những người ở trước mắt. Đầu hắn tự trêu chọc đi, mời loại này có tiền nhân vật lớn tới bọn họ tiệm nhỏ ăn cơm. Cho dù trong lòng có 10.000 cái nghi ngờ, hai người cũng không thể nhiều suy nghĩ gì, vội vàng đem Thẩm Hải Hoa cùng với Thẩm Mộng Giai Lĩnh đi vào. Tới tới tới, chúng ta cái này có chút loạn, các người vậy đừng chê ha ha. Nếu là A Thần bạn, vậy thì ngồi tận cùng bên trong vậy cái phòng riêng nhỏ đi. Phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái. 10 phút sau, xe taxi cuối cùng đi tới hẻm Tây Lâm. Tôn Di và Diệp Thần mới vừa xuống xe, liền phát hiện phía sau theo kịp một chiếc màu trắng xe Mercedes. Màu trắng xe Mercedes cũng là dừng lại, chỉ gặp Tôn Giao Giao và Lý Hâm bước lớn chân dài đi xuống, lúc xuống lại là khá là đắc ý nhìn Diệp Thần và Tôn Di một cái. Tôn Di thấy một màn này cả người cơ hồ khí nổ. Cái này hai người rõ ràng cho thấy đi theo bọn họ tới, đây cũng quá âm hồn không tiêu tan đi. Ăn một bữa cơm đều phải như thế đi theo, đây là nhiều không có chuyện làm à. Tôn Di cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đi tới Tôn Giao Giao trước mặt, mắng Tôn Giao Giao, người đây là chơi theo dõi. Người có thể hay không quá không biết xấu hổ. Tôn Giao Giao hừ lạnh một tiếng, ngước trắng như tuyết cằm nhìn một cái Tôn Di. Vênh mặt hất hàm sai khiến nói, Tôn Di à Tôn Di, toàn bộ Ninh Ba chẳng lẽ là ngươi sao, cái này hẻm Tây Lâm chỉ cho phép ngươi tới, cũng không cho phép chúng ta tới. Chúng ta tới ăn cơm lại không được sao? Vẫn là nói, ngươi ở chỗ này làm gì người không nhận ra câu làm, sợ bị ta phát hiện. Nghe được người không nhận ra câu làm, Tôn Di coi như giỏi nhìn đến đâu, cũng có chút nổi giận, chỉ Tôn Giao Giao nói, ngươi thích làm sao đi theo liền làm sao cùng, tùy theo ngươi. Diệp Thần, chúng ta đi. Tôn Di nói xong cũng kéo Diệp Thần hướng bên trong đi. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới, một bên Lý Hâm đã từ từ đưa ra một cái chân, hiển nhiên dự định vấp nàng. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới trước mắt sự việc, đối với nữ sinh tranh đấu, hắn căn bản không hứng thú đi quản, nhưng là nếu như đối phương làm ra loại chuyện này hắn liền không phải không thể can thiệp. Hắn bước chân nhẹ nhàng đạp một cái. Lòng bàn chân lại là xuất hiện một đạo nhàn nhạt đợt khí trực tiếp hướng Lý Hâm đẩy đi. Lý Hâm hiển nhiên là cảm giác được cái gì, thân thể ngay tức thì mất đi thăng bằng, hướng sau lưng ái mộ đi, nàng lại là theo bản năng bắt được Tôn Giao Giao bả vai. Lần này tốt lắm, hai người cũng mang giày cao gót, trọng tâm không vững. Bành, một giây kế tiếp, hai người trực tiếp té xuống đất, nguyên bản mặc lên người váy lại là vén lên. Một mảnh xuân quang, đưa tới người đi đường chỉ chõ chõ. Tôn Di hiển nhiên vậy không ngờ tới trạng huống trước mắt, nàng hơi có chút kinh ngạc. Cái này hai người nữ liền đi bộ cũng sẽ không đi sao. Diệp Thần nhìn xuống thời gian xong hết rồi, vỗ một cái Tôn Di sau lưng, cười nói, đi thôi, phỏng đoán Thẩm Hải Hoa bọn họ đã đến. Được, chờ Diệp Thần và Tôn Di sau khi đi, Tôn Giao Giao và Lý Hâm mới chật vật đứng dậy. Trên mình đã có một ít chảy ra. Bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm Tôn Di và Diệp Thần hình bóng một cái. Mới vừa rồi chung quanh một người cũng không có, có cơ hội động thủ cũng chỉ có cái này hai người. Hai cái quỷ nghèo, lại dám đẩy ta, ta xem bọn họ là chán sống. Giao Giao, đi, chúng ta đi tìm đôi cẩu nam nữ này tính sổ. Lý Hâm trong mắt tràn đầy một tia lửa giận. Tiệm nướng phu thê. Diệp Thần và Tôn Di đi tới cửa, liền chú ý đến Uông Thúc và Trương Di đang làm việc. Trương Di tự nhiên thời gian đầu tiên chú ý tới Diệp Thần và bên người hắn cô gái.
khi thấy Tôn Di, nàng quả thực kinh diễm một phen, tuyệt đối không nghĩ tới ngày hôm nay một hơi ngược lại là thấy được hai tiên nữ vậy cô gái. A thần, người cuối cùng cũng tới, ai nha, người làm sao mời một cái ông chủ lớn đến chúng ta nơi này ăn cơm đây, người ta cũng đều là ăn chiều khách sạn lớn, chúng ta loại địa phương nhỏ này nhiều mộc mạc à. Chấm, Trương Di đến bây giờ còn là có chút run sợ trong lòng, sợ bọn họ làm ăn không ngon, hư Diệp thần việc lớn. Diệp thần cười một tiếng, khoát tay một cái nói, không có sao, ta hẹn hắn tới chỉ bất quá muốn nói chút chuyện mà thôi, huống chi Trương Di tài nấu nướng của ngươi ta còn không biết sao. Bảo đảm để cho tên kia ăn chảy nước miếng. Trương Di bị khen có chút ngại quá, trà sát quần áo, nhìn về phía Tôn Di, hỏi, A thần, vị này là ngươi cái đó sao? Làm sao có chút quen mắt? Diệp thần mới vừa muốn giải thích, Tôn Di liền đi tới Trương Di trước mặt, kích động nói, Trương Di, lại có thể thật sự là ngài à, Uông Thúc có phải hay không vậy ở bên trong? Ngươi khẳng định quên ta, 5 năm trước, ta tan học thường xuyên đến các người gian hàng ăn đồ. Trương Di bị vừa nói như vậy, mặc dù không nhớ rõ, nhưng cũng chỉ có thể cười nói, ta không nghĩ tới lại còn có như thế xinh đẹp khách quen cũ. Càng không có nghĩ tới ngươi và A thần sau khi tốt nghiệp lại còn ở cùng một chỗ, đây là chuyện tốt à? Tôn Di bị nói ngay tức thì trong lòng ngọt ngào mật, lại là chạy vào phòng bếp và Uông Thúc chào hỏi. Diệp thần cũng không muốn qua giải thích thêm, hắn thấy cửa phòng VIP nở, liền đi vào, phát hiện Thẩm Hải Hoa và Thẩm Mộng Giai đã ngồi ở bên trong, trong góc còn có một cái ăn mặc âu phục nam giới, hẳn là tài xế. Thẩm Hải Hoa thấy Diệp thần xuất hiện, trên mặt kích động mấy phần. Bởi vì mấy ngày qua hắn không chỉ phát hiện mình tuyệt chứng khỏi rồi, trước kia trên người bệnh vặt kiếm lại có thể vậy cũng bị mất. Hắn gặp Diệp thần giống như thấy ân nhân cứu mạng vậy. Diệp tiên sinh, ngày cuối cùng cũng tới, ta trước kính ba ngươi ly rượu, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Thẩm Hải Hoa nói xong, liền té liền ba ly rượu trắng, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, rất là sảng khoái. Ba, ngươi uống ít chút, người bệnh vừa vặn. Chấm, Thẩm Mộng Giai khuyên nhủ. Thật ra thì nàng trong lòng có chút bất ngờ, từ nhỏ đến lớn, đều là người khác kính ba ba rượu, bây giờ ngược lại tốt, Diệp thần ngồi cũng không có ngồi xuống, trực tiếp kính hắn ba ly. Cái này Diệp thần đơn giản là thiên đại mặt mũi. Diệp thần ngược lại là không nghĩ tới Thẩm Hải Hoa sẽ đến như thế một chiêu, cũng là tỏ ý tính đụng một ly. Sau đó, Tôn Di liền thận trọng bưng một miếng thức ăn đi vào, đem thức ăn buông xuống, hắn thuận thế ngồi ở Diệp thần bên tay phải. Cứ như vậy, Diệp thần ngược lại là bị Thẩm Mộng Giai và Tôn Di bao vây, rất có người đẹp vờn quanh cảm giác. Thẩm Hải Hoa dĩ nhiên là gặp qua Tôn Di, hắn cái này vừa nghĩ đến buổi chiều nữ nhi nhắc tới cái cô gái đó chắc là Tôn Di. Hắn phái người điều tra qua Tôn Di tư liệu, sau khi xem xong, không khỏi cảm khái Tôn Di tốt số, lại có thể trước một bước leo lên điều này sắp ngất trời rồng khổng lồ. Muốn không được bao lâu, Diệp thần chân chính lớn lên, Tôn Di chính là bay lên chi đầu đổi phượng hoàng. Con gái mình có thể phải cố gắng lên à? Nàng nhìn về phía Thẩm Mộng Giai, nháy mắt, nói, Mộng Giai, ngươi và Diệp tiên sinh cùng với Tôn tiểu thư tuổi tác xấp xỉ, sau này có thể muốn trao đổi nhiều hơn, hướng bọn họ học tập, bây giờ cơ hội tốt, còn không kính một chút Diệp tiên sinh và Tôn tiểu thư. Thẩm Mộng Giai trong mắt trợn to, nàng vốn là đối với Tôn Di có chút địch ý, kết quả ba ba lại có thể để cho nàng mời rượu. Đây không phải là hướng người phụ nữ kia cúi đầu sao? Nàng mới vừa muốn cự tuyệt, bên ngoài liền vang lên một đạo nhọn thanh âm. Tôn Di cái này đồ gái điếm đâu? Tránh nơi này làm gì câu làm đâu? Nghe được cái này thanh âm, đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt đều có chút không đúng. Tôn Di, đồ gái điếm. Thẩm Hải Hoa trên mặt có chút tức giận, nhìn một cái phòng riêng xó xỉnh ngồi tiểu tử, nói tiểu tử, đem một vài con mèo, con chó dọn dẹp sạch sẽ. Buông tay đi làm, xảy ra chuyện, ta Thẩm Hải Hoa cho ngươi chìa vào. Tiểu tử đứng dậy, mở ra phòng riêng cửa liền đi ra ngoài. Diệp thần đã đoán được là ai, trong mắt thoáng qua một tia sát ý. Cái này hai phụ nữ thật không muốn sống nữa. Lại ba lần khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng. Nếu như không phải là xem ở các nàng là phụ nữ, Diệp thần đã sớm ra tay chu diệt. Tôn Di nghe phía bên ngoài thanh âm sắc mặt có chút ảm đạm, đứng lên,
bàn tay đè ở Diệp Thần trên bả vai, đây là chuyện ta, ta tới xử lý, ngươi tiếp tục cùng Thẩm tổng trò chuyện chuyện. Nàng nhưng mà gặp qua Diệp Thần bạo lực, liền Trần gia phụ tử cũng dám đánh, tên này chuyện gì làm không ra. Hơn nữa hai người đó rõ ràng cho thấy hướng về phía nàng tới, nếu như đem Diệp Thần dính vào thì thật không xong. Diệp Thần suy tư mấy giây, vẫn là gật đầu, dẫu sao Thẩm Hải Hoa người đã đi ra ngoài, như thế nào đi nữa làm, hai phụ nữ cũng không bay ra khỏi Hoa Dì Lãng. Rất nhanh, Tôn Di vậy đi ra ngoài. Bên ngoài bao xương, Trương Di thấy hai cái người mặc nhãn hiệu nổi tiếng khí thế hung hăng người phụ nữ thật không biết nên xử lý như thế nào. Cái đó, hai vị cô nương, tại sao lớn như vậy hỏa khí, có chuyện gì không thể ngồi xuống tới trò chuyện một chút sao? Tôn Giao Giao một mặt chê nhìn một cái Trương Di, lui về phía sau một bước, người lão bất tử này cách ta xa một chút, xem trên mình ngươi bẩn thỉu dáng vẻ, phỏng đoán rất nhiều vi khuẩn đi, ngươi biết trên người ta cũng là bài gì tử sao? Ngươi làm dơ thường nổi sao? Trương Di có chút lúng túng, nàng dù sao cũng là người đàng hoàng. Chỉ có thể rụt tay một cái, nói xin lỗi, cô nương, chân thực ngại quá, cái đó. Uông Thúc tự nhiên nghe được Tôn Giao Giao câu kia đã thương người nói, trực tiếp từ phòng bếp đi ra, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tôn Giao Giao và Lý Hâm, các người hai cô nàng này có hay không dạy dỗ, nơi này không hoan nghênh các người, đi ra ngoài. Vợ mình bị vũ nhục, hắn tự nhiên muốn đứng ra. Bọn họ trên mình bẩn thì thế nào? Chỉ cần bọn họ tiền kiếm là sạch sẽ, cũng không mất mặt. Lý Hâm không nghĩ tới một cái quá nghèo lại dám đứng ra đối với các nàng cua tay múa chân, có chút nổi giận. Nàng đưa ra mảnh khảnh tay, chỉ Uông Thúc và Trương Di lỗ mũi nói. Các người biết ta là ai chăng? Tin không tin ta để cho lão ba ta lập tức đem các người tiệm phá hủy. Hai cái bẩn thỉu quỷ nghèo lại dám để cho ta Lý Hâm đi ra ngoài, mụ, các người là thứ gì? Ninh Ba tập đoàn Khoa Nguyên có nghe nói hay không qua? Nhà ta tập đoàn nhân viên mỗi người một hớp nước là có thể chết chìm các người hai cái quỷ nghèo. Uông Thúc nghe được những lời này, càng phát ra nổi giận, thậm chí hận không được phiến một cái tát đi ra ngoài, nhưng là vừa nghe đến Ninh Ba tập đoàn Khoa Nguyên mấy chữ này, hắn cũng không dám động. Tập đoàn Khoa Nguyên nhưng mà Ninh Ba top 10 tên mong đợi một trong, lão tổng nữ nhi. Hắn một cái nho nhỏ gian hàng ông chủ căn bản không đắc tội nổi. Chọc giận Phú Đệ Nhị, hắn có thể thật muốn ngưng nhà hết thảy nguồn thu nhập. Tôn Giao Giao và Lý Hâm gặp trước mặt hai người cúi đầu, trong lòng khó hiểu có chút sảng khoái. Lý Hâm trên cao nhìn xuống nhìn một cái hai người, lần nữa chỉ Uông Thúc lỗ mũi nói, Tôn Di cái con điếm có phải hay không ở bên trong. Ta khuyên ngươi cái này quỷ nghèo nhanh lên đem cái này kỹ nữ. Lời còn chưa nói hết. Một cái ăn mặc Âu phục người đàn ông liền xuất hiện ở trước mặt nàng, trực tiếp nắm tay nàng chỉ, hướng bên cạnh vỗ tới. Diệp tiên sinh và Thẩm tổng ở bên trong đàm luận, người nói nhảm nữa một câu, đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện chính là tiểu từ làm 3 năm binh, giải ngũ sau liền một mực đi theo Thẩm Hải Hoa, nhiều năm như vậy xuống, tự nhiên cũng có nhìn người bản lãnh, Thẩm tổng như vậy tôn kính Diệp tiên sinh. Lại là hạ thấp tư thái, đã nói lên Diệp tiên sinh đối với Thẩm tổng mà nói cực kỳ trọng yếu. Mà mới vừa rồi Thẩm tổng đã giao phó để cho hắn buông tay đi làm, hắn tự nhiên phải làm thật xinh đẹp. Bất kể bất cứ giá nào, cũng phải để cho cái đó trong bao xương Diệp tiên sinh và Tôn tiểu thư hài lòng. Bây giờ đối phương mắng Tôn tiểu thư, hắn cũng mặc kệ đối phương là không phải phụ nữ. Một chữ, chính là sỉ nhục. Lúc này, Tôn Di cũng là đi ra, tuyệt đối không nghĩ tới Thẩm tổng tài xế lại có thể trực tiếp ra tay. Đầu năm nay một người tài xế cũng dám đánh như vậy người. Mặc dù nàng không biết Lý Hâm thân phận, nhưng là từ đối phương ăn mặc tới xem không giàu thì sang, hoàn toàn không phải một người tài xế có thể chọc à. Lý Hâm cũng nhìn thấy Tôn Di, nàng vừa liếc nhìn trước mặt động thủ người đàn ông Âu phục, tự nhiên đoán được đối phương là Tôn Di cứu binh. Nàng hơn nữa nổi giận. Một cái gái điếm lấy là tìm một mặc Âu phục thì ngon, ta xem. Lời còn chưa nói hết, tài xế tiểu từ trực tiếp một cái tát liền đã qua. Không chút do dự. Bót. Một tát này vô cùng thanh thúy. Ta nói qua, ngươi nói nhảm nữa, ta liền không khách khí. Một tát này, là cho Tôn tiểu thư. Giờ khắc này, toàn bộ phòng khách lâm vào tĩnh mịch.
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới tiểu tử sẽ không cố kỵ chút nào, một cái tát đã qua. Uông Thúc và Trương Di trong lòng lại là lộp bộp một chút, bọn họ biết xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Cô nữ sinh này nhưng mà tập đoàn Khoa Nguyên lão tổng nữ nhi à? Người đắc tội với người nhà làm gì à? Để cho người ta mắng mấy câu cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Tôn Giao Giao theo bản năng lui về sau một bước, trên mặt tràn đầy sợ hãi ý, rất sợ cái này mặc âu phục người đàn ông đối với nàng vậy động thủ. Mà Lý Hâm chính là đầu óc trống rỗng, che mình mặt, hai tròng mắt trợn to. Từ nhỏ đến lớn, căn bản không người dám đánh nàng. Nàng kịp phản ứng, cả người tức giận đến mức tận cùng, chỉ tiểu từ lỗ mũi nói, người mẹ hắn là thứ gì, dám đánh ta, người biết ba ta là người nào không? Người chết chắc, ta muốn người chết. Lý Hâm giờ phút này tựa như nổi điên cọp cái vậy, tóc tai bù xù, trên gương mặt kia nhìn như vui vẻ trang điểm trở nên có chút dữ tợn. Nàng bản muốn xông qua, lại bị sau lưng Tôn Giao Giao kéo lại, Hâm Nhi, ngươi và một người đàn ông đánh cái gì? Chúng ta muốn chơi chết hắn có 10.000 loại phương pháp. Lý Hâm cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nàng có thể cảm giác được trên gò má có một đạo hồng ấn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tiểu tử, còn có Tôn Di. Ở nàng nhìn lại, hết thảy các thứ này đều là người nữ nhân hạ tiện này mang tới. Ta nói cho các người hai cái ngày hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi con đường này. Chờ ba ta tới. Ta muốn trích ra nát vụn các người hai người mặt, nói xong, Lý Hâm liền cầm điện thoại lên, phát ra ngoài. Tôn Giao Giao thấy Lý Hâm gọi điện thoại, sức thêm mấy phần, đối với tiểu tử hừ lạnh nói. Thằng nhóc, người hẳn còn chưa biết người đánh là ai đi, ta không ngại nói cho ngươi, nàng nhưng mà tập đoàn Khoa Nguyên tổng giám đốc nữ nhi. Người nghe qua tập đoàn Khoa Nguyên sao? Ninh Ba Mười mạnh tập đoàn, người bây giờ hẳn rõ ràng đắc tội hạng người gì đi. Ở nàng trước mặt, ngươi là thứ gì? Người ta muốn đùa chết ngươi, phương pháp nhiều đi. Nói xong, nàng lại hung tợn nhìn về phía Tôn Di. Tôn Di à Tôn Di, khoan hãy nói, ngươi thật tốt số, đến chỗ nào chỗ đó đều sẽ có người là ngươi ra mặt, nhưng là ngươi căn bản là một cái sao chổi, ngươi chỉ biết hại chết bọn họ. Tiểu tử nghe được tập đoàn Khoa Nguyên, trong mắt hơi co rúm một cái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có lai lịch lớn như vậy. Tập đoàn Khoa Nguyên vẫn cùng Thẩm Hải Hoa tập đoàn Bắc Danh có rất nhiều hợp tác, dưới mắt đích xác có chút lớn chuyện rồi. Nhưng là hắn tin tưởng mình trực giác, hắn làm như vậy không sai. Ở Thẩm Tổng trong mắt, đừng nói tập đoàn Khoa Nguyên, coi như là 1.000 cái tập đoàn Khoa Nguyên vậy không sánh bằng một cái Diệp tiên sinh. Thẩm Tổng sẽ đối với tập đoàn Khoa Nguyên tổng giám đốc thấp giọng hạ khí. Không thể nào. Thẩm Tổng sẽ liên tiếp mời ba ly tập đoàn Khoa Nguyên lão tổng rượu tỏ vẻ tốt. Không thể nào. Thẩm Tổng sẽ vì vậy mấy trăm triệu hợp tác hy sinh và Diệp tiên sinh quan hệ. Căn bản không có thể. Nghĩ đến đây, tiểu tử tự tin liền đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đừng nói tập đoàn Khoa Nguyên tổng giám đốc tới, coi như là Giang Thành thị giải tới, cũng không có tư cách động Tôn tiểu thư một chút. Tôn Di nghe được câu này giật mình. Hắn không cách nào tưởng tượng một người tài xế lại có thể sẽ nói ra như vậy có phấn khích nói. Nhưng là nàng không ngu ngốc, đối phương làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì là trong bao xương Thẩm Hải Hoa. Cũng hoặc là nói, là bởi vì là trong bao xương Diệp Thần. Thẩm ra đây là đang đối với Diệp Thần lấy lòng. Giờ khắc này, nàng thật có chút tò mò, Diệp Thần rốt cuộc làm cái gì, có thể để cho một người tài xế như vậy không chút kiêng kỵ che chở nàng. Lại có thể để cho Thẩm Hải Hoa loại này cao cao tại thượng tồn tại đối với hắn thấp như vậy thanh hạ khí. Nàng đột nhiên phát hiện, 5 năm trôi qua, cái đó đã từng bị vạn người chỉ phế vật Diệp Thần đã thay đổi, triệt để thay đổi. 5 năm này, hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đi nơi nào? Lý Hâm điện thoại mới vừa tiếp thông, bên đầu điện thoại kia hiển nhiên cũng là nghe được tiểu tử thanh âm, tựa hồ có chút không vui, Hâm Nhi, người bây giờ đánh ta điện thoại làm gì? Người nơi đó phát sinh cái gì, cái đó nói chuyện ngược lại là giọng rất lớn. Lý Hâm cái này mới phản ứng được, vội vàng khóc ba, người mau tới cứu ta, nữ nhi người sắp bị người đánh chết, ta ở hẻm Tây Lâm số 15. Mới vừa ta liền tùy tiện nói mấy câu nói, đối với trai gái liền động thủ đánh ta, còn tát ta bàn tay, ba, người mới vừa rồi cũng nghe được người kia nói, hắn quá kiêu ngạo. Ta bị như thế làm nhục, còn không bằng chết tính.
Tôn Giao Giao cũng là chen vào nói, lớn tiếng nói, Hâm Nhi, ngươi không cần nhớ không ra à. Bên đầu điện thoại kia hiển nhiên cũng là cảm giác được chuyện nghiêm trọng, uy nghiêm thanh âm vang lên, ngươi ở nơi đó chờ, ta cách ngươi vậy không xa, cái này thì mang người tới, ta ngược lại là phải xem, nói dám động ta Lý Thương Phúc nữ nhi. Điện thoại cúp, Lý Hâm thay đổi người nước mắt diễn cảm, hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Tôn Di và Tiểu Từ, ba ta lập tức sẽ tới, nếu như các người không muốn chết, bây giờ quỳ xuống ta trước mặt. Đem ta giày cao gót lên bụi đất liếm hết, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Một bên Trương Di thật hù đều phải hù chết, cũng không đoái hoài tới cái gì, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, dùng tay áo thận trọng lau chùi Lý Hâm giày. Vị này đại tiểu thư, ta tới lau cho ngươi, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, thả qua mấy hài tử này đi, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Lý Hâm chê nhìn một cái dưới người phụ nữ, một cước đá ra ngoài. Nho nhỏ cao cân trực tiếp đá vào Trương Di trên bụng, lại là nhục mạ nói, ngươi cái quỷ nghèo, cách ta xa một chút, ngươi biết giày của ta đắt bao nhiêu sao? Ngươi thường nổi sao? Trương Di che bụng, đặt mông ngồi trên mặt đất, gương mặt có chút khó chịu, dẫu sao giày cao gót nhỏ cùng đá người rất đau à? Uông Thúc vội vàng vọt tới, đem Trương Di đỡ đến trên bàn, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lý Hâm, ngươi dám động vợ ta, ta cùng ngươi liều mạng. Nhưng là rất nhanh, Tiểu Từ liền xông vào trước mặt, bay lên chính là một chân đạp ở Lý Hâm trên bụng. Hắn biết tiệm này là vợ chồng hai là Diệp Tiên Sinh bạn, nếu không Diệp Tiên Sinh cũng không biết mời Thẩm Tổng tới nơi này ăn cơm. Hiện ở người phụ nữ này lại dám như thế đối đãi Diệp Tiên Sinh bạn, hắn thật nổi giận. Coi như không là Diệp Tiên Sinh, hắn là một nam nhi bảy thước, vậy không nhìn nổi à? Lý Hâm hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ động thủ. Bụng của nàng rời sông lấp biển, khó chịu đến mức tận cùng. Cả người càng bị đá cửa. Mà lúc này một chiếc Maybach vừa vặn dừng lại. Bên trong xe Lý Thương Phúc thấy một màn này, hoàn toàn nổi giận. Hắn chợt mở cửa xe, dư quang chú ý tới xa xa Lincoln bản dài, bảng số xe có chút quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì là hắn đã sớm bị tức giận làm đầu óc mê muội. Ai mẹ hắn dám động ta Lý Thương Phúc nữ nhi, ta muốn ngươi chết. Lý Hâm nghe được phụ thân thanh âm, cả người kích động đến mức tận cùng, lại là giả dạng làm chật vật dáng vẻ bò dậy, khóc kể lể, ba, nếu như ngươi không tới nữa, ta sẽ bị bên trong hai người đó giết. Lý Thương Phúc vội vàng đem con gái bảo bối đỡ lên, hơn nữa đối với sau lưng hộ vệ nói, cho ta đem tiệm này đập, người ở bên trong cũng cho lão tử ném ra. Ta con mẹ nó cũng không tin, ta Lý Thương Phúc người cũng dám động, ai con mẹ nó là ăn cái gì tim gấu gan báo. Tiểu Từ dĩ nhiên là không thể nào để cho bọn họ phá tiệm. Một mình ngăn cản tại tất cả thân người trước, nhưng là nói thế nào đi nữa, hắn cũng không phải mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc biệt đối thủ à. Lý Thương Phúc hộ vệ ba hạ năm ngoại trừ liền đem Tiểu Từ đánh ở trên mặt đất. Lý Hâm nhìn Tiểu Từ dáng vẻ chật vật, cười lạnh nói, người ngược lại là cuồng à. Không phải mới vừa rất cuồng sao? Bót! Lý Hâm một cái tát trực tiếp phiến ở Tiểu Từ trên mặt. Lại là dùng giày cao gót đạp hắn một cái, trong lòng rất là sảng khoái. CMN, dám ở ta trước mặt làm ra vẻ, còn dám tát ta. Ngươi biết ta là ai chăng? Bây giờ làm sao không điên? Tiểu Từ trong mắt tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thương Phúc và Lý Hâm, hung ác nói các người căn bản không biết đắc tội ai. Lý Hâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa ngón tay ra chỉ Tôn Di. Đối với mấy người hộ vệ kia nói, đem cái đó con đê tiện cũng cho ta nắm tới. Ta muốn trích ra nàng, dáng dấp như vậy đẹp, không biết rút ra xưng còn có thể hay không có người thích. Lời nói rơi xuống, vậy mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ liền hướng Tôn Di đi. Tôn Di sắc mặt tái nhợt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự việc sẽ như thế phát triển. Mắt xem mấy cái này hộ vệ thì phải chạm được nàng. Một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng. Xem ra bữa cơm này là thật khó ăn à. Lười biếng thanh âm yên tĩnh rơi xuống, nhưng là mang một tia sát khí. Chính là Diệp Thần. Lý Hâm thấy Diệp Thần xuất hiện, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, thằng nhóc kia vậy cùng nhau nắm tới, vừa vặn, hai người cùng nhau rút ra. Tôn Giao Giao nhìn mình bạn gái thân như vậy thô bạo, trong lòng có chút kích động, nói, Lý Hâm, người thật là thật lợi hại.
Lý Hâm hai tay ôm ở ngực, như nữ vương cao cao tại thượng vậy. Rất nhanh, mấy người hộ vệ liền hướng Diệp Thần đi. Nói thật, đối phó trước mắt mấy cái rác rưởi này, Diệp Thần thật không quá muốn động thủ. Nhưng là một cái trong đó hộ vệ một quyền đã hung hăng nện xuống, Diệp Thần chỉ có thể trở tay đập một cái, bắt được cánh tay của đối phương. Chỉ nghe gặp rắc rắc, một tiếng, người hộ vệ kia cánh tay trực tiếp gãy lìa. Một giây kế tiếp, Diệp Thần đùi phải thật cao nâng lên, chợt ở trước mặt đảo qua. Nhất thời ba người hộ vệ nặng nề té xuống đất, mất đi năng lực tác chiến. Còn dư lại mấy người hộ vệ vừa định đối với Diệp Thần ra tay, Diệp Thần vậy vô cùng ánh mắt lạnh như băng liền bắn đi ra ngoài. Ngay tức thì, tất cả mọi người đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Loại này ánh mắt sắc bén, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Coi như năm đó ở Nam Phi đối mặt hung mãnh sư tử đực, bọn họ vậy không sợ hãi qua. Nhưng là trước mắt cái này người thanh niên, quang một cái ánh mắt sẽ để cho bọn họ cả người lạnh như băng, một cổ chết ý lan tràn toàn thân. Bọn họ căn bản không dám động à. Một khi động, tất nhiên số mệnh liền chờ ở chỗ này. Diệp Thần từng bước hướng Lý Hâm và Lý Thương Phúc đi tới, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm nụ cười, để cho người hơn nữa sợ. Lý Hâm vội vàng lui đến phụ thân bên người, hốt hoảng nói, ba, làm thế nào? Thằng nhóc này có chút có thể đánh. Lý Thương Phúc thành tựu chìm nổi thương trường nhiều năm tổng giám đốc, tự nhiên không có bị hù dọa, nhìn Diệp Thần, chất vấn, ngươi nếu như dám động ta một chút, tin không tin ta để cho ngươi không đi ra lọt giang thành. Lời nói rơi xuống, chỉ nghe gặp bành, một tiếng, phòng riêng cửa mở ra, Thẩm Hải Hoa và Thẩm Mộng Giai đi ra. Giờ phút này Thẩm Hải Hoa gương mặt cơ hồ thanh. Hắn thật vất vả và tiên sinh Diệp cùng nhau ăn cơm, kết quả là có không có mắt tới đập tràng. Đổi thành người khác ngược lại vẫn tốt. Hết lần này tới lần khác là cái này và tập đoàn nhiều năm hợp tác Lý Thương Phúc. Lý Thương Phúc thấy Thẩm Hải Hoa cũng là hơi ngẩn ra, hắn căn bản không nghĩ tới tập đoàn Bắc Danh Thẩm Tổng sẽ ở loại địa phương này ăn cơm. Hắn cả người giá cả mấy trăm triệu tập đoàn tổng giám đốc tới ăn loại này đồ rẻ tiền, nói ra căn bản không có người tin tưởng à. Lý Thương Phúc đổi một bộ nụ cười, cung kính nói, Thẩm Tổng, không nghĩ đến ở nơi này thấy ngươi. Thẩm Hải Hoa hừ lạnh một tiếng, đi thẳng tới Lý Thương Phúc trước mặt, nghiêm túc nói, ta không nhận biết ngươi, đừng cho ta tới đây một bộ. Lý Thương Phúc nụ cười cứng lên. Hai người rõ ràng trước đoạn thời gian cùng nhau đánh bài qua, cái này thì không nhận ra. Bất đồng Lý Thương Phúc phản ứng, Thẩm Hải Hoa tiếp tục nói, Lý Thương Phúc à Lý Thương Phúc. Người căn bản không biết người phạm vào dạng gì sai lầm. Người không nên đắc tội tiên sinh Diệp à. Người tới thật đúng lúc ta đang có chuyện muốn nói với ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Bắc Danh và người tập đoàn Khoa Nguyên tất cả hợp tác hạng mục toàn bộ giải trừ. Cái gì? Lý Thương Phúc bối rối. Giải trừ hợp tác, cái này Thẩm Hải Hoa nổi cơn gì à, đây chính là mấy trăm triệu lời à. Nói giải trừ liền giải trừ, còn đắc tội tiên sinh Diệp. Hắn căn bản không nhớ được từ mình đắc tội qua cái gì tiên sinh Diệp à. Lý Thương Phúc mới vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp Thẩm Hải Hoa đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, thấp giọng nói, tiên sinh Diệp, xin chuyện này giao cho ta xử lý. Lần này, đến phiên tất cả mọi người kinh ngạc. Thẩm Hải Hoa lại có thể đối với một người thanh niên thấp như vậy thanh hạ khí. Tiên sinh Diệp, thằng nhóc này mới mấy tuổi à, lại có thể kêu tiên sinh Diệp. Lý Thương Phúc trong mắt híp, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Đậu bên ngoài hẳn là Thẩm Hải Hoa tọa giá, Thẩm Hải Hoa không thể nào mời khách nhân ở nơi này ăn cơm, chỉ có thể là đối phương nói lên. Đối phương loại yêu cầu vô lý này, Thẩm Hải Hoa lại có thể đáp ứng. Lại là mang con gái bảo bối tự mình tới dự tiệc. Cùng quỷ dị chính là, Thẩm Hải Hoa giọng và làm việc đều giống như ở lấy lòng trước mặt người đàn ông này. Thậm chí không tiếc chém đứt mình tập đoàn hợp tác. Thẩm Hải Hoa hắn rõ ràng, lão gian cự hoạt thiên tài buôn bán, bất kỳ đồ, đều là lợi ích làm đầu. Có thể để cho hắn bỏ qua nhiều như vậy lợi ích, nói rõ người đàn ông này sau lưng cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ cái này tiên sinh Diệp đến từ tỉnh Giang Nam? Không đúng, tỉnh Giang Nam không có Diệp gia, vậy thì chỉ có thể là kinh thành gia tộc lớn nhỏ. Nghĩ tới đây. Lý Thương Phúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Kinh thành gia tộc đại thiếu nhưng mà quyền lợi chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật à, vẫy tay bây giờ cũng có thể diệt hết Giang thành gia tộc nhỏ tồn tại. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Lý Thương Phúc chán dày đặt mồ hôi hột, sau lưng lại là ướt đẫm, hắn biết, mình một khi đi nhầm một bước, toàn bộ Lý gia cũng biết rơi vào nơi vạn kiếp bất phục à. Hắn cũng không nhịn được nữa, đi thẳng tới Diệp Thần trước người, cúi người chào nói, tiên sinh Diệp. Chân thực thật xin lỗi. Là ta sai rồi, còn xin ngài tha thứ. Nghe được câu này, Lý Hâm và Tôn Giao Giao hoàn toàn ngây dại. Phụ thân lại có thể ở hướng một người trẻ tuổi nói xin lỗi. Thái độ này còn kém quỳ xuống. Lý Hâm có thể không ném nổi cái mặt này, mở miệng nói, ba, ngươi làm gì như vậy, thằng nhóc này không phải. Nàng lời còn chưa nói hết, Lý Thương Phúc trở tay một cái tát liền tới đây. Lại là dùng sức đến đem Lý Hâm cũng phiến ở trên mặt đất. Ngươi nói nhiều, ngươi có biết hay không thiếu chút nữa hại chết lão tử. Ngươi có biết hay không ngươi đắc tội người nào. Lý Hâm bối rối, nàng căn bản không nghĩ tới phụ thân sẽ vì một người xa lạ đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có. Lý Thương Phúc trên mặt lại chất đầy nịnh hót, đối với Diệp Thần nói, tiên sinh Diệp, là ta dạy nữ vô phương, sau này ta nhất định nhiều nhà dạy dỗ. Còn xin ngươi tha thứ cho chúng ta một lần. Diệp Thần lần này ngược lại là không có gì tổn thất, hắn cũng không muốn ở Uông Thúc tiệm mới khai trương cuộc sống gây chuyện, hắn nhìn như nhau trên mặt máu ứ đọng và sưng đỏ tài xế tiểu tử, nói, hắn là vì bạn ta ra mặt mới bị đánh, ngươi biết phải làm sao đi. Biết, biết, Lý Thương Phúc gật đầu như dã tỏi. Diệp Thần vừa nhìn về phía ôm bụng Trương Di cùng với phá hỏng một ít bàn. Tiếp tục nói, nữ nhi ngươi mới vừa rồi bị thương bạn của ta, còn phá hư bọn họ cửa tiệm, ngày hôm nay nhưng mà khai trương ngày tốt, ngươi biết phải làm sao đi. Biết, biết, Lý Thương Phúc không dám thở mạnh một cái. Diệp Thần con ngươi từ đầu đến cuối rửng rưng, đột nhiên, hắn con ngươi đông lại một cái, bộc phát ra cực mạnh ý định giết người, mắng, nếu những thứ này ngươi đều biết, còn không cho ta đi làm. Sau đó, cút ra khỏi ta tầm mắt. Lý Thương Phúc không cùng sát cơ lạnh như băng kinh hãi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Phải phải phải, tiên sinh Diệp. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần liền bỏ mặc tất cả mọi người hướng phòng riêng đi tới. Đi mấy bước, vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Thần bước chân dừng lại. Ta đây là quên một chuyện, nữ nhi ngươi và bạn nàng mới vừa rồi tựa hồ muốn tát ta, bây giờ ngươi hẳn biết phải làm sao liền đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.